chói tai phong minh vang vọng tại tám phương thiên địa, nương theo lấy từng đạo ầm ầm sấm sét nổ tung và nhiều tiếng rú thảm liên miên bất tuyệt, khó có thể tính toán lôi kiếm hung hăng nện ở Trác Phàm cái kia hắc ám lĩnh vực phía trên, nhất thời liền đem từng đoàn hắc khí nổ tứ phân ngũ liệt. Chỉ là trong nháy mắt, Trác Phàm khống chế cái kia nửa ngày khung, liền đã bị xâm nhập hơn phân nửa, tính cả lấy bầu trời kia phía dưới một đám đến đây vây công kiếm tinh tướng lãnh, cũng là thương vong một mảnh. Quả thật là thụ vạ lây. Bất quá thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ lại là từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn lấy lão tổ tông ra chiêu, chiếm thượng phong, một mặt hưng phấn vẻ tự đắc. Quy nguyên cảnh vốn chính là coi trọng khống chế thiên địa lực lượng năng lực, hiện tại Trác Phàm khống chế bầu trời cấp tốc rút lại, cái kia chiến lực còn không cấp tốc giảm xuống. Một chiêu này phía dưới, lão tổ tông thế nhưng là chiếm tương đối lớn ưu thế a. Đan Thanh Sinh bọn người nhìn đến cảnh tượng này, cũng là chau mày, trong lòng bất an. Quy nguyên cao thủ ở giữa quyết chiến, nếu là mất bầu trời, chẳng khác nào mất nhất đại lợi khí, quả thực hung hiểm. Bất quá, đối mặt tình cảnh này, Trác Phàm lại là không chút phật lòng. Cao ngạo bóng người ẩn tại đằng đẵng đen nhánh bên trong, khóe miệng nhếch lên một đạo tà dị đường cong, cái kia bốc lên cuồn cuộn hắc khí ma kiếm phía trên, một đạo xanh đậm đường vân bỗng nhiên phóng ra băng lạnh ánh sáng. Bạch, lăng không xẹt qua một đạo kỳ dị đường cong, toàn bộ bầu trời bỗng dưng run run một hồi, một cỗ năng lượng quỷ dị liền nhất thời theo cái kia trong bóng tối phát ra. Những cái kia ùn ùn kéo đến lôi kiếm, lần nữa bổ tới những hắc khí kia phía trên lúc, lại là một đến chỉ trệ, trong nháy mắt trần chờ ba phần, sau đó liền dường như thạch đầu rơi vào trong nước, lúc trước cái kia thẳng tiến không lùi mãnh liệt khí thế, nhất thời liền chậm chạp rất nhiều, tiếp lấy dần dần dừng lại. Sau cùng đúng là dường như khảm vào cái kia màu đen không gian lúc này bất động. Này sao lại thế này? Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy cái kia đầy trời lôi mang, tại tiến vào hắc khí kia bao phủ bên trong lúc, đúng là không còn nổ tung, ngược lại đứng im không tiến, bất giác lúc này mộng, lão tổ tông chiêu này tinh thần kiếm chạm, như đầy sao vẫn lạc, thường thường làm đối thủ mệt mỏi phòng bị, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đỡ cái này vạn chúng kiếm mang 10%. Nhưng là bây giờ, vì sao những thứ này kiếm mang đều bất động? Trong lòng của hắn không hiểu, rất nhiều người nhìn lấy đây hết thảy cũng là một trận ngạc nhiên mê mang, chỉ có trọng thương trên mặt đất Âu Dương Lăng Thiên, chậm rãi chi đứng người dậy, dương mắt nhìn nhìn lên trời hư không dị tượng, lại là nhìn không được bật cười một tiếng, dao động cái đầu ai, cái này Trác Phàm quả thật kỳ tài, lão phu lĩnh hội cái này phong thiên kiếm nói ngàn năm lâu dài, lại còn chưa kịp hắn thời gian trăm năm, lĩnh ngộ thâm trầm. Thật sự là hổ thẹn a. Phong Thiên Kiếm nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Ngự Thiên chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, không khỏi suy cười một tiếng, khen, rất tốt, năm thanh kiếm thần năm loại kiếm đạo, lão phu sớm muốn từng cái lĩnh giáo, đáng tiếc toàn bộ thiên hạ, không có một người có thể đem còn lại bốn loại kiếm đạo phát huy đến cực hạn, cùng lão phu nhất chiến. Hôm nay người dùng Phong Thiên Kiếm nói khác lão phu cái này tinh thần kiếm mang, xem như để lão phu mở rộng tầm mắt. Bất quá đáng tiếc, người đã mất hơn nửa ngày hư không, thì thiên địa lực lượng trích dẫn phía trên, đã là rơi xuống hạ phong. Không biết người còn có thể không lại phong ấn, lão phu tiếp theo cường công đâu. Ha ha ha, cười to một tiếng, vang vọng thương khung, bất bại kiếm tôn bỗng nhiên vung lên bổ thiên thần kiếm, cuồn cuộn khủng bố uy áp đã là bỗng nhiên từ trường kiếm kia thân thể phía trên phát ra, đồng thời toàn bộ bầu trời sấm sét cũng là đùng đùng sao không dứt địa bốn phía toán loạn, cùng nhau hướng cái kia bá thiên kiếm dâng lên đi, chỉ là trong nháy mắt, liền tản mát ra chói mắt ánh sáng, giống như liệt dương. Hung hăng theo dõi hắn không thả, bất bại kiếm tôn khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, liền bỗng nhiên huy động một kiếm, hướng về phía trước bổ tới, Trác Phàm, lão phu một kiếm này, có thể bá thiên chảm nhật, không biết người cái kia phong thiên kiếm nói còn có thể không phong ấn lão phu cái này tuyệt thế mạnh kiếm. Siêu. Vừa dứt lời, nương theo lấy hủy thiên diệt địa lôi tiếng nổ lớn, một đạo kiếm khí màu tím đã là nhất thời hóa thành một viên sao băng, trong chớp mắt, hướng về Trác Phàm chỗ đó hung hăng tiến lên. Chỗ trải qua hết thảy, trừ những hắc khí kia bên ngoài, còn có những cái kia dừng lại lôi kiếm, toàn diện vỡ vụn thành cặn bã, tiêu tán thành hư vô, khủng bố hủy diệt lực lượng, nhất thời không thể bế nghễ hướng Trác Phàm áp đi, tựa hồ muốn hắn hoàn toàn thanh trừ ra cái thế giới này giống như. Không tốt, Phong Thiên Kiếm nói chỉ là giỏi về phong ấn kiếm chiêu, càng sức tưởng tượng linh động kiếm thức, càng dễ dàng bị phá giải. Thế nhưng là lần này,
Bách Lý Ngự Thiên một kiếm này, chính là chân chính một kiếm bá thiên, đại xảo bất công, cương mãnh bá đạo, chuyên tại một chút công phá. Công lực như là không thể mạnh hơn hắn mấy lần, phong thiên kiếm nói loại này lấy nhu thắng cương chi kiếm, căn bản vô dụng. Thấy tình cảnh này, Đan Thanh Sinh không khỏi hoảng hốt, mi mắt thật sâu nhăn lại, mà lại hiện tại, đừng nói chắc phàm bản thân công lực chưa hẳn mạnh hơn lão gia hỏa kia, liền xem như có thể mượn thiên địa lực lượng, cũng là thuộc về yếu thế. Lúc này, đối mặt lão quái này vật cực gây nên bá thiên kiếm nói căn bản là không có cách ứng đối. Nghe được lời này, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra tà dị tiếu dung, trong mắt hiện ra tinh quang. Lần này, dù sao cũng nên có thể muốn tiểu tử này mệnh đi. Thế nhưng là, Trác Phàm tại cái này cuồng mãnh kiếm thế dưới, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Trái lại nhẹ nhàng huy động lên cái kia tràn đầy hắc khí vần quanh ma kiếm, tại hư không nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn. Trên thân kiếm một đạo thanh sắc đường vân, bỗng dưng tản mát ra nhu hỏa ánh sáng. Bạch! Bỗng nhiên, toàn bộ hắc ám không gian động, theo Trác Phàm thân kiếm không ngừng huy động, giữa thiên địa nhất thời gió dục mây vần. Cuồn cuộn hắc khí, mang theo những cái kia lúc trước bị phong ấn ngàn vạn lôi kiếm, cùng nhau gom lại cái kia ma trên thân kiếm, cuồn cuộn sức mạnh cường hãn, cũng là ngăn không được phát ra. Mí mắt bất giác hơi hơi lắc một cái. Đan Thanh Sinh bừng tỉnh đại ngộ, ta làm sao quên, hắn không ngừng thân có phong thiên kiếm nói còn lĩnh ngộ kình thiên kiếm nói. Coi như hắn hiện tại có thể mượn trợ thiên địa lực lượng rất ít, nhưng những lão quái vật kia bổ về phía hắn, ngược lại bị hắn phong ấn kiếm mang, cũng là hắn lực lượng. Kình thiên kiếm nói ngay tại ở âm dương điều hòa, dung hợp chi pháp. Kể từ đó, mượn lực đả lực, Trác Phàm có thể dùng sức lượng không chút nào tại người lão quái kia vật phía dưới. Bất quá kình thiên kiếm nói dù sao cũng thuộc về âm nhu chi kiếm, muốn phá cái này cuồng bá bá thiên kiếm nói nhất định phải dùng. Một kiếm ngút trời chi kiếm. Lúc này, thượng quan phi hùng cũng là trống lên thân thể đến, nhìn lên trên bầu trời đối chiến, khóe miệng xẹt qua vui vẻ ý cười. Âu Dương huynh, ngươi có thể tưởng tượng, Nam Châu mạnh nhất, đứng ở đỉnh phong bốn loại kiếm đạo, đều hội tụ tại một thân một người sao. Ha ha ha, phản gặp ngay phải cái này tiểu quái vật trước. Ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên hạ lại có ngộ tính như vậy người, có thể đem bốn loại mạnh nhất kiếm đạo, lĩnh ngộ được cực hạn, riêng là trùng thiên kiếm nói càng phảng phất là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, trùng thiên kiếm nói có thể tại một người trên tay, đạt đến cường đại như thế uy lực. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Lăng Thiên khẽ gật đầu, nhìn lấy thượng quan phi hùng cái kia trong hai con ngươi rạng rỡ tinh mang, bất giác đột nhiên cười cười. Lần nữa nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, trong mắt mang theo hy vọng chi sắc. Không sai, trùng thiên kiếm nói chính là vì tiểu tử kia chế tạo riêng. Trong thiên hạ, đoán chừng không còn có người, có thể xuất ra như thế tuyệt cường một kiếm. Ầm ầm, mang theo phong lôi chi thế, bất bại kiếm tôn kiếm khí màu tím kia một đường hát vang tiến mạnh, hủy thiên diệt địa, thế bất khả kháng. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy một kiếm kia bổ tới, khóe miệng lại là từ chối cho ý kiến. Tà Tiếu Y Nguyên, kỳ lân tí hồng mang đại phóng, lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Nhưng tương tự càng quỷ dị là, mà kiếm phía trên cái kia màu đỏ đường vân, cũng đang tỏa ra lấy khát máu chi sắc, cùng Trác Phàm cánh tay phải hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có chút ít hay gây nên. Trùng thiên kiếm, phá thiên. Kiếm khí màu tím kia, đã là đi vào mặt trước, phía bên mình hắc ám lĩnh vực, cơ hồ bị hủy hơn chín thành, bất quá Trác Phàm lại vẫn lạnh nhạt như cũ, thần sắc bình tĩnh. Ngay sau đó trong tay siết chặt, mang theo lóa mắt hồng quang một kiếm, liền hung hăng bổ đi ra. Bạch! Hồng mang chợt thả, nhất phi trùng thiên, hung hăng đụng vào cái kia tử sắc lôi mang trên thân. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cơ hồ không có rằng con nửa giây thời gian, tử lôi kiếm mang nhất thời vỡ vụn thành hư vô, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Con! Trong đầu như là có thần trung mộ cổ liền kêu, mọi người nhìn thấy một màn này. Không khỏi lúc này mắt trợn tròn. Lão tổ tông bất bại kiếm tôn mạnh nhất một kiếm, thế mà dễ dàng như vậy thì bị phá giải. Cái này, làm sao có thể? Cho dù là bất bại kiếm tôn chính mình, cũng nhịn không được có chút hoảng hốt. Hắn tự nhận là chính mình bá thiên kiếm nói đã đến cực hạn, đối phương cho dù đem trùng thiên kiếm đạo tu đến chí cao tồn tại, lại làm sao có thể trong nháy mắt. Thế nhưng là, trong đầu hắn nghi hoặc còn đến không kịp cân nhắc minh bạch, hưu một tiếng. Cái kia đạo hồng mang đã là trong nháy mắt vượt qua từng đạo sấm sét nổ tung chỗ, đi vào trước mặt hắn, chớp mắt tới gần.
Cái này bất giác để hắn càng thêm lớn kinh hãi, nguyên lai vừa mới trác phàm một kiếm kia, chẳng những phá hắn chí cường kiếm đạo, còn thoáng chốc phản kích lại trước mặt hắn. Cái này, tuyệt không có khả năng, hắn không có khả năng phá lão phu mạnh nhất kiếm kình sau còn có dạng này dư lực. Bách Lý Ngự Thiên khó có thể tin, trong lòng hò hét, nhưng là sự thật thì bày ở trước mặt. Đối mặt cái kia đáng sợ cương áp làm cho hắn khí tức một trận trì trệ, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, quét ngang trường kiếm, hướng về phía trước bãi xuống, tâm đạo vẫn là trước phòng bị một kích này rồi nói sau. Đụng! Thế nhưng là, làm cho người vạn vạn không nghĩ đến là, cho dù là phòng bị một kiếm này, cũng là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Mạnh mẽ hồng mang đánh vào cái kia bá thiên kiếm phía trên, hắn cao to mạnh mẽ hai tay, đúng là mảy may ngăn không được kiếm kia kình lực nói phanh một tiếng, thì liền cùng bá thiên kiếm hung hăng nện ở hắn lồng ngực khôi giáp phía trên, đỉnh lấy hắn thân thể một đường hướng về sau, ngừng cũng không dừng được. Cái này không khỏi khiến hắn trong lòng hoảng hốt, liều mạng ngửa người tử, hai tay dùng lực, hung hăng hướng lên đẩy, cái kia hồng mang mới siêu một tiếng, lướt qua bá thiên kiếm thân thể, bay thẳng ra ngoài, thẳng về phía chân trời. Oanh! Cái kia đầy trời lôi hải trên bầu trời, nhất thời bị xông phá một cái động lớn, từng đạo tử lôi không ngừng toán loạn, lại là lại khó đem cái hang lớn kia khép lại. Dường như cái hang lớn kia chung quanh có một loại kỳ dị năng lượng, đã là chặt đứt Bách Lý Ngự Thiên cùng thiên địa câu thông. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người, bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, cho dù là Bách Lý Ngự Thiên cũng giống vậy. Lần nữa thật sâu nhìn nơi xa cầm kiếm mà đứng trác phàm liếc một chút, nhìn lấy cái kia tản ra hồng mang, dường như cùng trong tay ma kiếm hòa làm một thể cánh tay phải. Từ trước tới nay lần đầu, năm châu mạnh nhất bất bại kiếm tôn, đối một cái nhân loại, lộ ra tránh thức vẻ kiêng dè, trong tay cầm kiếm tay, cũng không thấy hung hăng gấp lại gấp. Cái này, không phải thật sự. Da mặt hung hăng lay động, Bách Lý Kinh Vĩ rung động thân thể, từng bước một lui về phía sau lấy, trong lòng lo sợ, trở nên hoảng hốt, lão tổ tông thế mà tại tiểu tử kia dưới một kiếm, rơi xuống hạ phong. Cái này, làm sao có thể? Còn lại mọi người thấy đây hết thảy, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, khó có thể tin. Đường đường bất bại kiếm tôn, rốt cục xuất hiện bại trận dấu hiệu. Cái này, thế nhưng là bọn họ trước kia, chưa từng có nghĩ tới. Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế, càng là thân thể một yếu, lúc này co quắp ngã xuống, mặt hiện kinh khủng. Nếu là lão tổ tông chiến bại, kiếm tinh mấy ngàn năm cơ nghiệp, liền muốn sụp đổ. Cho dù là Đan Thanh Sinh bọn họ, tuy nhiên tin tưởng trác phàm có đánh bại Bách Lý Ngự Thiên cơ hội, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này mạnh tới mức này, một kiếm áp chế. Mà lại, vừa mới nếu không phải có bá thiên kiếm thay người lão quái kia vật cản một chút lời nói, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể một kiếm chí mạng đi. Tiểu quái vật này, lĩnh ngộ đến trùng thiên kiếm nói cũng không tránh khỏi mạnh quá bất hợp lý. Thượng quan gia chấp trưởng nhiều năm như vậy trùng thiên kiếm, thật sự là lấy không, còn không bằng người ta trăm năm tâm đắc đây. Thượng quan Phi Vân thấy tình cảnh này, cũng là nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, trở nên hoảng hốt. Trùng thiên kiếm nói có thể có mạnh như vậy sao? Trước kia ta làm sao không biết? Cũng chỉ có tiểu tam tử, thẳng tắp sống lưng, xoa một xuống khóe miệng vết máu, nhìn lấy trác phàm cái kia đỏ thẫm cánh tay, bật cười một tiếng, trong lòng không sai. Hắn hiểu được, trùng thiên kiếm nói chính là do trùng thiên kỳ lân lực lượng bên trong lĩnh hội mà ra, cho nên mới cùng trùng thiên kỳ lân tương sinh tương khắc. Hôm nay trác phàm lấy kỳ lân tí chi uy, thi triển trùng thiên kiếm nói chính là tương sinh một thể. Làm ít công to. Cho nên hắn trùng thiên kiếm nói mới phải so còn lại bốn loại kiếm đạo còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là người lão quái kia vật, tối đỉnh cấp bá thiên kiếm nói cũng khó có thể chống lại. Tất cả mọi người, đều một mặt khẩn trương nhìn lấy phía trên chiến cục, bất bại kiếm tôn cũng cuối cùng sắc mặt nghiêm túc tiếp theo, chăm chú nhìn phía trước cái kia chính mình suốt đời mạnh nhất đối thủ, hai con ngươi hơi trầm xuống, trong mắt cũng cuối cùng lộ ra băng lãnh thần quang. Răng rắc, chợt, từng tiếng tiếng vỡ vụn vang, xuất hiện tại hắn bên tai. Bách Lý Ngự Thiên trong lòng thoát động, cúi đầu nhìn xem chính mình lồng ngực, lại là chính thấy mình cái kia tinh cương khôi giáp, đúng là tại từng khúc rạn nứt ra, nghĩ đến là vừa vặn bị cái kia trùng thiên kiếm cương chỗ áp dẫn đến. Thiên ý, ý trời à! Trong lòng một trận thở dài, Bách Lý Ngự Thiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng ám đạo. Vốn là muốn lấy trăm năm trước chính mình, hoàn thành trận này đổ chiến, đường đường chính chính địa đi đến cái chỗ kia.
nhìn không đi được, đối phương đã quá mức cường đại, nếu là không toàn lực ứng phó, thật không có cơ hội gặp được cái kia hoàn toàn mới thế giới. Rear map hơi hơi run run động một cái, Bách Lý Ngự Thiên nhếch miệng lên, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trường kiếm bãi xuống, trong mắt ngược lại bốc cháy lên càng thêm hỏa nhiệt chiến ý, Trác Phàm, tới đi, để cho chúng ta kết thúc trận này đỉnh phong chi chiến. Vậy ta nhưng là không khách khí. Hung hăng hất lên ma kiếm, Trác Phàm hét lớn một tiếng, người kiếm hợp nhất, hồng mang lại hiện ra, dùng lực một bổ, liền lần nữa vung ra một đạo khủng bố ngút trời kiếm mang. Hướng Bách Lý Ngự Thiên đánh tới, chớp mắt tới gần. Thế nhưng là lần này, Bất Bại Kiếm Tôn lại cũng không dám lại khinh thường, trong mắt lắc một cái, liền một cái trách rời, né qua một bên, Bá Thiên Kiếm thì tại bên người che chở. Trùng Thiên Kiếm cương tự thân trách, ma sát Bá Thiên Kiếm thân thể xẹt qua, khủng bố uy áp, làm cho trước ngực hắn khôi giáp phết nứt, càng thêm răng rắc địa dạn nứt ra, khiến ngăn không được thở dài. Cái này Trùng Thiên Kiếm nói thật đúng là mạnh đáng sợ, chỉ là kiếm uy thì có như vậy uy lực, bất quá cũng nhanh đến lúc đó. Nghĩ như vậy, Bất Bại Kiếm Tôn đợi tránh thoát kiếm kia cương về sau, lần nữa hướng Trác Phàm cái kia nhìn qua, lại là chính gặp chẳng biết lúc nào, Trác Phàm đã là dẫn theo ma kiếm, theo sát kiếm kia cương về sau, giết đến tận cửa, cười to liên tục, ha ha ha. Trùng Thiên Kiếm kính mặc dù mãnh liệt, nhưng là đối mặt kiếm tôn dạng này cao thủ. Lại là tỷ lệ chính xác không quá cao a, vẫn là từ ta tự mình tiến lên đây sáp lá cả thật tốt. Đụng. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền hiện ra hồng mang, một kiếm đánh xuống. Bất Bại Kiếm Tôn vội vàng nâng kiếm phía trên cản, hai kiếm chạm nhau, lần nữa phát ra leng keng tiếng vang. Chỉ bất quá tại Trác Phàm cái kia cự lực phía dưới, Bất Bại Kiếm Tôn trong lòng trì trệ, không khỏi lần nữa bị áp chế xuống, mà kiếm đẻ ép Bá Thiên Kiếm, thẳng tắp áp đến hắn lồng ngực, mới dừng lại. Răng rắc, cảm thụ lấy cái này liên tục không ngừng áp lực, Bất Bại Kiếm Tôn khôi giáp phía trên vết nứt, vỡ vụn địa càng thêm cấp tốc, thậm chí toàn bộ khôi giáp đều bò lên trên tỉ mỉ màu đen đường vân, tựa hồ tùy thời có loại muốn nổ tung cảm giác. Biết mình tình huống, Bất Bại Kiếm Tôn gấp cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thanh niên bóng người, lại là không có chút nào e ngại. Trái lại đỏ lên mặt, lại vừa dùng lực, một tiếng giống to về sau. Thì lại một lần đem Trác Phàm cái kia tới gần bóng người, lại cho đỉnh lui về. Tiểu tử, người dám như thế trắng trợn xâm nhập của ta giới, thực sự buồn cười, lôi động khắp nơi. Một tiếng gào rít giận dữ, Bất Bại Kiếm Tôn khí thế nhắc lại, trong tay Bá Thiên Kiếm một bỗng nhiên vung lên, toàn bộ bầu trời phía trên, vạn lôi lao nhanh, từng đạo khủng bố lôi kiếm, bốn phương tám hướng hướng Trác Phàm nơi này bổ tới, hung mãnh dị thường. Phải biết, giờ này khắc này, Trác Phàm là tại người ta địa vực phạm vi, những thiên địa này chi lực cũng không khỏi hắn đến khống chế, không có khả năng lại như lúc trước như thế, dùng phong thiên kiếm nói đem những thứ này lôi mang phong ấn. Có thể nói, tại hai cái quy nguyên cao thủ trong chiến đấu, đều có các lĩnh vực chỗ, tùy tiện chạy đến người khác lĩnh vực, chẳng khác nào là từ bỏ chính mình sử dụng thiên địa lực lượng ưu thế, là cực đoan nguy hiểm hành động. Nếu như không tất yếu, hoặc là có tự tin nhất kích thành công lời nói. Người bình thường sẽ không như thế làm. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm cũng là bốc lên như thế một cái hiểm, tự mình đến Bách Lý Ngự Thiên lôi kiếm thiên địa đến sáp lá cà. Vừa mới nếu là có thể một chiêu dây hắn, cũng liền thôi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, người ta bảo vệ tốt, còn phản công tới. Lần này, nguy hiểm liền thành Trác Phàm. Mà Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ thấy tình cảnh này, trước mắt không khỏi sáng lên, lại có hy vọng chi sắc. Bất quá. Đối mặt đây hết thảy, Trác Phàm vẫn như cũ thong dong, không có nửa phần bối rối. Trong tay ma kiếm kim sắc đường vân phát ra sáng chói ánh sáng, cuồn cuộn nóng rực khí tức, cũng là ngăn không được theo trường kiếm kia bên trong dâng trào mà ra. Phần thiên kiếm nói đốt thiên nấu biển, kiếm lay động thương khung. Bạch, ngửa đầu nhìn trời khung vung lên, một cỗ nóng rực ánh sáng, đột ngột đến tỏa khắp hướng bốn phương tám hướng. Chỉ là trong chốc lát. Toàn bộ bầu trời đều nổi lên tầng tầng ngọn lửa màu vàng óng, dường như từng tầng hỏa diễm bình chướng, đem bầu trời cùng mặt đất cách biệt. Những cái kia tử lôi kiếm mang, đánh vào ngọn lửa này cái lồng phía trên, phát ra phốc phốc trầm đục, lại là trong chớp mắt tiêu tán vô tung. Phần thiên kiếm nói cùng Bá Thiên Kiếm nói tương tự, đều là dương cương chi lực, bất quá chỗ khác biệt, lại là phần thiên kiếm nói thiên hướng về dương bên trong chi nhu, mặc dù cương mãnh lại không bá đạo. Đối mặt cái này đổ ập xuống thiên địa lực lượng nện xuống, chính là lấy nhu thắng cương,
đem hết thảy đốt cháy vì hư vô. Kết quả là, chỉ là một sát na này ở giữa, Bách Lý Ngự Thiên mượn thiên địa lực lượng bổ chiêu tiếp theo phạm vi lớn kiếm cương, xem như tạm thời đứng vững. Tuy nhiên chỉ là một hơi công phu mà thôi, nhưng là cũng đầy đủ. Bạch, đem bất bại kiếm tôn cùng thiên địa cách ly về sau, sớm đã thăm dò đối phương cùng chính mình ưu khuyết chi thế chắc phàm, một cái lắc mình, xuất hiện lần nữa tại Bách Lý Ngự Thiên trước mặt, trong tay đỏ thẫm ánh sáng lóe lên, trùng thiên kiếm nói lần nữa hung hăng hướng hắn phủ đầu bổ tới. Ông, một đạo hồng mang phá ra lưỡi kiếm, trong nháy mắt liền đến. Bách Lý Ngự Thiên trong mắt co rụt lại, hung hăng khẽ cắn môi, nhanh chóng vừa nhấc kiếm, lần thứ hai ngăn lại. Thế nhưng là lần này, bởi vì khoảng cách quá gần, kiếm kia cương lực nói càng mạnh, bổ đến càng chuẩn. Bách Lý Ngự Thiên đã là không có chút nào đưa nó trách đi lực lượng, liền bị hung hăng theo thần kiếm đặt ở trên lồng ngực của mình, chính bên trong trung tâm vị trí, tất cả lực đạo đều bị thân thể hoàn toàn tiếp nhận tiếp theo. Xoạt, cơ hồ là trong nháy mắt liền tan nát, bất bại kiếm tôn cái kia sớm đã rãi dầu xương gió khôi giáp, ầm vang một tiếng, toàn bộ vỡ vụn ra, trùng thiên kiếm cường đại lực đạo, nhất thời xông vào lòng hắn phổi, khiến ngăn không được phốc một tiếng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Sau đó thân thể cũng là giống như sao băng rơi xuống, một tiếng ầm vang, hung hăng nện ở đại địa trung ương, nhất thời chính là vung lên từng trận bụi đất khuấy động, cường đại trùng kích sóng. Làm cho tại chỗ không ít kiếm tinh tướng sĩ, tất cả đều trong nháy mắt phân mảnh, chôn vùi khí tức, không có 200 ngàn, cũng có hơn 10 vạn người gặp nạn. Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ tay mắt lanh lẹ, lần nữa nằm sấp tại đất, mới tránh thoát đi, mà Đan Thanh Sinh bọn họ, thì là vẫn như cũ nhấc lên lực khí toàn thân, ngăn trở cái kia dư âm đánh tới, bảo hộ đằng sau mọi người, thân thể cũng là tại rừng không ngừng run rẩy. Chờ hết thảy tan thành mây khói, bình tĩnh trở lại. Trác Phàm vẫn như cũ tùy tiện địa đứng ở không gian, nhưng là trên bầu trời cái kia tử sắc thiên địa đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ bất bại kiếm tôn, đã bất lực khống chế giống như, hoặc là nói, thậm chí, giờ này khắc này khống chế người đã. Song đồng ngăn không được địa run rẩy, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn qua phía trước cái kia đếm 10 km hố lớn, hai mắt vô thần, vô lực quỳ dạp xuống đất, làm sao có thể, lão tổ tông. Bại. Bách Lý Ngự Thiên đã chết. Chúng ta thắng. Ngửa mặt lên trời nhìn sang cái kia không có sấm sét vang động, khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, cầm sắt kiếm vương không khỏi thở sâu, hét lớn lên tiếng, thân thể kích động ngăn không được rung động. Trác Phàm cái này trùng thiên kiếm uy mạnh, chỉ sợ cho dù là bất bại kiếm tôn, cũng chịu không được a. Nếu không mà nói, hắn như còn có một tia khí tức, một tia dư lực, trên trời tử sắc sấm sét, làm thế nào có thể biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng minh bạch điểm này, Thiên Ma Điện cùng bốn châu những cái kia trọng phạm, cũng là ngăn không được a kêu đi ra, từng cái cao hứng bừng bừng. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường bất bại kiếm tôn, cũng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ có những cái kia kiếm vương cùng kiếm tinh các tướng sĩ, từng cái bịch bịch địa quỳ dạp xuống đất, hai mắt giật mình lo lắng, quả thực không thể tin được đây là thật. Lão Tổ Tông, làm sao có thể sẽ bại? Bất quá mặc kệ bọn hắn tin hay không, sự thật đã định. Tử mang biến mất, kiếm tinh vẫn lạc, cái này bất bại đế quốc theo bất bại người số ngày, đã tất cả đều đến. Kết quả là, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, nương theo lấy từng đạo cao hứng bừng bừng cuồng hô, còn có từng tiếng ai thán hô gào liền kêu, Trác Phàm lại là chăm chú nhìn phía dưới cái kia hầm động, tỉ mỉ cảm giác, giữ im lặng. Vừa mới một kiếm kia tuy mạnh, nhưng là nhiều lắm là trọng thương lão nhi kia, muốn đòi mạng hắn, còn không đến mức a. Xì xì xì. Thế mà, ngay tại lúc này, nhưng người từng đạo sấm sét tiếng nổ tung vang lại nổi lên, từng đạo tử sắc lôi mang, đã là tại rời rạc trong không gian, lần nữa hiện ra cái bóng. Đồng thời, một cỗ so lúc trước cường hãn hơn, thậm chí làm cho tại chỗ tất cả mọi người ngăn không được khí trệ cường đại uy thế, nhất thời phô thiên cái địa tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Một đạo thanh âm già nua, cũng là theo sát lấy tại cái kia thâm thúy bên trong cái hang lớn, thăm thẳm vang lên, ai? Nghĩ không ra vẫn là đến một bước này. Chỉ bất quá cứ như vậy, cũng quá không có ý nghĩa, Trác Phàm. Thân thể không khỏi hung hăng chấn động, tại chỗ tất cả mọi người chợt nghe đến cái này âm thanh đã quen thuộc, lại đáng sợ thanh âm, bất giác tất cả đều ngây người. Ngay sau đó, tất cả mọi người cứng ngắc cổ, chuyển hướng cái kia hố lớn phương hướng, mí mắt càng không ngừng run rẩy. Chỉ bất quá trong mắt mọi người là kiêng kỵ cùng kinh khủng, có lại là hưng phấn cùng hy vọng.
kiếm tinh, vẫn chưa hết. Ầm ầm, tử sắc sấm sét lại hiện ra nhân gian, toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh tử sắc, không còn có một tia hắc ám. Thậm chí, không chỉ là trên trời, liền bên trong thiên địa không trung, đều là từng cái tử sắc lôi xả toán loạn, tới lui du đãng. Chỉ một thoáng, lập ở không trung Trác Phàm, nhất thời liền bị một mảnh tử mang vần quanh, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là, đã bị hết bao vây hết, không trốn thoát được. Đây là có chuyện gì? Trong mắt bất giác hung hăng co rụt lại, Đan Thanh Sinh nhất thời trong lòng hoảng hốt, một trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng nhi bên trong, nhìn lấy bốn phía cái kia lôi quang toán loạn chi tượng, gần trong gang tấc, trên ót sớm đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, đây không phải thiên địa lực lượng, đến tột cùng vì cái gì, vì sao toàn bộ thế giới đều dường như rơi vào người lão quái kia vật trong tay đâu. 3. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, bên cạnh hắn một đạo tử sắc lôi mang đã là trong nháy mắt đánh tới hắn trên thân, nổ bể ra đến, nhất thời liền đem hắn đánh bay hơn 20 mét, sắc mặt một đỏ, ngăn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, trong mắt trừ hãi nhiên, còn có thật sâu mê mang. Mà bọn người người, nhìn thấy thân này một bên tử lôi vậy mà có thể tùy thời công kích, càng là không khỏi kinh hãi, dọa đến sợ mất mật. Cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Rất hiển nhiên chúng ta là tại người lão quái kia vật lĩnh vực bên trong, nhưng là vì sao chúng ta hội xuất hiện ở đây? Coi như quy nguyên cảnh cao thủ, dẫn thiên địa lực lượng, cũng là khống chế bầu trời, không có khả năng cái gì đều khống chế a. Nhưng là bây giờ, quả thực cảm giác cái thế giới này đều bị hắn trưởng khống một dạng. Bọn họ đều là hắn cái thế giới này tù binh, chỉ cần có chút không phục, tùy tiện liền sẽ bị hắn xóa đi. Cái này, thật sự là thật đáng sợ. Cầm Sắt Kiếm Vương cùng Lăng Vân Thiên bọn người, đều nhìn bên cạnh tử lôi, trên đầu một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Bách Lý Kinh Vĩ thì là cười lớn một tiếng, hung hăng liền ôm quyền, cung kính nói, lão tổ tông uy vũ, thiên hạ vô địch. Chỉ cần có lão tổ tông tại, chúng ta kiếm tinh thì vĩnh viễn sẽ không suy vong. Ha ha ha, lão tổ tông uy vũ, lão tổ tông uy vũ. Nghe đến hắn lời nói. Những cái kia kiếm tinh tướng sĩ cũng là từng cái cùng đánh máu gà giống như, khua tay quyền đầu, họ hét liên tục, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Còn lại những cái kia bốn châu cùng thiên ma điện đệ tử, lại là cả đám đều sắc mặt nặng nề, một trái tim rơi đến đáy cốc. Bách Lý Ngự Thiên rất mạnh, bọn họ biết, nhưng là giờ này khắc này, cái này lão quái vật đã không chỉ là mạnh đại đơn giản như vậy, càng thêm là không thể tưởng tượng, sớm đã vượt qua bọn họ biết được phạm trù. Vòng bài nhìn lấy những thứ này lôi mang ở bên người toán loạn, tùy thời tùy chỗ thì có thể giải quyết bọn họ giống như, mọi người một khỏa vừa mới còn hưng phấn tâm, đã là ngăn không được tuyệt vọng lên. Bọn họ hiện tại tựa như lão gia hỏa kia nhốt ở trong lồng con chuột nhỏ, tùy ý xâm lược. Mà lại lão gia hỏa kia, giờ này khắc này đã không phải người, càng giống là thần. Thế nhưng là đối mặt thần cái này nhân vật đáng sợ, ai có thể cùng hình ảnh kháng đâu. Nghĩ như vậy. Mọi người không tự giác địa vừa nhìn về phía không trung Trác Phàm cái kia cao ngạo bóng người, trong lòng bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Cái này trong thiên hạ, có thể cùng thần chống lại, đồng thời đời đời kiếp kiếp là tử đối đầu, liền chỉ có ma. Chỉ là Trác Phàm, người cái này ma, có hay không cái này phân lượng đâu. Trong lòng một trận do dự, tại chỗ tất cả mọi người âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này, thật sự là đạo cao một thước, ma cao một trượng đi. Soạt. Một đạo đá vụn tiếng bạo liệt vang lên, nương theo lấy từng đạo lôi mang nổ thiên, bất bại kiếm tôn cái kia hùng vĩ thân hình, chậm rãi theo cái kia to lớn hầm động bên trong bay lên, toàn thân lôi mang mãnh liệt, do thần hàng thế đồng dạng. Tuy nhiên trước người khôi giáp hoàn toàn vỡ vụn, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, nhưng trong mắt tinh mang lại là càng thâm thúy hơn, toàn thân khí thế cũng là càng thêm cuồng bạo mà thâm bất khả chắc. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ càng là đại hỉ. Lần nữa khàn giọng hô quát, lão tổ tông uy vũ, lão tổ tông uy vũ. Trác Phàm, những phàm nhân này đối với cái này không rõ ràng cho lắm, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi. Hoàn toàn không để ý đến những cái kia kiếm tinh mọi người cuồng hoan, Bách Lý Ngự Thiên chỉ là chăm chú nhìn chăm chú về phía không trung vẫn như cũ đạm mạc Trác Phàm, lộ ra tà dị tiếu dung. Khẽ gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, quy nguyên phía trên, linh vương cảnh, trưởng không trung chi lực. Nếu là nói quy nguyên cao thủ, chỉ có thể khống chế hướng trên đỉnh đầu lực lượng, mượn tới trợ chiến lời nói, cái kia linh vương thì là giống như đại tướng nơi biên cương giống như, có thể khống chế cả một cái khu vực không gian,
nơi này mỗi một góc, đều lan truyền lấy lực lượng ngươi, tất cả ở chỗ này hết thảy, đều từ ngươi cho lấy cho đoạt, cho nên có thể xưng linh vương. Không tệ, ngươi quả nhiên cùng bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử khác biệt, biết rất nhiều chúng ta không biết đồ vật. Trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi cười lớn một tiếng, gật gật đầu, Trác Phàm, ngươi biết không, làm ngươi lần thứ nhất nói với lão phu lên, quy nguyên phía trên tân thiên địa lúc, lão phu vẫn là có hoài nghi, thẳng đến gặp qua ngươi đánh với hải yêu một trận, ta lòng nghi ngờ vẫn như cũ còn tồn lấy một chút. Nhưng là, ngay tại ta hoàn toàn đột phá, thật cảm nhận được như lời ngươi nói lực lượng về sau, ta mới biết được, ngươi không có gạt ta, đây là thật, đế thánh hoàng linh phàm là thật, thiên ma sơn cũng là thật. Cho nên, ta muốn đi xem, không kịp chờ đợi muốn đi gặp một phen. Mà lại, ngay tại ta sau khi đột phá không có mấy ngày, cũng cảm giác ta thân thể biến đến nhẹ nhàng, phảng phất có loại sức mạnh muốn cưỡng chế triệu hoán lão phu rời đi. Vậy sao ngươi còn không rời đi à? Nghe được lời này, Lăng Vân Thiên bọn họ một trận đắng chát, trong lòng phát ra bực tức. Trác Phàm lại là khuôn mặt thoát động, trong lòng suy nghĩ, đột phá quy nguyên về sau, quả nhiên không thể lại ở lại tại phàm giai, khó trách phàm giai không có siêu phàm nhập thánh cường giả tồn tại, xem ra đều rời đi. Chỉ bất quá, rời đi về sau đi nơi nào, vì sao chỗ đó theo đối với bọn họ truyền thuyết đâu. Trác Phàm yên tĩnh suy tư, Bách Lý Ngự Thiên lại là nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, theo lý thuyết, lão phu cần phải thuận tự nhiên, đi xem một chút cái kia tân thiên địa. Bất quá, lão phu còn nhớ rõ trăm năm trước lần kia ước chiến. Tuy nói không biết ngươi sinh tử như thế nào, nhưng vẫn là muốn chờ đợi xem. Lại thêm kinh vĩ nói với lão phu, lập tức đế quốc có đại biến. Ta liền để luyện khí sư chuẩn bị cho lão phu một bộ 11 phẩm linh binh khải giáp, đến hạn chế lão phu tu vi, miễn cho bị cưỡng chế triệu cách. Nhưng không nghĩ tới, thiên toại nhân nguyện, ngươi thật tới. Lão phu cũng rốt cục có thể rất sảng khoái nhất chiến, theo ngươi tiểu tử này làm triệt triệt để kết, ha ha ha. Đã như vậy, ngươi vừa mới vì sao không toàn lực ứng phó đâu. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, là cảm thấy lấy ngươi quy nguyên cảnh lực lượng, thì có thể giải quyết ta, thật sao? Mỉm cười, Bách Lý Ngự Thiên đạm mạc gật đầu, cũng không phủ nhận, Trác Phàm, ngươi nếu biết linh vương cảnh, liền hẳn phải biết linh vương cảnh chỗ đáng sợ. Ta như lấy linh vương cảnh theo ngươi nhất chiến, không khỏi quá khi dễ ngươi, lão phu cũng chiến đến không thoải mái. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, trăm năm qua đi, ngươi lại mạnh đến trình độ như vậy. Vừa mới một kiếm kia, nếu không phải lão phu đã là linh vương chi thân, cho dù không chết, đoán chừng cũng muốn trọng thương. Bất quá đáng tiếc, cái này 11 phẩm linh giáp vỡ vụn, lão phu thực lực rốt cuộc hạn không chế trụ nổi. Chỉ sợ tiếp qua một canh giờ, lão phu liền bị cưỡng chế chịu cách. Nói, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn xem bầu trời khung chỗ đó. Quả nhiên, trừ đầy trời lôi quang bên ngoài, còn có một đạo cực kỳ chói mắt bạch quang, chính đang từ từ mở rộng, phảng phất là một cái lối đi giống như, muốn đem cái thế giới này vốn không nên tồn tại người mang đi. Ai, vốn định theo ngươi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa tái chiến một phen. Đáng tiếc, giờ này khắc này, lão phu không có cái này công phu, ngươi cũng không có cái này lực lượng. Sau cùng, với tư cách đối một cái đối thủ kính ý, lão phu tự mình tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngay sau đó, Bách Lý Ngự Thiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nâng lên một tay, hư không ở giữa nhẹ nhàng một nắm, Trác Phàm xung quanh những cái kia rời rạc lôi mang, liền trong nháy mắt hướng chỗ của hắn đánh tới, sau cùng, ngươi có cái gì nguyện vọng, lão phu giúp ngươi hoàn thành. Oanh! Không nói gì, Trác Phàm chỉ là ma kiếm hung hăng vung lên, một cỗ ngọn lửa màu vàng óng nhất thời đồng dạng vòng, đem những cái kia bay tới lôi kiếm toàn diện hóa thành hư vô, kiếm tôn đại nhân. Ngài khách khí, câu nói này cần phải để ta tới nói mới đúng. Tại ngài bị cưỡng chế triệu hoán trước khi đi, ta sẽ dẫn trước cầm xuống ngài đầu, ngài có cái gì nguyện vọng, ta có thể giúp một tay hoàn thành. Ha ha ha, Trác Phàm, ngươi thật đúng là cái cưỡng tính khí, giờ này khắc này, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao? Bất giác suy cười một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên từ chối cho ý kiến, ngươi kiếm tuy mạnh, nhưng đã không đả thương được lão phu một sợi lông, bởi vì ngay lúc này, không chỉ là cái này vùng trời, nơi này tất cả mọi thứ, đều tại lão phu chấp trưởng phạm vi bên trong, người căn bản không có mảy may cơ hội thắng. Đây cũng là vì sao lão phu không muốn lấy linh vương thân phận đánh với ngươi nguyên nhân, quá không thú vị. Hưu. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời,
một đạo tiếng xé gió lại là nhất thời vang lên, đỏ thấm kiếm mang, lần nữa bay lượn thiên địa, thẳng tắp hướng Bách Lý Ngự Thiên đầu bổ tới, lại là Trác Phàm lại một lần toàn lực vung ra trùng thiên kiếm nói. Chỉ bất quá lần này, Bất Bại Kiếm Tôn lại là không có như vậy thận trọng, duỗi ra hai cái đầu ngón tay, lẫn nhau giao một cái xiên. Ông một tiếng, làm cho người thật không thể tin sự tình phát sinh, toàn bộ không gian vậy mà phát sinh mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Trác Phàm bổ ra cái kia đạo đỏ thấm kiếm mang, nhất thời một cái chuyển hướng, đúng là trạch hướng Bách Lý Ngự Thiên 1 mét có hơn, theo hắn bên phải xẹt qua đi, thẳng tắp đánh tại sau lưng trên đất trống, phát ra một tiếng kịch liệt bạo hưởng, bụi đất tung bay. Bách Lý Ngự Thiên thì lại yên tĩnh đến đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh không lay động, thăm thẳm lên tiếng, nơi này là ta lĩnh vực, ngươi đã không đả thương được ta một sợi lông. Nghe được lời này, Đan Thanh Sinh bọn họ một trận ai thán, bất đắc dĩ cúi thấp đầu, sắc mặt một mảnh nặng nề, còn có thật sâu không cam lòng, lóe lên trong đầu. Vì cái gì rốt cuộc xuất hiện một cái có thể đem Bất Bại Kiếm Tôn cầm xuống nam nhân, lão quái này vật nhưng lại đột phá, nắm giữ mới lực lượng đáng sợ. Lần này, tất cả mọi người xong đời, tất cả kế hoạch cũng đều cho một mồi lửa, bọn họ tân tân khổ khổ mưu đồ hết thảy, tất cả đều thành công dã tràng. Bất Bại Kiếm Tôn, vẫn như cũ bất bại a. Chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ bọn người, mặt hiện vui mừng, nụ cười đều nhanh liệt đến cái ót. Lại là không có người phát hiện, Trác Phàm khóe miệng, rất là kỳ lạ địa cũng nhếch lên một cái tà dị đường cong. Hay không thời gian, sờ sờ hai con ngươi vải trắng, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Nhìn tới, ta cũng nên toàn lực ứng phó, ha ha ha. Lôi lồng. Hét lớn một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên chậm rãi tay giơ lên, hướng về phía Trác Phàm chỗ phương hướng, cũng là nắm vào trong hư không một cái, trong mắt tản ra rạng rỡ tinh quang, thật đáng tiếc, xem ra muốn đi Thiên Ma Sơn người, là lão phu. Trác Phàm, vĩnh biệt. Ầm ầm. Từng đạo lôi âm nổ tung, dường như không gian cũng phải nát nứt giống như. Trác Phàm bốn phía những cái kia lôi mang, đột ngột đến toàn bộ tụ tập lại một chỗ, giống như một cái như bạch tuộc, theo bốn phương tám hướng bao khỏa tiến đến. Trên đầu dưới chân, bổ trời che đất tử lôi, cũng là mãnh liệt hướng chỗ của hắn đập tới, không có chút nào bất luận cái gì khe hở cho hắn chạy trốn tránh né. Lần này, Trác Phàm chỉ sợ cũng muốn chém thành muôn mảnh, lại không có sinh cơ có thể nói. Mọi người thấy cái này duy nhất hy vọng, cũng phải lập tức lọt vào người lão quái kia vật độc thủ, không khỏi ào ào ai thán không thôi, bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc Vân Thường càng là ngăn không được đầy mắt rơi lệ, giống to lên tiếng, Trác Phàm. Sư phụ, Trác đại ca, Trác quản gia, Lạc gia bọn người người, cũng là mặt mũi tràn đầy vội vàng, nghiến răng nghiến lợi, lại là không có cách nào. Ngược lại là Tước Nhi cùng Cổ Tam Thông hai người. Với tư cách là Trác Phàm con gái, nhìn lấy tình cảnh này, lại là bình thản vô cùng. Thở sâu, thong dong tự tại, dường như lập tức gặp nạn là cái người xa lạ giống như. Nhìn thấy cái này, Âu Dương Lăng Thiên bất giác một mặt kỳ quái, nhìn về phía bọn họ, phụ thân các ngươi người đang ở hiểm cảnh, các ngươi thì một chút không lo lắng sao? Lo lắng cái gì, cha ta còn không có xuất toàn lực đây, tính là gì người đang ở hiểm cảnh? Liếc mắt liếc một cái hắn. Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến, chờ lúc nào, cha ta tính toán tường tận, mánh khóe trồng chất, còn là không thể làm gì về sau, đó mới là người đang ở hiểm cảnh, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, không cần đến gấp gáp, hắc hắc hắc. Không khỏi sững sờ, Âu Dương Lăng Thiên thật sâu liếc hắn một cái, có chút mộng bỉ, cha ngươi cái này còn không có suốt toàn lực. Hắn nhưng là đem bốn loại kiếm đạo, toàn dùng khắp. Nhưng là bây giờ, Bách Lý Ngự Thiên lại trở thành linh vương. Thực lực lúc này tăng lên một cái cấp độ, cha ngươi hắn làm sao có thể còn có biện pháp đối phó. Ai ra, băng vương, ngươi là thật không hiểu cha ta bản sự a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tước Nhi không khỏi suy cười một tiếng, cha ta ngộ kiếm, cũng liền cái này trăm năm ở giữa sự tình mà thôi, chẳng lẽ tại cái này trăm năm trước, cha ta còn không đánh lại người khác giống như. Phải biết, cha ta bảy thành lực lượng đều tại trên ánh mắt, hắn không có mở mắt trước. Cũng không tính là toàn lực ứng phó. Mở mắt. Không khỏi sững sờ, Âu Dương Lăng Thiên bọn người liếc nhau, lần nữa hướng về bầu trời người áo trắng kia ảnh nhìn qua, lại là quả nhiên phát hiện, tại cái này sấm sét trong vòng vây, hắn đúng là vẫn không có mảy may bối rối, ngược lại là chậm rãi thân thủ đến đôi mắt vải trắng chỗ, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem cái kia vải cầm xuống, lộ ra bên trong hiện ra đạm mạc băng xương hai con ngươi,
còn có kỳ quái ấn thức, khắc tại cái trán ở giữa. Hôm nay ta đối phong thiên kiếm nói lĩnh hội đến cực hạn, phong ấn chi pháp cũng có chỗ nắm giữ, đôi mắt này, hẳn là sẽ không lại bạo động a, ha ha ha. Trong lòng khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong tay kết động ấn quyết, sau đó hai ngón khép lại, nhẹ nhàng địa điểm tại chính mình mi tâm chính bên trong. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo rõ ràng ba động vang lên, Trác Phàm trên trán cái kia ấn ký, bỗng nhiên tản mát ra nhạt vầng sáng xanh lam, thần bí mà lại thâm thúy. Ngay sau đó, liền bắt đầu chậm rãi biến mất lên. Mà theo ấn ký này biến mất, hắn hai con ngươi lúc trước mảnh băng xương, cũng là đang không ngừng hòa tan tiêu tán. Trác Phàm cứ như vậy yên tĩnh địa chờ lấy, trên mặt đều là tùy tiện giạt rào, không có nửa phần lo nghĩ hiện ra. Ầm ầm, cái kia khủng bố lôi mang, ngay tại cấp tốc hướng Trác Phàm tới gần bao khỏa, cuối cùng Bách Lý Ngự Thiên hung hăng một nắm bàn tay, nhưng nghe một tiếng chấn thiên triệt địa nổ vang phát ra. Trác Phàm lúc trước chỗ một tiếng hoàn toàn biến thành một mảnh lôi hải nổ tung chi địa, tử sắc lôi quang ngập trời lấp lóe, cuồn cuộn khí tức khủng bố, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Mà bên trong hình bóng, lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không có sinh cơ. Trác Phàm, Lạc Vân Thường thấy một lần, lần nữa ngửa mặt lên trời kêu rên lên. Bọn người người, thì là một trận than thở lắc đầu, thở dài không thôi. Cho dù là Bách Lý Ngự Vũ, cũng là có chút xuống dốc cúi thấp đầu, trong mắt tản ra vẻ đau thương. Đã sớm để ngươi không muốn đối phó với lão tổ tông, giờ thì tốt rồi, ngươi. Ai? Âu Dương Lăng Thiên nhìn lấy, một mặt kỳ dị, sau đó lại mê mang nhìn về phía Cổ Tam Thông hai người, phảng phất tại nói, các ngươi cha đâu? Chết! Bất quá hai người vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy, từ chối cho ý kiến chi sắc, lại là để mấy cái kia pháp vương nhìn không hiểu. Chậm rãi thả tay xuống, Bách Lý Ngự Thiên thở dài ra một hơi, nhìn nhìn lại bầu trời đỉnh đầu hào quang màu trắng kia càng ngày càng lóa mắt, quang động mở rộng đến cũng càng lúc càng lớn, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, tuy nhiên sau cùng có chút không thú vị, nhưng tốt xấu Thiên Ma Sơn này vé vào cửa, lão phu nắm bắt tới tay. Cái này có thể quang minh chính đại đi tới đó, ha ha ha. Kiếm Tôn đại nhân, người bây giờ liền đi Thiên Ma Sơn. Không sợ ta về sau đem ngươi đế quốc hủy đến không có một ngọn cỏ sao? Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo tùy tiện tiếng cười khẽ lại là đột nhiên vang lên. Nhìn không được trong lòng cả kinh, Bách Lý Ngự Thiên lúc này nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ, lại chính là mới vừa rồi Trác Phàm nơi ở, hiện tại sấm sét nổ vang chỗ. Ầm ầm, một tiếng so với cái kia tử lôi đầy trời, càng khủng bố hơn tiếng sấm vang lên, một cỗ màu đen lôi viêm. Nhất thời từ cái này trong hư không nổ bể ra tới. Những cái kia tử lôi đụng một cái đến hắc viêm tràn ngập, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hóa thành hư vô. Một đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo một tia cười yếu ớt, chậm rãi từ cái này lôi viêm bên trong đi ra, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn hai con người đã mở ra, phải đồng tử bốn nói vầng sáng màu vàng óng lấp lóe không ngừng, mắt trái một mảnh đen kịt. Từng đạo sấm sét nổ tung, hắc viêm đốt cháy, chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt là, mắt trái ở mép, khảm một tầng nhạt vầng sáng xanh lam, thần bí mà thâm thúy. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi trong lòng kinh hãi, làm sao có thể, ngươi còn chưa có chết. Ta nói, Lưu Di Ngôn là ngươi, ta như thế nào lại chết đâu. Nhếch miệng lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười khẽ một tiếng. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Bách Lý Ngự Thiên nhìn chằm chằm hắn không thả, lại bỗng dưng bật cười, hừ hừ hừ, coi như ngươi không chết lại như thế nào. Quy nguyên cảnh ngươi, động liên tục ta một cọng tóc gáy tư cách đều không có, lão phu đã là đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên không biết vừa mới ngươi là như thế nào chạy trốn, nhưng không cách nào công kích lão phu ngươi, cho dù có lại nhiều chạy trốn pháp môn, lại làm sao có thể có một tia cơ hội thắng. Lời vừa nói ra, vừa mới nhìn thấy Trác Phàm không việc gì. Lộ ra người mặt tươi cười, không khỏi vừa trầm phía dưới sắc. Đúng vậy a, quy nguyên đối linh vương, thiên địa chênh lệch, cái kia ứng phó như thế nào a? Bách Lý Kinh Vĩ thì là vẫn như cũ cười tà, nhìn về phía Trác Phàm bóng người, tràn đầy khinh miệt. Ngươi lại trốn qua một kiếp lại như thế nào? Tại lão tổ tông cái này siêu việt đương đại tất cả mọi người siêu cường thực lực trước mặt, ngươi còn có thể phiên lãng hay sao? Hừ hừ hừ. Lần nữa nhẹ nhàng nâng lên một cái tay đến, Bách Lý Ngự Thiên trong mắt tinh mang nhấp nháy, đối với Trác Phàm cái hướng kia, chính là hung hăng đẩy bàn tay, quát to kiếm vương ngang dọc,
lão phu nhìn xem ngươi lần này cần như thế nào phá giải. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, toàn bộ bầu trời, theo sấm sét nổ tung, ùn ùn kéo đến tử sắc kiếm cương liền đã là hung hăng hướng Trác Phàm chỗ đó đánh tới. Mà lại lần này, cùng lần trước cái kia phạm vi nhỏ lôi kiếm bao khỏa khác biệt, cái này rõ ràng là dốc hết vốn liếng, phạm vi càng ánh sáng, lực lượng mạnh hơn, cái kia ùn ùn kéo đến lôi kiếm, càng là lít nha lít nhít, phảng phất muốn đem Trác Phàm đâm thành cái sàng một dạng, cùng nhau hướng Trác Phàm chỗ đó dũng mãnh lao tới. Mà bất bại kiếm tôn, thì là hung hăng theo dõi hắn bóng người, nhìn hắn lại có thủ đoạn gì xuất hiện. Bất quá, kỳ quái là, đối mặt mãnh liệt như vậy tiêu diệt, Trác Phàm tại đứng nơi đó, lại là vẫn như cũ không nhúc nhích. Bạch, chợt, Trác Phàm lóe lên một cái, nhất thời biến mất bóng người, những cái kia ngàn vạn lưỡi kiếm, hô 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 điện nện ở nơi đó, lại là nhất thời phốc cái hư không. Người đâu, trong mắt ngăn không được co rụt lại, Bách Lý Ngự Thiên trong lòng kinh hãi. Hiu. Thế nhưng là đúng lúc này, tiếng xé gió lên, một cỗ trận gió mãnh liệt, đột ngột được từ bên người thổi lên, vội vã đánh úp về phía trước người. Không khỏi giật nảy cả mình, Bách Lý Ngự Thiên không kịp phản ứng, đã là cầm lấy bá thiên kiếm, hướng về phía trước hung hăng chặn lại. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, hồng mang chợt hiện, cái kia cỗ quen thuộc khủng bố lực đạo, lần nữa lóe lên trong đầu. Bách Lý Ngự Thiên hai tay mềm nhũn, nhất thời phốc một tiếng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, tim khí huyết cuồn cuộn, chờ dừng thân lại, nhìn về phía trước, chẳng biết lúc nào, Trác Phàm đúng là đã xuất hiện tại hắn vừa mới lúc trước vị trí, bên phải trong con mắt, một đạo vầng sáng màu vàng óng, lóe lên liền biến mất. Làm sao có thể, mảnh không gian này đều do ta khống chế, ngươi chừng nào thì xuất hiện ở bên cạnh ta, ta làm sao không biết. Lôi viêm phá không? Không có trả lời hắn vấn đề, Trác Phàm chỉ là nhếch lên một đạo nụ cười quỷ dị, phải đồng tử bên trong, hai đạo màu vàng vầng sáng chiếu sáng rạng rỡ, bên trái trong con mắt, màu đen lôi viêm nhất thời tràn ngập ra. Siêu! Giống như một chi mũi tên, một đạo màu đen viêm trụ, bỗng dưng từ Trác Phàm song đồng hung hăng hướng Bách Lý Ngự Thiên bắn tới, tốc độ quá nhanh, không thể tưởng tượng, chớp mắt tới gần. Bởi vì tự thân thực lực đề cao, Trác Phàm nhãn thuật cũng tại lấy khủng bố tăng thế để cao lấy. Giờ này khắc này, cho dù là Bách Lý Ngự Thiên dạng này vừa mới đột phá linh vương cảnh cao thủ, đối mặt cái này lôi viêm phá không tốc độ, đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Còn không có kịp phản ứng, cái kia khủng bố viêm trụ đã là đi vào mặt trước. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Bách Lý Ngự Thiên không dám khinh thường, vội vàng vận khởi linh vương cảnh thần thông, hai ngón tay giao một cái xiên, trước mặt không gian chính là một trận vặn vẹo. Còn muốn như lần trước như thế, đem một chiêu này cho trạch hướng phương hướng. Bất quá lần này, hắn tính toán là đụng phải hàng cứng phía trên. Đụng, hoàn toàn không có bị vặn vẹo không gian quấy nhiễu, màu đen viêm trụ thẳng tắp xuyên thủng không gian, không có không đình trệ hướng bất bại kiếm tôn bắn xuyên qua. Phải biết, đây chính là không minh thần đồng tầng thứ hai phá không A, không gian chi lực khắc tinh, cầm có thể thụ không gian vặn vẹo ảnh hưởng đâu. Không phải vậy như thế nào lại lấy cái phá chữ. Mà cái kia lôi viêm, càng là không chỗ không diệt, cái gì đều có thể đốt sạch. Cho nên lần này, bất bại kiếm tôn mặc dù có linh vương thần thông, đối mặt cái này thật chính không gian thần kỹ, đoán chừng cũng là có lực không chỗ dùng, ăn trộm ngộ cảnh sát, chỉ có thể nhận thua. Dù sao, cái này không minh thần đồng thế nhưng là thiên đế tuyệt kỹ, trên đời có thể tại không gian chi lực nghiên cứu phía trên. So ra mà vượt cái này thánh vực đệ nhất cao thủ, chỉ sợ gần như không tồn tại đi. Mí mắt bỗng nhiên lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên mắt thấy cái này đen nhánh viêm trụ gần mặt, không khỏi dọa đến trong lòng hoảng hốt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia siêu việt thường nhân kiến thức phạm chủ linh vương thần thông, thế mà lại tại Trác Phàm cái này tiểu trước mặt quái vật mất đi hiệu lực. Sau đó cũng không đoái hoài nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, gấp gáp bận bịu hoảng dưới. Vội vàng bản năng nâng lên bá thiên kiếm, hướng về phía trước chặn lại. Đụng. Một tiếng leng keng tiếng vang phát ra, bất bại kiếm tôn hai tay một trận run rẩy, không khỏi trong nháy mắt liền bị cái kia cường hãn trùng kích cho thình lình đánh bay ra ngoài, chờ dừng thân lại, đã là hướng về sau hoa ngàn mét xa. Trên thân kiếm nhiễm ngọn lửa màu đen, vẫn tại sáng rực thiêu đốt, cái kia cầm kiếm hai tay, cũng ngăn không được đang một mực khẽ run. Chăm chú nhìn nơi xa tấm kia tà tiếu khuôn mặt, Bách Lý Ngự Thiên cuối cùng lần nữa lộ ra ngưng trọng sắc mặt, mà lại lần này so lúc trước còn muốn ngưng trọng nhiều. Dù sao hiện tại,
hắn liền linh vương thần thông cái này sau cùng thẻ đánh bạc đều xuất ra, nhưng như cũng không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cái này cho thấy, hắn thật có khả năng bại, bại ở cái này rõ ràng chỉ là quy nguyên cảnh, lại có thể có biện pháp phá giải linh vương thần thông, thần bí quái vật trên thân. Mà phía dưới mọi người thấy đây hết thảy, cũng đã hoàn toàn mắt trợn tròn, riêng là Bách Lý Kinh Vĩ bọn người, càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao có thể tin tưởng, vốn là đã lập tại thế gian đỉnh phong lão tổ tông, nâng cao một bước về sau, còn sẽ bị người từng bước ép sát đến tình trạng như thế. Trác Phàm, hắn đến tột cùng thần thánh phương nào? Đêm tối đánh tới, kiếm tinh vẫn lạc. Đêm tối đánh tới, kiếm tinh vẫn lạc. Đúng lúc này, tên thiên ma này điện đệ tử bên trong, không biết là ai kinh ngạc nhìn trên trời lần này kịch chiến, thì thào lên tiếng. Mọi người nghe đến cũng là hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ lại muốn đến trên đại lục lưu truyền chi kia ca dao, kìm lòng không được theo A quát lên, đêm tối đánh tới, kiếm tinh vẫn lạc. Đêm tối đánh tới, kiếm tinh vẫn lạc. Một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trên đài tử hình mọi người, đã là cùng nhau điên cuồng A quát lên, trong mắt đều là kích động vẻ hưng phấn. Đây chính là bọn họ thiên ma điện điện chủ, đêm tối ma quân, đem bất bại đế quốc, kiếm tinh chung kết nam nhân. Giống. Điên cuồng giống to, thoáng chốc truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người bên tai. Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ nghe, từng cái sắc mặt âm trầm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà những cái kia kiếm tinh các tướng lĩnh, thì là từng cái khuôn mặt do dự, lẫn nhau nhìn xem, trong lòng cuối cùng có dao động. Lão Tổ Tông sẽ bại, kiếm tinh hội xong, đây là... Thật sao? Ông! Thế mà, trong mắt mọi người nghi hoặc còn chưa phát lên, nhưng ngửi một nói không gian ba động vang lên. Bách Lý Kinh Vĩ, Bách Lý Kinh Thế, còn có kiếm tinh mấy cái kiếm vương bên người, liền chợt xuất hiện một đạo vô hình không gian kết giới đến, đem bọn hắn toàn đều bao bọc ở bên trong. Trên 9 tầng trời bất bại kiếm tôn, nhìn xem bổ thiên thần kiếm phía trên cái kia xì xì thiêu đốt ngọn lửa màu đen, trong mắt bất giác có chút kiêng kỵ, nhưng rất nhanh lại biến thành hừng hực chiến ý, bỗng nhiên vung cánh tay bàng, liền đem những cái kia hỏa diễm tất cả đều đánh sơ xác ra. Khí thế cường đại đột ngột đến thả ra, toàn bộ bên trong thiên địa, các ngõ ngách, cũng bắt đầu không hiểu rung mạnh ra, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức, nhất thời truyền khắp mỗi một chỗ, một bông hoa một ngọn cỏ, đều ngăn không được run rẩy héo rút, dường như ngày tận thế sắp tới gần giống như. Không minh thần đồng tầng thứ 5, không gian bình chướng. Tựa hồ đã biết hắn muốn làm gì, Trác Phàm phải đồng tử bên trong năm nói vầng sáng màu vàng óng bỗng dưng sáng lên, bá bá bá. Từng đạo không gian chấn động, đột ngột đến phát ra. Tiểu tam tử mấy cái pháp vương, còn có trên đài tử hình đan thanh sinh bọn họ cả đám chờ bốn phía, liền đồng loạt xuất hiện thất đạo vô hình kết giới, dường như bảy cái lồng lớn, đem bọn hắn hung hăng bao bọc ở bên trong giống như. Ngay sau đó, Trác Phàm chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng an ủi động trong tay ma kiếm, theo mỗi một tấc trên thân kiếm xẹt qua, cái kia cuồn cuộn màu đen lôi viêm, cũng theo hắn hoạt động bàn tay. Nhất thời bám vào cái kia ma trên thân kiếm, đến mức cái kia ma kiếm đột nhiên khí tức vừa tăng, càng lộ vẻ khí thế khủng bố. Bạch! Hất lên thân kiếm, trực chỉ phía trước bóng người, Trác Phàm khóe miệng vẫn như cũ treo tà dị, nhưng trong mắt lại là chiến ý hừng hực, toàn thân khí thế cũng trong nháy mắt nâng lên tối đỉnh phong chỗ. Ách! Bọn họ đây là muốn làm gì? Khóe miệng hung hăng co rúm một chút, nơi này tất cả kiếm tinh các tướng lĩnh. Cảm thụ lấy bốn phía cái kia không ngừng rung động không gian, lại xa xa nhìn một chút Bách Lý Kinh Vĩ cùng trên đài tử hình cả đám chờ đợi ngộ, nhất thời liền minh bạch cái gì, khóe miệng một xẹp, sắp khóc đi ra. Đại ca, các ngươi hai vị đây là muốn phóng đại chiêu A, đánh trước còn toàn đem nhân vật trọng yếu đều bảo vệ. Nhưng là, chúng ta đây, chúng ta cũng là tôm tép nhỏ bé, chết mẹ hắn một đám cũng không đáng kể, đúng hay không? Quá mẹ hắn khi dễ người đi. Còn có, người ta đêm tối ma quân bản thân liền là mình địch nhân, làm như vậy cũng coi như, nhưng lão tổ tông ngươi làm sao? Hơn nữa còn mẹ hắn là ngươi đi đầu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trên mặt đều là đắng chát tư vị, liếc mắt nhìn nhau về sau, cái mũi co lại, đúng là không hẹn mà cùng nhau chạy tứ tán. Chạy a, ầm ầm. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn mở ra một cái chân, trên trời dưới đất. Bốn phương tám hướng, nơi này tất cả mọi thứ lĩnh vực, tất cả đều vang lên ùn ùn kéo đến tiếng sấm, khủng bố uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, đem tất cả mọi thứ vẫn diệt thành cho tàn.
Những cái kia còn thừa kiếm tinh các tướng sĩ, càng là trong chớp mắt hơn 1 triệu, hơn 10 triệu biến mất, thậm chí ngay cả trước khi chết đều không một câu kêu rên lưu lại, thì biến thành cho bụi. Bất bại kiếm tôn hét lớn một tiếng, bá thiên kiếm hung hăng hướng Trác Phàm chỗ đó một chạm, toàn bộ thế giới dường như đều thành hắn lưỡi kiếm, như vạn mã lao nhanh giống như, vô số kiếm cương, toàn bộ hướng Trác Phàm đâm tới, nếu là không có không gian chi lực hộ thân lời nói, lần này cho dù là kiếm vương cấp cao thủ, đều muốn trong khoảnh khắc biến thành cho tàn. Thấy tình cảnh này, lòng đất những cái kia vòng bảo hộ bên trong may mắn, không khỏi cùng nhau quá sợ hãi. Đây chính là linh vương cảnh cao thủ bật hết hỏa lực. Thực sự quá kinh khủng, cùng linh vương là địch, không khác nào cùng toàn bộ thế giới là địch. Dù sao tại linh vương bên trong không gian này, tất cả mọi thứ đều là bị hắn khống chế, tất cả lực lượng đều là nghe hắn hiệu lệnh, ai còn có thể làm trái mệnh lệnh tại hắn. Khó trách hai người này đánh trước kia, trước dùng kết giới đem bọn hắn bao bọc lên. Không sai, không có kết giới này lời nói, bọn họ chỉ sợ trong khoảnh khắc thì cùng cái thế giới này cùng một chỗ biến thành cho bụi. Nhìn lấy bên ngoài kết giới những cái kia cùng cắt rau hẹ một dạng, trong chớp mắt liền từng gốc biến mất sinh linh, tất cả mọi người không khỏi đều sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, mọc ra một câu chửi thề, may mắn chính mình coi như cái nhân vật trọng yếu, không có bị hai cái này lão đại vứt bỏ. Ngay sau đó, mọi người lại một mặt lo lắng nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong lòng siết chặt. Đối mặt cái này toàn bộ thế giới, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, không chỗ có thể trốn tình huống, hắn muốn thế nào đối mặt. Loại tình huống này, nhưng là không thấp hơn lúc trước gần 100 triệu chiến lực vây công bất bại kiếm tôn, thậm chí còn hơn a. Bất quá, đối mặt như thế hung hiểm tình cảnh, Trác Phàm lại là mỉm cười, không chút phật lòng. Cho dù toàn bộ thế giới đều thành ngươi Bách Lý Ngự Thiên, nhưng chỉ có ta cái này một mẫu ba tấc chỗ, không ở đây ngươi thế lực phạm vi bên trong. Trong lòng lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm phải đồng tử bên trong bỗng dưng phát lên bốn nói vầng sáng màu vàng óng, bên trái trong con mắt lôi viêm, cũng là điên cuồng tuôn ra. Không minh thần đồng tầng thứ tư, lôi viêm hư không chấn. Oanh! Lấy Trác Phàm làm trung tâm, một dặm bên trong, toàn bộ không gian không ngừng kịch liệt rung động. Màu đen lôi viêm nhất thời tràn ngập các ngõ ngách, hóa thành một mảnh Trác Phàm chính mình màu đen vương quốc. Tuy nhiên hắn không phải linh vương cảnh, không cách nào đem chính mình lực lượng dung nhập bốn phía không gian, nhưng là tại hắn cái này một mẫu ba phần đất bên trong, liền xem như cái kia linh vương ma trường, đều mơ tưởng đặt chân một bước. 333. Cường hãn tử sắc lôi kiếm, không ngừng hướng Trác Phàm bắn tới, thế nhưng là vừa vào hắn cái kia màu đen đế quốc. Liền tất cả đều bị cái kia càng khủng bố hơn lôi viêm lĩnh vực chỗ hủy diệt, căn bản không đến gần được hắn một phân một hào. Song đồng ngăn không được co rụt lại, Bách Lý Ngự Thiên gặp bọn này công chiêu số đối với hắn không có nửa phần tác dụng, lúc này quay người lại, tụ lên lực lượng toàn thân, hung hăng bổ về đằng trước, vẫn là lựa chọn đơn điểm đột tiến, thẳng đến địch tướng chi thuật. Bạch, tử sắc lưỡi kiếm lần nữa xẹt qua bầu trời, nương theo lấy trên trời dưới đất sấm sét ra trì. Nhất thời hóa thành 100 trượng cự kiếm, hung hăng hướng Trác Phàm cái kia màu đen vương quốc bổ tới, thế muốn đem cái này hắn không cách nào đặt chân địa vực hủy diệt giống như. Bất quá, đối với cái này cứng đối cứng, Trác Phàm trùng thiên kiếm nói cũng không phải ăn chay. Kết quả là, hắn cánh tay phải cũng là quang mang đại thịnh, thân hình thoát ẩn thoát hiện, xoay người một cái, đồng dạng tụ lên kỳ lân chi lực, hung hăng hướng về phía trước bổ tới. Siêu! Một đạo hắc nhận thoáng hiện. Nương theo lấy cuồn cuộn lôi viêm mãnh liệt, cái kia quỷ dị mà khủng bố kiếm mang, cũng là hung hăng hướng bất bại kiếm tôn 100 trượng lôi kiếm bắn tới. Ầm ầm, hai ánh kiếm tương giao, bộc phát ra kịch liệt vang động, lại là liều cái lực lượng ngang nhau, ào ào nổ tung. Khủng bố uy áp nhất thời tràn ngập thiên địa, tử lôi cùng hắc viêm cũng là như mưa sao băng giống như, tứ tán nện xuống, nhất thời đem bản này liền bị hủy thành phế tích khu vực, lần nữa hóa thành bụi phấn yên diệt chỗ. Những cái kia vòng bảo hộ bên trong, tận mắt nhìn chăm chú lên cái này đỉnh phong quyết chiến nhân vật trọng yếu nhóm, trong lúc nhất thời cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy bên ngoài cái kia hủy thiên diệt địa tràng cảnh, cho dù là thực lực mạnh hơn người, một trái tim cũng ngăn không được không ngừng nhảy lên. Em gái ngươi, hai người này, còn tính là người sao? Căn bản chính là thần ma chiến A. Bất quá, còn không đợi trong lòng bọn họ chấn kinh rơi xuống, Trác Phàm đạp chân xuống. Đã là lần nữa động. Dẫn theo ma kiếm, liền hung hăng hướng Bách Lý Ngự Thiên chỗ đó phóng đi,
Trong mắt Lôi Viêm hư không chấn vẫn như cũ không thay đổi, nhưng là đã không phải lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, mà chính là hóa thành một đầu một dặm lớn lên hắc long. Hắn đứng ở long đầu ở giữa, sát khí tận hiện, một ngựa đi đầu, lướt tới. Toàn bộ không gian đều bị Bách Lý Ngự Thiên trưởng khống, trên trời dưới đất tất cả tử lôi đều hướng hắn điên cuồng đánh tới, nhưng là như vậy có tác dụng quái gì? Màu đen cự long từng binh sĩ đột kích, đánh đâu thắng đó, tất cả lôi kiếm đánh tới nó trên thân, cũng hóa thành hư vô, mặc cho ngươi có thiên quân vạn mã, ta cũng là rậm rạp vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Bách Lý Ngự Thiên mắt thấy Trác Phàm thần dũng chi thế, sắc mặt càng thêm nặng nề. Lúc này, hắn mới chợt phát hiện, coi như hắn lấy được khắp thiên hạ, tất cả mọi người trong tay hắn đều là tùy ý nắm, cho lấy cho đoạt, nhưng chỉ có Trác Phàm người này, cho dù là tại hắn thế giới bên trong, cũng có thể hoành hành không sợ, thật sự là quái vật bên trong quái vật, thiên hạ đệ nhất ma đầu, hoàn toàn không cách nào khống chế tồn tại a. Kết quả là, Bách Lý Ngự Thiên chợt cắn răng một cái, trong lòng nhất định, cuối cùng từ bỏ khống chế phạm vi lớn không gian, mà chính là bỗng nhiên co rụt lại. Đem cái thế giới này tất cả lực lượng, đều tụ tập tại một chỗ. Xì xì xì. Không gian chi lực cấp tốc áp xúc trở về, Bách Lý Ngự Thiên nhấc kiếm hướng lên nhất chỉ, tất cả tử lôi liền cùng nhau hướng hắn kiếm phong chỗ tụ tập, chỉ là trong nháy mắt, mênh mông dưới trời đất tất cả tử sắc lôi mang, liền dường như cứu giá ngự lâm quân giống như, tất cả đều hội tụ đến hắn cái này đế vương bên người, tản mát ra khủng bố uy thế. Nhưng ngửi một tiếng kinh thiên kêu to, những cái kia kiếm khí màu tím đúng là nhất thời hình thành một cái 100 trượng chiều cao cự điểu, Bách Lý Ngự Thiên tay cầm thần kiếm, ngay tại cái kia đầu chim chỗ. Mà lại, nhiều như vậy tử lôi dày đặc tụ tập, cũng là làm cho cái kia cự điểu dường như một vòng chói mắt mặt trời gay gắt giống như, chiếu lên toàn bộ bầu trời đều là một mảnh ban ngày, sáng rõ người không mở mắt được. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, nổ tung giữa trời, Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Thiên trong tay lưỡi kiếm. Cuối cùng lần nữa giao kích tại một chỗ. Chỉ bất quá lần này, bọn họ không chỉ bằng tự thân lực lượng, càng nhiều lại là cái kia mới tăng cường hung hãn uy lực. Trác Phàm không minh thần đồng thêm diệt thế lôi viêm, trọn vẹn khiến chiến lực tăng trưởng gấp 3 có thừa. Nhưng là Bách Lý Ngự Thiên linh vương cảnh thực lực toàn bộ khai hỏa, lấy không gian áp xúc thần thông, đem cái kia khắp tiếng sét đánh lực lượng hội tụ thành cái kia tử lôi cự điểu, lại là nhất thời lệnh hắn thực lực thăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói lúc trước Trác Phàm lấy tự thân lực lượng, còn có thể áp chế bất bại kiếm tôn 3 phần lời nói, như vậy hiện tại, bất bại kiếm tôn từ bỏ rộng lớn không gian, mà chính là đem tất cả lực lượng tụ vào một điểm, có thể phát huy lực lượng, lại không phải Trác Phàm tùy tiện có thể ứng phó. Siêu. Một cái lắc mình, Trác Phàm dưới một kích kia, nhất thời theo cái kia lôi viêm hắc long bay ra về phía sau bên ngoài 3 dặm, bất bại kiếm tôn run run thân thể, cũng là bám vào cái kia lôi điểu. Lui về phía sau hơn một dặm địa. Bất quá, hai người vừa mới dừng thân hình, liền lại một lần hung hăng một bước, lần nữa hướng đối phương phóng đi, kiếm trong tay mang càng thêm sắc bén hung mãnh. Kết quả là, nhưng ngửi bính 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 tiếng vang không ngừng, trên 9 tầng trời, một đầu hắc long cùng một cái tử lôi cự điểu, càng không ngừng tới lui va chạm, một hồi đông, một hồi tây, một hồi phía trên, một hồi dưới, chỉ là giây lát thời gian. Hai người liền đã là giao chiến khoảng hơn 100 hồi, long trời lở đất, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động động không ngừng. Lòng đất mọi người thấy, cũng là một trận kinh ngạc không hiểu. Lấy hai người này chiến lực, coi như động động ngón tay, đều có thể khiến ngàn vạn cao thủ biến thành cho bụi, hai người giao chiến dư âm, càng là có rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa chi thế. Điều này hiển nhiên đã không phải nhân loại cái kia có sức mạnh, cái thế giới này. Quả nhiên dung không được bọn họ. Chỉ là dù vậy, hai người lấy khí lực va chạm lực, quan trọng có cái thắng bại. Rốt cục, tại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang về sau, một đạo hắc ảnh nhất thời từ trên 9 tầng trời nện xuống thân thể đến, một tiếng ầm vang, liền đập ra mấy cái đếm 10 km hang lớn. Mọi người giật mình, tập trung nhìn vào, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Trong lòng bất giác trầm xuống, Đan Thanh Sinh bọn họ đầy mặt lo lắng. Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ thì là hai mắt tỏa sáng, vui mừng nhướng mày. Xoạt! Một tiếng đá vụn nứt toác vang động truyền ra, Trác Phàm theo cái kia đáy động đứng dậy, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau, liền thở hồng hộc hút mấy cái khí, sắc mặt có chút mỏi mệt. Tức! Một tiếng kêu to vang lên, cái kia tử sắc lôi điểu chậm rãi lơ lửng, đi vào đỉnh đầu hắn,
bất bại kiếm tôn ở đầu chim, nhìn phía dưới cái kia suốt đời cường địch, cũng là từng ngụm thở hổn hển, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, tuét miệng nói, Trác Phàm, ngươi thua. Coi như ngươi trùng thiên kiếm nói mạnh hơn, dù sao cũng là quy nguyên cảnh, tại nguyên lực tổng lượng cùng cường độ phía trên, làm sao có thể so ra mà vượt lão phu cái này linh vương cảnh đâu. Cùng lão phu từng binh sĩ giao chiến, hợp lực nói là ngươi lớn nhất tính sai. Hừ hừ, phải không, ngươi không phải cũng một dạng. Liếc mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm khinh thường cười nói, linh vương cảnh là khống chế không trung chi lực, nhưng không có trên diện rộng tăng cường tự thân lực lượng cùng cường độ khả năng. Ngươi lão gia hỏa này, sử dụng không trung chi lực, đem tất cả năng lượng tụ tại một chỗ, muốn tiêu hao nguyên lực tốc độ, chỉ sợ so ta phải nhanh chóng được nhiều. Mà lại, như thế dày đặc năng lượng cường đại tụ tại trên thân, người lão gia hỏa này có thể tiếp nhận bao lâu? Chỉ sợ thân thể cũng đã không được đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên từ chối cho ý kiến, tuy nhiên thân thể có chút lắc lư, thỉnh thoảng còn nghe được răng rắc một tiếng, dường như xương vỡ vụn vang động phát ra, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy chiến ý, thẳng tắp thân thể nói, người mẹ hắn quản được sao? Dù sao lão phu chịu đựng, như vậy bại cũng là ngươi. Nói, bất bại kiếm tôn nhìn xem đỉnh đầu cái kia vòng sáng choang ánh sáng, khóe miệng lộ ra kích động nụ cười. Chờ giải quyết ngươi, lão phu thì đường đường chính chính đến đó, ha ha ha. Cười to một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên chậm rãi giơ lên thần kiếm, trong mắt tràn đầy chiến ý, liền muốn chém bổ xuống đầu, kết cái này mạnh nhất đối thủ. Mọi người thấy một lần, cùng nhau kinh hãi. Một trái tim cũng là bỗng dưng gấp lên. Bất quá, đúng lúc này, Trác Phàm khóe miệng lại là trèo lên thì lộ ra một nụ cười quỷ dị, thăm thẳm lên tiếng, kiếm tôn đại nhân, muốn đi nơi đó, ngươi còn sớm điểm, ha ha ha. Lôi viêm long xào. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm đột ngột đến đem ma kiếm hung hăng hướng phía dưới cắm xuống. Chỉ một thoáng, một cỗ khí lưu màu đen liền giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt hướng bốn phía phát tán ra. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt đất hóa thành một vùng tăm tối chỗ. Ngay sau đó, hống 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 từng tiếng gào lớn, liên tiếp. Cái kia hắc ám mặt đất, đúng là như sóng biển đồng dạng lay động, từng cái màu đen cự long, mang theo hung mãnh lôi viêm liền hung hăng hướng về bầu trời dâng trào đi lên. Trong nháy mắt, liền đem Bách Lý Ngự Thiên cùng cái kia lôi điểu chìm không tiến vào, phút chốc không thấy bóng người. Trên trời dưới đất, toàn bộ lĩnh vực cũng là bỗng nhiên biến thành một cái hắc ám khu vực, đưa tay không thấy được năm ngón. Khóe miệng liệt lên tà ác nụ cười, Trác Phàm trong mắt tinh mang nhấp nháy, sâu xa nói, bất bại kiếm tôn, người thật không cần phải đem chọn mảnh không trung chi lực, ngừng ở tự thân một chút. Phải biết, ta thế nhưng là lĩnh vực thần hồn, người mất đi không gian, ta trong nháy mắt liền có thể cầm vào tay. Hiện tại người tại ta long xào bên trong, còn có thể lật lên cái gì sóng đến, ha ha ha. Hống hống hống, từng tiếng gào rú, liên miên bất tuyệt, ngàn vạn điều hắc long, phun ra lấy màu đen liệt diễm, đem cái kia lôi điều quyển ở trong đó, không ngừng cắn xé, từng đạo tử lôi, cũng là tại cái này vô tận làm hao mòn phía dưới, đều tiêu tán. Bất quá, Bách Lý Ngự Thiên đối với cái này, lại là từ chối cho ý kiến, cười lạnh, chỉ là một giới lĩnh vực mà thôi, lại có thể nại lão phu gì. Vừa dứt lời, Bách Lý Ngự Thiên bỗng nhiên lắc một cái thân thể. Nhưng nghe sấm sét nổ vang, tử lôi ngập trời, toàn bộ long xào liền oanh một tiếng, hoàn toàn nứt toác ra. Lóa mắt ánh sáng mặt trời, lần nữa bắn tới cái kia tràn đầy kiệt ngao giả nua trên khuôn mặt. Xì xì xì. Thế mà, chính lúc này, một đạo chói tai phong minh nhất thời vang lên, bất bại kiếm tôn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một đạo hắc ảnh đã là bá một tiếng, trong nháy mắt theo trước người hắn lướt qua. Ách! Thân thể trì trệ. Bất bại kiếm tôn nhất thời không thể động, cúi đầu nhìn một chút dưới người mình, lại là chính gặp, chẳng biết lúc nào, chính mình cái kia tụ tập lại lôi điểu, từ tiểu mà lên đúng là xuất hiện một đầu hẹp dài thông đạo, mà lại cái thông đạo này một đường kéo dài, vừa vặn mở rộng đến hắn trên thân, hơn nữa còn xuyên qua. Rear map nhìn không được run run, bất bại kiếm tôn cứng ngắc đầu nhìn xem thân thể đi, lại là chính gặp bụng mình chỗ, vậy mà thiêu đốt lên đoàn đoàn màu đen liệt diễm, mà chính mình nửa người dưới. Từ lâu thiêu đốt lên, chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Kiếm tôn đại nhân. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh mà thanh âm quen thuộc vang vọng tại hắn bên tai, ta lúc trước đã nói, ta kiếm đạo là thôn phệ, vừa mới cái kia long xào, không phải muốn đem ngươi cắn xé đến chết, chỉ là thôn phệ ngươi ngũ giác lục thức thôi.
Linh vương cao thủ nắm giữ không trung chi lực, vốn là mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cho dù ta lĩnh vực cũng không thể theo ngươi trong không gian tách rời. Chỉ tiếc, ngươi đem không trung chi lực co lại ở một chỗ, lại là đánh mất cái này một ưu thế. Cho nên ta thừa dịp ngươi cái gì cũng không biết thời điểm, từ phía dưới đánh lén tới. Mi mắt rừng không ngừng run rẩy một chút, Bách Lý Ngự Thiên chậm rãi chuyển động đầu, hướng về sau nhìn qua, lại là chính gặp Trác Phàm cái kia đạm mạc khuôn mặt, còn có trong tay trường kiếm màu đen, chớp động lên sáng rực liệt diễm, không khỏi cái gì đều hiểu. Thật sâu hít một hơi, Bất Bại Kiếm Tôn bắt kiếm thủ hơi hơi chăm chú, lại ngẩng đầu nhìn xem phía trên cái kia màu trắng ánh sáng, tựa hồ có chút không cam lòng. Nhưng rất nhanh liền sắc mặt nhất định, khẽ cắn môi, hơi vung tay, cầm trong tay Bá Thiên kiếm hướng về sau ném đi, giống to lên tiếng, "Trác Phàm, ngươi thắng, nên đi Thiên Ma Sơn là ngươi." Mang theo lão phụ Bá Thiên kiếm, cùng một chỗ đạp vào đỉnh phong a, tuyệt đối đừng bôi nhọ thanh kiếm này. Lời nói xong, Bách Lý Ngự Thiên thở dài một hơi, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Theo cái kia liệt diễm xì 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 thiêu đốt, chớp mắt hóa thành cho tàn. Đưa tay chộp một cái, cầm qua cái kia thanh tử sắc lôi kiếm, cảm thụ lấy trên thân kiếm run rẩy, tựa hồ tại là chủ nhân rên rỉ. Trác Phàm cũng là thở dài một hơi, khẽ gật đầu. Bất Bại Kiếm Tôn, là cái đối thủ tốt. 3. Một phương diện khác, thánh vực, một cái tiểu trong trúc lâu, một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn bàn cờ trước, cần giàu có, lại là chợt trong tay lắc một cái, một quân cờ nhất thời trượt xuống tại đằng đẵng quân cờ bên trong. Biến mất. Thật sâu hít một hơi, người kia thì thào lên tiếng, Phàm Giai Linh Vương cao thủ biến mất, thật sự là đáng tiếc a, rõ ràng lập tức liền muốn đi tới nơi này, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ khu vực a. Bên cạnh một đạo hắc ảnh, yên lặng đứng thẳng, sâu xa nói, lần này Linh Vương có chút kỳ quái, sớm nên đến, lại cố ý đem tu vi áp chế, tựa hồ tại xử lý cái gì việc vặt đi. Có thể hay không, lần này lại là như thế đâu? Sẽ không, lần trước là khí tức yếu dần, lần này là trực tiếp biến mất, xem ra là trước khi tới, bị người giết chết đi. Bị xử lý, Phàm Giai xuất hiện hai cái Linh Vương sao? Không có hai cái, bị vượt cấp xử lý. Nghe được lời này, người kia càng thêm lớn kinh hãi, vượt cấp. Có thể tại Phàm Giai dưới tình huống đó trở thành Linh Vương, đều không phải hạng người bình thường, há có thể dễ dàng như vậy bị vượt cấp. Qua nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này a. Khi đó bởi vì, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có nghĩ tới về tới đây. Hiện tại hắn muốn về đến, không ai có thể ngăn cản hắn tốc độ, ha ha ha. 3. Đem quân cờ hung hăng trên bàn cờ vừa gõ, thanh niên kia nhất thời phát ra một đạo cực kỳ tà dị cười nhạo âm thanh tới. Làm cho người nghe xong, trong lòng phát lạnh. Lão, lão tổ tông. Ông một tiếng không gian chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ thân thể hung hăng rung động, vô lực co quắp ngã xuống, ánh mắt giật mình lo lắng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ không tin. Còn lại kiếm tinh đế quốc các trọng thần, đối mặt tình cảnh này, cũng là một trận ngốc trệ, thân thể trong nháy mắt sụi lơ tiếp theo. Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế, càng là hai mắt khẽ đảo, thì ngất đi. Kiếm tinh đế quốc giường cột, lão tổ tông Bất Bại Kiếm Tôn, Bách Lý Ngự Thiên, vậy mà liền chết như vậy. Mà lại, với tư cách là kiếm đạo đỉnh phong nhân vật, vẫn là bị đối phương một kiếm chém giết. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người không thể tin dao động cái đầu, nhưng sự thật thì bày ở trước mắt, tuy nhiên Bất Bại Kiếm Tôn thi thể, đã đốt thành cho bụi, nhưng theo hắn mấy ngàn năm. Một tấc cũng không rời Bổ Thiên Thần Kiếm, lại là thật sự rõ ràng rơi xuống Trác Phàm trong tay. Đây hết thảy, đều là thật. Chăm chú nhắm lại hai con ngươi, Bách Lý Kinh Vĩ cánh tay che tại trên mí mắt, đã là ngăn không được trào nước mắt, những cái kia kiếm vương cao thủ càng là quỳ dạp trên đất, đấm ngực dậm chân. Chỉ có Thượng Quan Phi Vân, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ra mặt quất thẳng tới. Em gái ngươi, áp sai bảo bối. Nguyên lai tưởng rằng cái này Bất Bại Kiếm Tôn hội trợ hắn thành sự, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này bất bại nam nhân, cũng sẽ có dạng này hạ tràng. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Phi Vân trong lòng thầm hận, một nắm đấm cũng là ngăn không được nắm lại. Bất quá, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Bách Lý Ngự Thiên vẫn lạc, Bách Lý ra mọi người nơi này kêu rên một mảnh, còn lại những cái kia bốn châu trọng hình phạm, lại là từng cái cao hứng bừng bừng, vui mừng không thôi. Bách Lý Ngự Thiên cái này lão quái vật, rốt cục gặp Diêm Vương, ha ha ha.
Cầm Sắt Kiếm Vương ngửa đầu nhìn một chút bầu trời giới hạn, dần dần dâng lên ánh mặt trời, cũng là đầy mặt vui vẻ, gật gật đầu cười nói, đêm tối thôn phệ tinh mang, bình minh sau đó đến. Nghĩ không ra lời tiên đoán này, thật trở thành sự thật, ha ha ha. Trở thành sự thật. Bỗng dưng, Liễu Mộ Bạch khóe mắt, cũng lộ ra kích động nước mắt, tình không chính mình. Gia tộc nhiều năm nợ máu, rốt cục trong tay hắn, đạt được ước muốn, cái này cũng không uổng phí hắn tại Kiếm Tinh làm trâu làm ngựa, cái này gần ngàn năm thời gian. Tất cả mọi người, đều đắm chìm trong chính mình bầu không khí bên trong, có người đang ăn mừng reo hò, có người thì đang khóc buồn bã đào. Chỉ có Trác Phàm, trong tay cầm cái kia thanh Bá Thiên Kiếm, thật sâu nhìn một chút về sau, yên lặng đưa nó thu đến trong giới chỉ. Ong ong ong, từng trận không gian ba động phát ra, cái kia ma kiếm một trận run rẩy, tựa hồ tại khẩn cầu lấy cái gì. Trác Phàm nhìn nó liếc một chút, mỉm cười, biết ngươi tâm tư, nhưng chuyện gì cũng chờ sau này lại nói, sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại đi về trước đi. Đinh, một tiếng ngâm khẽ, cái kia ma kiếm vui sướng lung lay thân thể, liền siêu một chút, trở lại Trác Phàm trong thân thể. Mỉm cười, Trác Phàm quay người hạ xuống thân hình, đem không gian bình chướng triệt hồi, đi vào bên người mọi người, bắt đầu mở ra bọn họ cấm chế. Đại khái nửa canh giờ về sau, tất cả mọi người liền đều có thể nhúc nhích. Điện chủ, Ngô Nhiên Đông dẫn đầu đi vào Trác Phàm trước mặt, khom người cúi đầu, trong mắt đều là mừng rỡ cùng vẻ cảm kích. Còn lại Thiên Ma Điện đệ tử, cũng là từng cái hưng phấn không hiểu, theo từng cái bái phục, dường như nhìn chân quý động vật giống như, chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, thế nhưng là lại dường như sợ dạng này mạo phạm điện chủ, liền đều từng cái dám nhìn không dám nhìn, nhưng lại vụng trộm xem ra, cẩn thận từng ly từng tí. Không để ý đến bọn họ cái kia vẻ kích động, Trác Phàm chỉ là nhìn về phía Ngô Nhiên Đông, thản nhiên nói, hiện tại hết thảy chướng ngại đều trừ, trong một tháng, đem đế đô công trình hoàn tất. Vâng, khẽ khom người, Ngô Nhiên Đông cung kính càng sâu. Lúc này, Lăng Vân Thiên mang theo bốn châu một đám bị bắt đám người, cùng nhau đi vào Trác Phàm trước mặt, khom người bái hạ, cảm kích nói, đa tạ Trác công tử xuất thủ cứu giúp, không phải vậy chúng ta mệt mỏi bốn châu luân hãm. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc a. Chỗ nào, ta cũng không phải cứu các ngươi, chỉ là ta cùng Kiếm Tinh thiên mệnh tương xung, chỉ có một cái có thể lưu giữ. Hắn cản ta đường, ta đem nó quét ra, chỉ thế thôi. Nếu nói ân oán, thực sự không có gì. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Lăng Vân Thiên bọn họ cũng là khẽ gật đầu, thở dài, đúng vậy a, Trác tiên sinh một thân một mình độc lai độc vãng, không liên quan năm châu phân tranh. Xác thực cùng Kiếm Tinh không có ân oán gì. Chỉ là chúng ta mục tiêu nhất trí, cộng đồng đối địch mà thôi. Bất quá, Trác tiên sinh nếu là có tính toán gì, sớm nói với chúng ta một tiếng, chúng ta phối hợp ngài cùng thảo phạt Kiếm Tinh chính là, hơn nữa còn có thể làm ít công to, cần gì phải chúng ta thụ cái này khuất nhục nỗi khổ đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta cái này. Trăm năm trước để cho các ngươi vây công Bách Lý Ngự Thiên, vì sao đột nhiên dừng lại? Ây! Cái này, bất giác trì trệ, Lăng Vân Thiên nhất thời nghẹn lời. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Lăng Tông chủ chớ để ý, ta không là không tin các ngươi, chỉ là không tin nhân tính thôi. Năm đó các ngươi là bị Trung Châu bức gấp, mới khiến cho ta làm cái này cái gì bốn châu đại nguyên soái, chờ năm châu ngưng chiến về sau, ta nói chuyện còn có tác dụng sao? Lần này cũng thế, không phải Kiếm Tinh đánh bất ngờ bốn châu lời nói. Các người bốn châu những người kia như thế nào lại lâm thời ôm chân Phật, nghe ta mệnh lệnh hành sự. Ném đi còn muốn sử dụng Bách Lý Kinh Vĩ những cái kia mật thám nhân tố không nói, người chỉ có tại thời khắc sinh tử, mới có thể ngưng tụ, cùng chống chọi với ngoại địch, không phải sao? Ách! Hơi chậm lại, Lăng Vân Thiên cười xấu hổ cười, sau đó dường như chợt nhớ tới cái gì giống như, vội vàng nói sang chuyện khác đúng, Trác tiên sinh không nói, lão phu đều kém chút quên, những cái kia mật thám. Hắn nãi nãi, bộ hành vân, lão phu nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Nói, Lăng Vân Thiên đã là một đường kêu gào, thẳng đến những cái kia mật thám nhóm đi. Tiếng gọi ầm ĩ to lớn, vẻ đắc ý chất đầy toàn bộ mặt mo, giống như cái này thắng lợi là hắn mang đến giống như. Mà bộ hành vân bọn họ, thì là một trận kinh hoàng, vội vàng chạy trốn, cũng là bị Lăng Vân Thiên mọi người lúc này cầm xuống, một trận đánh đập chửi rủa. Khinh thường bĩu môi. Trác Phàm suy cười một tiếng, đám người này a, Trác đại ca, sư phụ. Lúc này,
Lạc Vân Hải phu phụ hai người mang theo Lạc Gia mọi người, cùng nhau đi vào Trác Phàm trước mặt, trên mặt tràn đầy kích động. Trác Phàm nhìn lấy bọn hắn, cũng là mỉm cười, ôm một cái quyền, các vị gần nhất chịu ủy khuất, rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ cái đầu của ngươi. Thế nhưng là, còn không đợi hắn một vòng lời khách sáo nói xuống, một tiếng phẫn nộ hét lớn đã là lúc này vang lên, một đạo kiều diễm bóng hình xinh đẹp, hùng hùng hổ hổ đi vào trước mặt hắn, một cái xanh thẳm ngón tay ngọc càng là không giải thích nhiều liền hung hăng đâm về bộ ngực hắn. Một trận mắng to, ngươi cái người chết, những năm này ngươi chạy đi đâu, vừa đi trăm năm đều không còn hình bóng, muốn là chết còn tốt, đã còn sống, làm gì không cho trong nhà báo cái bình an, ngươi biết tất cả mọi người đều lo lắng nhiều ngươi sao. Từng bước liền lùi lại, Trác Phàm tại bất bại kiếm tôn trước mặt dũng mãnh vô địch, kiêu dũng thiện chiến, nhưng là tại cái này duyên dáng yêu kiều bóng người trước, lại là một trận cười khổ, không có nửa phần lật lọng chi lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ một tiếng, đại tiểu thư, không phải ta không muốn thông báo các ngươi, thật sự là ta có chuyện quan trọng, không muốn liên lụy các ngươi, sợ các ngươi. Sợ chúng ta cái gì, ngươi cho rằng ngươi đi liền không sao sao. Chúng ta cái kia liên lụy sự tình. Còn không như cũng bị dính líu vào. Cái kia đến trước sau sẽ tới, mặc kệ ngươi có ở đó hay không đều sẽ tới. Không nên tới, vô luận như thế nào cũng sẽ không đến, ngươi coi như tại cũng sẽ không đến. Ngươi còn có cái gì có thể sợ, còn sợ hơn cái gì? Một mực đâm Trác Phàm, mắng to không ngừng, Lạc Vân Thường đầy mặt nộ khí, nhưng là mắng lấy, lại là dần dần có giọng nghẹn ngào, sau cùng thực sự nhịn không được, bỗng nhiên một trương ôm ấp. Đem Trác Phàm cái kia gầy gò thân thể hung hăng ôm vào trong ngực, đầu cũng chôn ở người kia lồng ngực, hai con người phát hồng, co rút lấy cái mũi nói, đáp ứng ta, không muốn đi. Ta trước kia cũng đã nói, về sau không quản ngươi có chuyện gì, chúng ta đều cùng một chỗ đỉnh. Van cầu ngươi, không muốn lại đi, được không? Thân thể cứng đờ, Trác Phàm cúi đầu nhìn lấy cái này bỗng nhiên quấn lên thân thể người ngọc chốc lát, không khỏi bật cười lắc lắc đầu. Hai cái trống đi tay, cũng không biết cái kia thả ở nơi nào. Ách, đại tiểu thư. Đem tay buông ra. Trác Phàm trần chờ một chút, một trận xấu hổ, Lạc Vân Thường lại là rất thống khoái đem hắn tay khoác lên bên hông mình, sau đó lại một mặt hạnh phúc chôn ở Trác Phàm trên lồng ngực, giống như khóc giống như cười. Trác Phàm sờ mũi một cái, không biết như thế nào, bọn người người gặp, cũng là mi mắt lắc một cái, ào ào chuyển qua đầu, nói rõ không trộn lẫn hồ chuyện này. Cho dù là Ngô Nhiên Đông, cũng là mượn cớ, thừa cơ chuồn đi. Ách, điện chủ, ta đi triệu tập nhân thủ, lập tức bắt đầu làm việc. Gấp làm gì, vừa mới giải cứu ra, không nghỉ ngơi hai ngày sao? Uy uy uy, Trác Phàm một trận hô hoán, nhưng là Ngô Nhiên Đông sớm đã chạy không thấy. Không thể làm gì, Trác Phàm nhìn lấy cái này đã lâu đại tiểu thư ôm chặt hai tay, trầm ngâm một chút, lại là thở dài một tiếng. Sâu xa nói, đại tiểu thư, ta muốn đi tìm ta thê tử. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Lạc Vân Thường trầm mặc không nói, nhưng vẫn như cũ ôm chặt không thả, qua rất lâu, mới sâu xa nói, người muốn đi tìm Khuynh Thành cô nương không có vấn đề, ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể cản ta, đối ngươi một tấm chân tình. Đại tiểu thư, tốt, không cần phải nói. Vội vã khoát khoát tay, Lạc Vân Thường đứng lên. Thật sâu liếc hắn một cái, mỉm cười, ta nói qua, ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng không thể ngăn trở ta, chúng ta vẫn là người một nhà đúng không? Như vậy, trở về a, Trác quản gia, trong nhà vị trí, một mực thì vì ngươi giữ lấy. Vô luận ngươi muốn làm gì, chúng ta cùng một chỗ đi theo ngươi làm, ngươi muốn tìm Khuynh Thành cô nương cũng giống vậy, chúng ta hội một mực tại ngươi trái phải, chỉ cần ngươi không bỏ xuống chúng ta. Lời vừa nói ra. Lạc Gia bọn người người cũng cùng nhau chuyển qua đầu, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là chân thành chi sắc. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, Trác Phàm thở phào một hơi, suy nghĩ một chút, cười nhẹ khẽ gật đầu tốt, như các ngươi mong muốn. Ta, Lạc Gia đại quản gia Trác Phàm, trở về. Giống, kêu to một tiếng, mọi người cùng nhau reo hò, hớn hở ra mặt, đầy mặt kích động. Chỉ là nhìn lấy bọn hắn lần này tràng cảnh. Trác Phàm trong mắt tuy nhiên tràn đầy ý cười, nhưng trong mắt chỗ sâu, lại là chôn sâu lấy đạm mạc yêu thương. Trọng tụ tức ly biệt, chúng ta ở chung thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không lâu như vậy. Dù sao, thông thiên chi lộ, sắp mở ra. Dừng tay, các ngươi đừng động hắn, có cái gì ân oán hướng ta tới. Thế mà, đúng lúc này,
hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên. Trác Phàm nhíu mày, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, lại là bỗng dưng khẽ giật mình, gật gật đầu, tiếp lấy liền nện bước cước bộ, hướng nơi đó đi tới. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, một tên thân mang quần áo tù nam tử hung hăng một chân đem một đại hán đá trên mặt đất, mỉa mai cười ra tiếng, hừ hừ, đây chính là không ai bị nổi kiếm vương cao thủ a, không gì hơn cái này a, ha ha ha. Dừng tay, chúng ta đều đã đầu hàng nhận thua, các ngươi còn muốn làm gì? Gầm lên giận dữ, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm không thả, nghiến răng nghiến lợi. Nhếch miệng cười một tiếng, thanh niên kia một mặt tà dị, mười phần lỗ mãng duỗi ra cái kia bàn tay heo ăn mặn đến, làm gì? Ngày bình thường trong các ngươi Châu Kiếm Vương không phải rất nghiêu sao? Hiện tại bất bại kiếm tôn chết, các ngươi lại chống cự đi xuống, thì có ích lợi gì? Đầu hàng là các ngươi đường sống duy nhất, cho lão tử thành thật một chút, không phải vậy lời nói. Không phải vậy như thế nào? Ba một tiếng, một cái như sắt thép móng vuốt đã là hung hăng bắt hắn lại cổ tay, phát ra lạnh lùng thanh âm, người kia méo miệng, quay đầu nhìn lại, vừa muốn mắng ra, lại là chợt khí tức trì trệ, sắc mặt trắng bệch, nhất thời tựa như chuột gặp mèo giống như, run rẩy thẳng điểm đầu, Trác Nguyên Soái, chúng ta đã giúp ngươi đem những tù binh này bắt lấy, mặc cho ngài xử trí. Bách Lý Ngự Vũ cũng là mi mắt lắc một cái, nhìn về phía cái này trăm năm qua, để hắn ngày nhớ đêm mong nam tử, trong mắt bất giác có chút giật mình lo lắng. Cười lạnh, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, thế nào, người cũng biết những người này là ta tù binh a? Không biết, còn cho là bọn họ là ngươi bắt đây. Chúng liền Châu Kiếm Vương đều có thể bắt được, người tốt đại bản sự a? Không dám không dám, Trác Nguyên Soái, ngài là chúng ta bốn châu đại nguyên soái, trăm năm trước chính là, chúng ta đều là vì ngài làm việc. Hừ hừ. Tốt một câu đường hoàng lý do, trăm năm qua đều không vì ta làm qua sự tình, hiện tại Trung Châu bị ta lấy xuống, các ngươi lại thay ta làm việc. Hừ, cười lạnh, Trác Phàm bỗng nhiên vung tay lên, đụng một tiếng, liền đem người kia đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có, xin lỗi, không cần. Những người còn lại nhìn đến động tĩnh như vậy, đều giả bộ như cùng không nhìn thấy một dạng, vội vàng co rụt lại đầu, vội vã rời đi. Không có đi ý hội đám đạo trích kia, Trác Phàm chỉ là đảo mắt nhìn về phía cái kia một mực dõi sát hắn không thả Bách Lý Ngự Vũ chỗ đó, trong tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem nàng cấm chế mở ra, ta nhớ được ngươi cùng Tước Nhi động thủ, không có bị thương chứ, một đám nhỏ đi đi làm sao lại đem ngươi bắt được. Chính ta phong ấn tu vi. Chính ngươi phong ấn. Đúng vậy a, hiện tại ngươi thắng, chúng ta đều bại tướng dưới tay là, những tên khốn kiếp kia cầm lôi ca tánh mạng áp chế ta. Ta nào dám lỗ mãng a? Chẳng lẽ ta không sợ cùng lão tổ tông một dạng, bị ngươi một kiếm chém thành hai khúc sao? Hừ, hơi hơi ngoác miệng ra đến, Bách Lý Ngự Vũ trong mắt có chút tức giận. Từ chối cho ý kiến lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, ta cùng bất bại ngự thiên nhất chiến, sớm đã bình tĩnh trăm năm, xem như quân tử chi chiến, không quan hệ ân oán tranh chấp. Thuận tiện cầm xuống kiếm tinh, cũng là ta nhất định phải việc cần làm, đều không có cái gì cửu oán ở bên trong. Hiện tại kiếm tinh cầm xuống, ta nguyện đã, cùng các ngươi không có quan hệ gì, các ngươi có thể đi. Đi. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Ngự Vũ một mặt kỳ quái, ngươi để cho chúng ta đi. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta cuốn vào trả thù? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, trả thù. Lấy các ngươi lực lượng, có thể trả thù cho ta. Hừ hừ, cười chê. Chúng ta bây giờ không có có sức mạnh, không có nghĩa là về sau. Về sau cũng sẽ không. Thế mà, không đợi nàng lời nói xong, Trác Phàm đã là một mặt tự tin nói, ta hôm nay đã siêu việt các ngươi, thì không sợ các ngươi ngày sau lại đuổi theo. Nếu như các ngươi thật có năng lực như thế đuổi kịp, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta lười biếng, đáng chết. Một cường giả, từ trước tới giờ không sợ sau lưng người khiêu chiến có bao nhiêu. Huống hồ, chính ta cũng là người khiêu chiến, ta có ta mục tiêu muốn khiêu chiến, càng thêm không thể để cho người sau lưng đuổi kịp. Nếu không, càng là đáng chết, ta không dùng người kia xuất thủ, chết trong tay các ngươi, cũng không lỗ. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ trước mắt không khỏi có chút mông lung, lẩm bẩm nói, ngươi mới là cùng lão tổ tông một dạng người, không. Ngươi mạnh hơn hắn, lão tổ tông hắn tuy nhiên một lòng hướng lên, nhưng còn có e ngại người sau lưng thời điểm, nhưng ngươi lại ngay cả phần này e ngại đều không có, khó trách lần này sau cùng thắng là ngươi. Quá khen.
chỉ là ta e ngại, không phải là các ngươi có thể so sánh đến. Bật cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, quay người tức đi, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, dù nói thế nào chúng ta trước kia cũng có chút giao tình, lần này làm trả nhân tình. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ muốn nói lại thôi, sau đó mới ngón tay điểm nhẹ, đem Bách Lý Ngự Lôi bọn họ cấm chế mở ra. Thế nhưng là bên này vừa giải, gầm lên giận dữ liền đã là vang vọng Quỳnh Tiêu, một đạo hắc ảnh kéo lấy đầy người thương thế, thẳng tắp hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi, gào rú liên tục, Trác Phàm. Chuyện gì? Bạch, cơ hồ chỉ là xoay người một cái, Trác Phàm khoát tay, liền hung hăng bắt đến đánh tới người cổ, một cái tay áo trống rỗng, lại chính là cái kia cụt một tay kiếm vương, Bách Lý Cảnh Thiên. Muốn vì bất bại kiếm tôn báo thù sao? Ta nói, các ngươi hiện tại không có một cái có tư cách này. Chỉ là đã ngươi đã xuất thủ khiêu chiến, vậy ta thì không khách khí. Vừa dứt lời, Trác Phàm trong tay hung hăng siết chặt, đã là bóp đến hắn một trận khí trệ, trên mặt đều là lạnh lùng, ta Trác Phàm có chính mình nguyên tắc, ta có thể không ý trong lòng các ngươi cừu hận bao nhiêu, cỡ nào muốn ta chết, nhưng là không nên ra tay. Một khi xuất thủ, sẽ vì chính mình hành động phụ trách. Chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là vội vã vang lên, Bách Lý Ngự Lôi một trận sóc nảy đi vào Trác Phàm mặt, trong mắt mang theo cầu xin chi sắc, Trác tiên sinh, mời ngươi thả thái tử a, ngươi muốn giết lời nói, thì giết ta, ta thay hắn vừa chết. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trong mắt hơi híp, thản nhiên nói, Bách Lý Ngự Lôi, lúc trước trăm năm trước từng có gặp mặt một lần, coi như có chút giao tình. Tuy nói lần kia ngươi xuất thủ tương trợ, hoàn toàn không cần, nhưng ta còn nhận lĩnh ngươi phần nhân tình này. Chỉ là không biết, ngươi cùng cái này thái tử có gì ngọn nguồn. Muốn như thế bảo trì tại hắn. Ai, vẫn là trăm năm trước lần kia sự tình đi. Hắn biết rõ ta cố ý thả ngươi đi, về sau còn không có vạch trần, trăm năm qua không có nhắc đến cùng người ta việc này, ta nhận hắn tình nghĩa, chính là như vậy. Hắn làm như thế, là có hắn mắt, ngươi không nghĩ tới sao. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm thật sâu nhìn cái kia thái tử liếc một chút, ta cười ra tiếng, thái tử điện hạ, nhìn ngươi không giống như thế người lương thiện, hội lấy ơn báo oán a. Cười lạnh, Bách Lý Cảnh Thiên từ chối cho ý kiến, với tư cách là thái tử, tập được là đế vương chi thuật, nào có cái gì lấy ơn báo oán câu chuyện. Chỉ là lợi ích mua bán mà thôi, nhưng là không thể không nói, lúc trước ta bị ngươi cái kia hắc viêm thiêu đốt, Lôi Kiếm Vương xác thực cứu ta nhất mệnh. Hắn chém đứt ta cái kia một tay, là đúng. Lúc trước ta cũng có quyết định này, chỉ là lại không đành lòng xuống tay, bởi vì này cánh tay một đoạn, ta tất cả mọi thứ thì toàn xong, vương vị cũng không phải ta. Thử hỏi từ xưa đến nay, trong thiên hạ, nào có không được đầy đủ người xưng vương xưng đế đâu. Cho nên lúc đó, kinh Lôi Kiếm Vương một chạm, quả nhiên là thay ta phía dưới quyết ý, ân cứu mạng. Chỉ là về sau, ta giúp bọn hắn giấu giếm cùng ngươi quan hệ, cũng không có cân nhắc phần ân tình này tại. Chỉ bất quá ta đoạn một tay, đã định trước thất thế, không có bằng chứng, cần gì phải đắc tội Kiếm Vương cao thủ đâu. Xuất phát từ tự vệ cũng tốt, từ đối với ngày sau tình trạng cân nhắc cũng được, bí mật này, ta đều không nên nói ra. Nhìn đến a, hắn là vì toàn bộ cân nhắc, không phải vì ngươi ân tình a. Muốn đến nhiều như vậy năm, ngươi cũng chiếu cố hắn không ít, không nợ bất luận cái gì tình trái. Ta dị cười một tiếng, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Trăm dặm sấm sét mi mắt lắc một cái, lại là vẫn như cũ kiên định nói, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhưng bí mật này hắn thay ta thủ trăm năm, ta nhận hắn tình, xin ngài dơ cao đánh khẽ đi. Tốt, ngươi nhận hắn tình, ta cũng nhận ngươi tình, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chí ít, các loại có nắm chắc về sau, lại động thủ với ta đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm đạm mạc gật đầu. Liền hơi vung tay, đem hắn thả, sau đó quay người rời đi, chỉ là cái kia khoan thai thanh âm, lại là nhất thời truyền vào ba trong tay người, một tháng sau, ta theo cái thế giới này rời đi, đi các ngươi lão tổ tông muốn đi cái chỗ kia. Các ngươi ai muốn cùng, thì theo tới a, ta chính thiếu nhân thủ, không ngại, ha ha ha. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Cảnh Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn lời này ý gì? Giết lão tổ tông, còn muốn mời chào chúng ta sao? Nằm mơ. Cũng không thể nói như vậy. Đã sớm lòng có sở thuộc, Bách Lý Ngự Vũ trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói, lão tổ tông cùng hắn nhất chiến, là công bằng đối chiến, sinh tử vô luận. Mà lại lão tổ tông chết thời điểm,
tuy có tiếc nuối, lại không hận ý. Thân ở giang hồ, quyết chiến thua, nào có cái gì ân oán. Thái tử điện hạ, người muốn là liền phần này lồng ngực đều không có, đâu còn có thể mạnh lên. Ngươi xem một chút ngươi, cái này trăm năm qua, liền Âu Dương Trường Thanh cùng Diệp Lân hai tiểu tử này đều đánh không lại, phải biết, bọn họ trước kia thế nhưng là bại tướng dưới tay ngươi, coi như ngươi đoạn một tay, cũng không đến mức chiến lực tổn hại đến loại trình độ này đi. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi cái này trăm năm qua đều đang làm gì? Hận. Không chút do dự chỗ, Bách Lý Cảnh Thiên trong lòng trong nháy mắt toát ra chữ này. Không sai, hắn là hận. Hận Trác Phàm đoạt đi hắn một tay, hận hắn quyền thế mất đi, hận mọi người đối với hắn bỏ đá xuống giếng, nói móc không ngừng. Cũng là bởi vì cái này hận chữ, lấp đầy lồng ngực, để trong lòng của hắn rốt cuộc không chứa được hắn, tự thân Bá Thiên Kiếm nói đều nhanh hoang phế. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Thiên nhất thời thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đúng vậy a, muốn mạnh lên, đánh bại cái này để hắn hận cả một đời nam nhân, đầu tiên muốn làm. Lại là tiêu trừ hận ý, đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh phong chỗ. Bách Lý Ngự Vũ ở một bên nhìn lấy, thì là lộ ra một tia giảo hoạt đến, trong lòng ám đạo. Vậy chúng ta thì cùng một chỗ theo tới thôi, lão tổ tông đều muốn nhìn cường giả thế giới, chúng ta đi gặp một phen, cũng coi như cảm thấy an ủi lão nhân gia ông ta trên trời có linh thiêng, không phải sao? Ha ha ha, là ngươi muốn nặng theo tới tiểu tử kia bên người đi. Liếc mắt liếc một cái nàng. Bách Lý Ngự Lôi từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Một phương diện khác, theo từng đạo tiếng hò hét lên, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Bách Lý Kinh Thế hai người, bị không ngừng xô đẩy trên mặt đất đánh chửi, Bộ Hành Vân những cái kia mật thám, tức thì bị đánh mặt mũi bầm dập, kêu rên không ngừng. Nhìn lấy đây hết thảy, Lạc Vân Hải không khỏi mi mắt khẽ run, có chút không đành lòng, dù nói thế nào bọn họ đều là thừa tướng đế vương, cho dù tù binh, lại làm sao có thể bị như thế khuất nhục. Đây chính là được làm vua thua làm giặc, ai bảo bọn họ thua đâu. Lúc này, Trác Phàm đi đến bên cạnh hắn, đạm mạc lên tiếng, chỉ là. Thắng đến giống như là lão tử a, những thứ này bốn châu người lúc trước vẫn là tù phạm đây, hiện tại trang cái gì đại gia. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải nhìn về phía Trác Phàm thỉnh cầu nói, Trác đại ca, Bách Lý Kinh Vĩ tuy nhiên ngoan độc, nhưng là tuyệt không làm nhục người tôn nghiêm sự tình, ta hy vọng ngài đem hắn giao cho ta xử trí. Đúng vậy a, người dùng cái gì đợi ta dùng cái gì đối xử mọi người. Ta có thể giết hắn, nhưng tuyệt không cái kia nhục hắn. Mỉm cười, Trác Phàm gật gật đầu, ngươi là gia chủ, ngươi nói tính toán. Nghe xong lời ấy, Lạc Vân Hải nhất thời vui vẻ, chạy về phía trước. Trác Phàm thì là mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía một bên nói, nhìn đến a, đây chính là ta sau cùng để ngươi nhìn chính ma phân chia. Giờ này khắc này. Bọn họ lại đến tột cùng ai là chính, ai là ma đâu. Mộ Dung cô nương. Hừ hừ hừ, đây chính là kiếm tinh cao cao tại thượng hoàng đế cùng không ai bị nổi thừa tướng A, để ngươi phách lối, để ngươi nhu bức, hiện tại còn không phải bị ta dẫm tại dưới chân. Khặc khặc khặc, nghĩ không ra cũng có ngày, những đại nhân vật này cũng có bị chúng ta như thế cuồng loạn thời điểm, ha ha ha. Phanh phanh phanh, từng đạo quyền đấm cước đá thanh âm, liên tiếp. Buồn bực thanh âm không ngừng, Bách Lý Kinh Vĩ bọn người cắn chặt hàm răng, không kêu một tiếng, chỉ là cố chịu đựng, chỉ có bên tai quanh quẩn kêu gào âm thanh, lại là càng ngày càng ồn ào, làm cho người phiền chán, thẳng đến Lạc Vân Hải tiến lên ngăn lại, bọn họ mới co rụt lại đầu, ai đi đường nấy, chỉ là khóe môi nhếch lên cái kia tia đắc ý đường cong, lại là rất có loại tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Trên mặt tràn ngập thất lạc, nghĩ không ra những thứ này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo thế hệ, đại nạn lâm đầu, liền thi tốt bảo vệ xe, không có chút nào đảm đương, hôm nay nhất chiều đắc thế, đối đãi địch nhân nhưng lại làm trầm trọng thêm, cho dù là Bách Lý Kinh Vĩ, chúng ta xem là lớn nhất kẻ thù tâm cơ khó lường thế hệ, đều không làm được dạng này sự tình đi. Không có trả lời, Trác Phàm chỉ là từ chối cho ý kiến nhạt cười một tiếng, quay người rời đi, trong mắt chỗ sâu tản ra thâm thúy ánh sáng. Thiện ác trong một ý niệm, chính ma ở trong lòng. Trên đời này, lại có bao nhiêu người có thể ở cái này cầu bập bênh phía trên, cầm giữ được đâu. Ha ha ha, kiếm tinh đế đô luân hãm, trừ thượng quan phi vân cùng mấy cái các châu gian tế, bị các châu cao tầng mang về xử trí bên ngoài, còn lại kiếm tinh tù binh, tất cả đều về Lạc gia áp giải, nhìn quản. Mà tin tức này,
cũng rất nhanh truyền khắp đế quốc các ngõ ngách, nhất thời liền để còn tại ương ngạnh chống cự ba châu xâm nhập quân đội, trong nháy mắt mất đi trụ cột, hoàn toàn sụp đổ. Kiếm tinh vẫn lạc, Trung Châu luân hãm, đã thành sự thật. Đông Châu phản kích chiến, cũng rất nhanh chiếm cứ chủ động, Thượng Quan ra lần nữa đoạt lại Đông Châu quyền khống chế. Cứ như vậy, Nam Châu xem như triệt để yên ổn, mấy vị Pháp Vương cũng trở về bản bộ, xử lý các châu thủ tục. Trác Phàm tự nhiên cũng hơi sự tình ngừng, theo Lạc Vân Thường mọi người, trở về Lạc gia. Sớm đã lòng nóng như lửa đốt Lạc Tư Phàm đám tiểu bối, trong nhà lo lắng chờ đợi, đợi nhìn đến phụ mẫu bọn họ đều yên ổn trở về, không khỏi đại hỉ, bỗng nhiên tiến ra đón. Mà Lạc Minh một đám lão già này, khi nhìn đến đã từng đại quản gia Trác Phàm trở về, bất giác cùng nhau khom người nghênh tiếp, rất là trang trọng kính nể. Lần này, những tiểu tử kia mới cuối cùng tận mắt chứng kiến đến, cái này Trác quản gia tại Minh bên trong địa vị như thế nào ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, hắn thế mà không mù, còn mở to mắt. Điều này không khỏi làm bọn họ một trận ngạc nhiên, hắn lúc trước vì sao muốn đựng mù đâu. Cứ như vậy, Trác Phàm tại Lạc Minh cùng mấy cái lão bằng hữu tự một phen tình cũ, ngược lại là có một phen đặc biệt vui mừng ở trong lòng. Sau ba ngày, Lạc gia trong hậu viện, Trác Phàm cùng Gia Cát Trường Phong ngay tại nhàn đến đánh cờ, từng mai cờ đen trắng, như mưa rơi khỏa khỏa rơi xuống, Lạc Tư Phàm thì là ở một bên nhìn đến thú vị, thỉnh thoảng gặp Gia Cát Trường Phong nhíu mày nhăn chán lúc, cổ linh tinh quái duỗi ra xum xuê ngón tay ngọc, đề nghị, Gia Cát ra ra, phía dưới nơi này. Ha ha ha, tiểu tỷ, muốn là phía dưới nơi này, lão phu chính mình liền đem đường đều phá hỏng, cái nào còn cần đến Trác quản gia lại sát tướng tới. Khẽ vuốt chòm râu, Gia Cát Trường Phong bật cười lắc đầu, hướng Trác Phàm kính phục ôm ôm quyền nói, Trác quản gia đường cờ thật sự là càng ngày càng sắc bén, lão phu cam bái hạ phong. Nghe được lời này, Lạc Tư Phàm không khỏi chu mỏ ra nói, Gia Cát ra ra, người đều thua liền 10 bàn, người trước kia không phải danh xưng phía dưới khắp Tây Châu vô địch thủ sao? Làm sao? Đây không phải là Trác quản gia không tại Tây Châu à, dù sao? Trăm năm trước lão phu nhưng là bại bởi Trác quản gia một bàn đại cờ a, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười dài, Gia Cát Trường Phong lão hoài đại sướng. Mỉm cười, Trác Phàm cũng là từ chối cho ý kiến, Gia Cát thừa tướng, còn nhớ rõ cái kia trăm năm ân oán a, ha ha ha. Trác đại ca, sư phụ. Lúc này, Lạc Vân Hải phu phụ chậm rãi đi vào mọi người trước người, hướng Trác Phàm khom người cúi đầu. Gia Cát Trường Phong cùng Lạc Tư Phàm thì là đuổi vội vàng đứng dậy, hướng Lạc Vân Hải hai người thi lễ. Gia chủ, phu nhân, cha mẹ, Biển Mây, ngươi là gia chủ, giống như chắc là ta đi tiếp kiến ngươi đi, một buổi sáng sớm, ngươi tại sao chạy tới? Một bên thu thập quân cờ, Trác Phàm một bên thở ơ sâu xa nói. Rất hiển nhiên, không có cái kia thành ý. Bất giác bật cười một tiếng, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trác đại ca nói giỡn. Ta nào dám làm phiền ngài đi tiếp kiến ta đây. Chỉ là nghe nói ngài trở về, Tây Châu không ít lão bằng hữu đều muốn gặp một lần, bao quát hai vị chí tôn cũng tới. Song Long chí tôn. Không khỏi giật mình, Lạc Tư Phàm một trận kỳ dị, hai vị chí tôn thâm cư không ra ngoài, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua bọn họ mặt đây, không nghĩ tới lần này hội đến nhà đến thăm. Đó là đương nhiên. Nhếch miệng cười một tiếng, Gia Cát Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trác quản gia hiện tại thế nhưng là đánh bại bất bại kiếm tôn Nam Châu đệ nhất cao thủ, hắn tại chúng ta Lạc gia, chúng ta Lạc Minh tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nói là thay thế Bách Lý Thế gia, thành là thiên hạ đệ nhất gia tộc cũng không đủ. Tây Châu hai vị chí tôn, tự nhiên muốn nhiều nể tình, lại không có thể giống như trước một dạng cư cao tự ngạo. Miệng cả kinh biến thành cái lỗ tròn, Lạc Tư Phàm nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy dị sắc gợn sóng. Vị này Trác thúc thúc. Thật là lớn tiếng nhìn a. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, tốt a, dù sao có chút giao tình, đi gặp một lần a, dù sao về sau cũng gặp không vài lần. Chờ một chút. Thế mà, còn không đợi hắn đi ra mấy bước, một tiếng thanh thúy hét lớn đã là đột nhiên mà vang vọng tại bên tai. Quay đầu nhìn lại, Trác Phàm trước mắt không khỏi sáng lên a, Sương Nhi, đã lâu không gặp, lại nói ta trở lại Lạc gia mấy ngày nay. Còn chưa từng thấy ngươi đây, chạy đi đâu? Ha ha ha, thánh nữ. Trác Phàm một tiếng vui cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mấy ngày nay trong lòng của hắn còn kỳ quái đây, theo lý thuyết hắn liên lạc Lạc gia cùng một chỗ động thủ sự tình,
Sương Nhi hẳn là cũng biết, làm sao không có tham dự vào, chờ hắn trở về, đây không phải nàng cá tính a. Lạc Vân Hải bọn người, cũng là khẽ gật đầu, hướng Vân Sương nhạt cười ra tiếng. Khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, Vân Sương không nói hai lời, đi vào Trác Phàm trước mặt, liền kéo hắn tay đến, theo ta đi. Chuyện gì? Ta lão tổ muốn gặp ngươi. Lão tổ, mi mắt lắc một cái, Trác Phàm trong mắt lóe lên nghi hoặc. Mỉm cười, Sương Nhi trong mắt lóe lên thần bí vầng sáng xanh lam, gật đầu nói, đúng vậy a, ta Vân gia lão tổ, thượng cổ thập đế một trong Vân đế. Muốn gặp ngươi, ma hoàng Trác Nhất Phàm. Da mặt bất giác lắc một cái, Trác Phàm trong lòng chấn động, sắc mặt dần dần ngưng trọng tiếp theo, trong mắt chỗ sâu mang theo từng tia hồ nghi. Sớm đã biến mất Vân đế, thế mà cũng tại cái này phàm giai chi địa. 10 ngày sau, che lấp trong rừng rậm, một nam một nữ hai bóng người, lóe lên một cái, xuất hiện tại cái này mảnh phế tích trồng lên. Dương mắt nhìn lên, ánh mắt chiếu tới, đều là một số mọc ra cỏ dại loạn thạch cương. Đây chính là các ngươi Vân gia tổ địa, trên dưới dò xét liếc một chút, Trác Phàm mở miệng hỏi. Khẽ gật đầu, Vân Sương khẽ cười một tiếng, không tệ. Chúng ta Vân gia rời cách nơi này rất lâu, hoang phế không ít, để ngươi chê cười. Nếu không phải lần trước Nam Châu chiến sự quá lớn, đoán chừng ta cũng sẽ không trở lại nơi này, tìm kiếm lão tổ che chở. Về sau, liền một mực tại nơi này tiếp nhận lão tổ dạy bảo tu luyện. Nói, Vân Sương trong tay ấn quyết liên tục, nhưng nghe ông một tiếng không gian ba động vang lên, cái kia loạn thạch trước đúng là một trận sóng ánh sáng liễm diễm, như sóng biển đồng dạng phập phù lên. Tốt. Chúng ta đi thôi. Quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Sương Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, liền lôi kéo hắn tay, thẳng hướng cái kia ba động bên trong chạy đi, bá một tiếng, liền biến mất bóng người. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã là nhất thời ngã vào đen kịt một màu trong không gian, đưa tay không thấy được năm ngón, thân thể mình cũng giống như không khỏi chính mình khống chế giống như, đang lăng không nổi lơ lửng. Chỉ có cái kia ngôi sao đầy trời, huy sái phía dưới tinh quang, lộ ra thần bí mà thâm thúy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo dài trăm trượng thân ảnh già nua, đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt, thân thể bên trên tán phát ra u mịch bạch quang, cũng là chiếu lên cái này toàn bộ hắc ám, phảng phất ban ngày. Hoan nghênh đến lão phu ngôi sao không gian, ma hoàng Trác Nhất Phàm. Ngài, cũng là Vân đế, mí mắt khẽ run, Trác Phàm trong lòng run lên, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy như thế một vị đế cấp cao thủ, vẫn là không nhịn được trong lòng lo sợ, vội vàng liền ôm quyền, khom người nói, vãn bối Trác Phàm, tham kiến tiền bối. Vân Sương cũng là nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, tham kiến lão tổ. Không cần phải khách khí, lão phu chỉ là một tia tàn niệm mà thôi. Nhẹ nhàng phất phất tay, Vân đế sắc mặt nghiêm túc, đạm mạc lên tiếng, ma hoàng Trác Nhất Phàm, người biết lão phu vì sao muốn tìm ngươi tới sao? Ra mặt lắc một cái, Trác Phàm không dám ngẩng đầu, khom người nói, vãn bối không biết, xin tiền bối chỉ thị. Bởi vì ngươi, ném một dạng đồ vật, không có vật như vậy lời nói, ngươi sẽ chết. Trên mặt không nói ra ngưng trọng, Vân đế hét lớn lên tiếng, tiểu tử, ngươi chết không sao cả, nhưng là ngươi hội mệt mỏi tất cả mọi người bởi vậy mất mạng, trăm họ lầm than. Cho nên, ngươi nhất định phải đem cái này đồ vật tìm trở về, hiểu chưa? Nhíu mày. Trác Phàm suy nghĩ một chút, sâu xa nói, chỉ là không biết tiền bối, ta muốn tìm hồi thứ gì. Cái này chính ngươi minh bạch. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Vân đế hét lớn một tiếng, vốn là ngươi là thiên mệnh bên ngoài người, lão phu mặc dù không nhìn thấy ngươi mệnh vận quỹ tích, nhưng cũng có thể điều tra ngươi đi qua hành tung. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, lão phu đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ngươi biết tại sao không? Cũng là bởi vì trong thân thể ngươi có dạng đồ vật, giúp ngươi giấu giếm. Ngươi biết là cái gì không? Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm suy nghĩ chốc lát, giống như có lẽ đã đoán được, chẳng lẽ nói. Tiền bối để ta tìm về cũng là như thế đổ vật. Ngươi nên tìm hồi cái gì, chỉ có ngươi tự mình biết, lão phu chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu. Không có nói rõ, Vân đế trong tay bỗng nhiên một mảnh bạch quang lấp lóe, một cái lớn chừng bàn tay màu đen viên cầu, liền một đến xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó nhẹ nhàng hất lên. Thì ném về Trác Phàm bên kia. Đây là lão phu tụ sức lực cả đời, luyện chế lục phẩm thánh binh, thông thiên vạn giới. Trên trời dưới đất, phong phú toàn diện, không chỗ không kịp. Chỉ cần ngươi tâm ý đạt được,
nó liền có thể mang ngươi đến bất kỳ địa phương nào, tìm đến bất kỳ ngươi muốn tìm đến đồ vật hoặc nhân. Trong lòng ngươi muốn tìm đồ, nó cũng sẽ chỉ dẫn cho ngươi. Thân thủ vừa tiếp xúc với, đem cái kia màu đen hình cầu cầm ở trước mắt tỉ mỉ xem, lại chính gặp cái này hắc cầu bên trong, tràn đầy pha trộn chi khí, giống như thiên địa sơ khai, âm dương hỗ sinh. Từng đạo ngôi sao, vần quanh tứ phương, phảng phất vũ trụ, thâu tóm thiên hạ. Đợi đem tâm thần mình đắm chìm, nhưng lại như đặt mình vào thiên địa minh mông vô giới, mới cảm động chi nhỏ bé, thiên địa to lớn, tựa như một cái cuồng phong sóng lớn, giống như con kiến hôi, trong nháy mắt hủy ở thiên địa giống như. Thân thể bỗng nhiên đánh cái thông minh, Trác Phàm mới đem tâm thần thu hồi, trên đầu đã là mồ hôi lạnh liên tục, như thác nước chảy xuống, một trái tim cũng là thấp thỏm lo âu. Nhân loại trong lòng cái kia tự đại cùng kiêu hoành chi khí, cũng tại cái này trong khoảnh khắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật sâu liếc hắn một cái, Vân Sương vội vàng quan tâm nói, Trác đại ca, ngươi. Không có sao chứ? Không có việc gì. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm chăm chú nhìn cái kia màu đen hình cầu không thả, vừa nhìn về phía Vân Đế nói, Vân Đế tiền bối, không biết ngài bảo vật này, như thế nào vận hành. Suy cười một tiếng, Vân Đế từ chối cho ý kiến, chính mình lĩnh hội a, bất luận ngươi muốn tìm là đồ vật vẫn là người, cái này thông thiên vạn giới đều có thể giúp ngươi một tay. Tốt, tiểu tử, lời nói đã đến nước này, trở về đi. Nói, Vân Đế đã là hung hăng vung lên ống tay áo, một cỗ cương phong liền bỗng dưng đem Trác Phàm vỗ bay ra ngoài, nháy mắt không thấy tăm hơi. Thấy tình cảnh này, Vân Sương không khỏi giật mình, quát to một tiếng, Trác đại ca. Sương Nhi. Thế nhưng là, đúng lúc này, Vân Đế hét lớn một tiếng, lại đem Vân Sương gọi lại. Thân thể trì trệ, Vân Sương quay đầu nhìn qua, lại là nhất thời giật mình, lão tổ, ngài. Ta sắp biến mất. Thân thể dần dần phù phiếm, biến đến trong suốt lên, Vân Đế khóe miệng lại là treo một tia vui vẻ nụ cười, theo thượng cổ đến bây giờ, ta cái này một tia tàn niệm, chỗ lấy có thể một mực ngưng tụ không tan, hoàn toàn là bởi vì bên kia thông thiên vạn giới chống đỡ. Mà lão phu muốn làm, cũng là một mực chờ đợi một người xuất hiện, đem bảo vật này giao cho hắn. Hiện tại, rốt cục đợi đến, lão phu công thành lui thân. Tiếp đó, thì xem bản thân hắn tạo hóa. Tuyệt đối không nên uổng phí chúng ta một phen khổ tâm a. Cái kia mênh mông thanh âm, dần dần biến đến phù phiếm, sau cùng hoàn toàn biến mất tại cái này đằng đẵng trong bầu trời đêm. Lại sau đó, liền cái này bầu trời đêm cũng một tiếng ầm vang, hoàn toàn băng vỡ đi ra, hóa thành một chút u mang, tiêu tán không thấy. Còn lại, ánh mắt chiếu tới, lại chỉ là một cái trăm bình sơn động mà thôi, châm chút lửa ánh sáng, phát ra xì xì bạo hưởng, bình thường cực kỳ. Lại không có lúc trước tia sáng dị sắc, lộng lẫy. Lão tổ, trong lòng một trận ai thán, Sương Nhi sau cùng thật sâu hướng sơn động cúc khom người, liền bỗng dưng chuyển một cái bài, rời đi nơi này. Một phương diện khác, tại từng tiếng kinh hô bên trong, Trác Phàm nằm ngửa bịch một tiếng, đập tại một bãi loạn thạch bên trong, nhất thời kích thích một mảnh hất bụi. Chờ hắn đứng dậy, ngửa đầu nhìn qua lúc, lại là sững sờ, vừa mới rõ ràng ở trên núi. Thế mà một cái liền đem ta phiến đến chân núi. Cái này lão tiền bối, thật sự là tiến khách cũng sẽ không đưa a, quá mẹ hắn không có lễ phép, hừ hừ. Trác đại ca. Lúc này, một tiếng duyên dáng gọi to, Sương Nhi bóng hình xinh đẹp cũng là đuổi theo, nhìn lấy cái kia một thân bụi đất, không khỏi chặn lại nói, ngươi không sao chứ, ta lão tổ tiến khách, là bá đạo điểm. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm vỗ vỗ trên thân cho bụi, từ chối cho ý kiến. Không có gì, đế cấp cao thủ đều như vậy a, không có một cái tốt tính, ai? Phốc, che miệng cười một tiếng, Sương Nhi thật sâu liếc hắn một cái, lại nói, đúng, Trác đại ca muốn về thánh vực a, mang ta một cái như thế nào? Ngươi, vì cái gì? Ngươi cần phải cần muốn trợ thủ, ta có thể giúp ngươi một tay a. Cái này, nhìn chằm chằm nàng không thả, Trác Phàm do dự một chút, có chút khó khăn, ngươi. Quy nguyên đỉnh phong là không tệ, bất quá ta nhớ đến ngươi không thiện chiến đấu a, thánh vực cái chỗ kia thật sự là quá. Lông mày nhíu lại, Sương Nhi một mặt không phục, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, ngươi chớ xem thường người. Vừa dứt lời, Sương Nhi nhất thời hai con ngươi một đạo quỷ dị ánh sáng màu lam lóe qua, thân thể lắc một cái, một cỗ làm cho người khó có thể tin khí thế liền đột ngột đến phát ra. Ngay sau đó rầm rập tiếng vang bên trong,
bốn phía năm tòa liên miên sơn mạch, đúng là trong khoảnh khắc cùng nhau sụp đổ tiếp theo. Mà lại, cái kia cũng không phải là bị rung sụp, mà là do ở uy áp mạnh mẽ, đè sập. Cho dù là Trác Phàm chính mình, cũng là hai chân trầm xuống, soạt một chút hãm xuống lòng đất, chỉ là trong nháy mắt, trong vòng phương viên trăm dặm, đã là cứ thế mà sụp đổ 100 trượng có thừa. Đem toàn thân khí thế vừa thu lại, Sương Nhi đắc ý xem hắn, cười đùa nói, thế nào, Trác đại ca, ta chỉ làm 3 phần lực mà thôi, nếu không phải sợ thương tới vô tội lời nói, cái này ngàn dặm bên trong, ta cũng có thể trong nháy mắt san bằng, mà lại ta còn không có ra tuyệt chiêu đây, hừ. Không hổ là Vân Đế tự mình dạy nên, quả nhiên thoát thai hoán cốt. Ra mặt lắc một cái, Trác Phàm mộc mộc địa liếc nhìn nàng một cái, chỉ là. Các ngươi lão tổ trước kia làm sao không bồi dưỡng người đệ tử đi ra, bảo vệ vệ gia tộc đâu. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sương Nhi từ chối cho ý kiến, lão tổ lòng mang thiên hạ, lưu tại nơi này mục đích, cũng là, chờ ngươi đến về sau, đem đồ vật giao cho ngươi. Tộc nhân muốn đi đường gì, hắn căn bản không quản, cũng không để ý. Lần này chỗ lấy tự mình dạy bảo ta, cũng là bởi vì trăm năm trước cảm nhận được ngươi khí tức, nghĩ đến là để ta giúp ngươi đi. Thì ra là thế, chỉ là hắn tại sao phải giúp ta, chẳng lẽ là bởi vì đế cảnh đại đạo. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Trác Phàm nhìn xem trong tay cái kia màu đen hình cầu, sau đó liền trong mắt tinh mang lóe lên, đi vào Sương Nhi bên người, vỗ vỗ nàng đầu vai nói, sau 20 ngày kiếm tinh đế đô gặp, chớ tới trễ, còn có. Đừng nói cho người lạc ra. Thế nào, người không dẫn bọn hắn đi? Dẫn bọn hắn đi làm gì, quái nguy hiểm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, hiện tại bọn hắn tại Phàm Giai, đã xưng vương xưng bá, địa vị vững chắc, hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ sinh hoạt. Nếu là lại đến thánh vực đi sông, lại đến bắt đầu lại từ đầu, nguy hiểm trùng điệp. Mấu chốt là, chỗ đó có rất nhiều khó lường nhân vật, che giấu lão quái vật càng là nhiều vô số kể, ta cũng kiêng kỵ 3 phần, mang lấy bọn hắn đi, chỉ sợ lại khó chăm sóc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gật gật đầu, Sương Nhi cũng là thở dài một hơi. Sau đó, hai người liền lần nữa hướng Lạc Gia trở về, trong nhà ở vài ngày, cùng một đám Tây Châu bạn cũ đánh tốt bắt chuyện, thân cận một phen về sau, liền lặng lẽ khởi hành, ngựa không dừng vó hướng kiếm tinh đế đô tiến đến. Chờ đến tới đó về sau, đã là 10 mấy ngày trôi qua, rất nhiều bị Trác Phàm triệu tập nhân mã, cũng đã tất cả đều đến đông đủ. Cổ Tam Thông, Tước Nhi Tử không cần phải nói. Diệp Lân cùng Cách Khác Vương, Bách Lý Ngự Vũ, Bách Lý Ngự Lôi cùng Bách Lý Cảnh Thiên 3 người, cũng tất cả đều tới. Mấu chốt là, Mộ Dung Tuyết cũng theo xuất hiện ở đây. Làm sao, Mộ Dung cô nương cũng muốn cùng đi, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm hỏi. Khẽ gật đầu, Mộ Dung Tuyết rất ngay thẳng, nhãn giới tăng trưởng sức phán đoán, cho nên ta muốn kiến thức một phen, phía trên thế giới, ngươi sẽ không để tâm chứ. Không biết. Dù sao ngươi an toàn từ ca ngươi phụ trách, hắn không ngại, ta có cái gì tốt để ý. Ha ha ha, từ chối cho ý kiến cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi đi vào từng lôi ngâm các trước. Chỉ là giờ này khắc này, cái kia lâu dài không ngừng sấm sét, đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tựa như một cái bình thường sân bãi đồng dạng. Bởi vì sớm tại 1 tháng trước, cầm xuống Trung Châu thời điểm, Trác Phàm liền tiện tay phong ấn nơi đây. Quay đầu nhìn một bên khom người ở bên Ngô Nhiên Đông liếc một chút, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, sâu xa nói, chờ chúng ta rời đi, người muốn tiếp tục canh giữ ở Phàm Giai, một khi nhìn đến ta tín hiệu, thì lập tức khởi động cái thứ 2 trận thức, hiểu chưa? Minh Bạch, điện chủ yên tâm, kiếm tinh đã diệt, ta đã mất oán niệm vô cầu, chỉ nguyện hết thành điện chủ sứ mệnh. Cúi người hành lễ, Ngô Nhiên Đông sắc mặt nghiêm túc. Bình tĩnh gật gật đầu, Trác Phàm thở sâu. Bá 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 bắt đầu kết ấn, bốn phía không gian cũng bắt đầu không ngừng mà rung động, thiên địa vạn pháp, tụ quy nhất tông, tứ hải linh minh, giúp ta mở trận, thông thiên đường lớn, tiễn ta về trình, quát. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ năm châu đều đang không ngừng rung động động, bầu trời tại kêu thảm kêu to, khắp nơi cũng đang không ngừng chập trùng. Trước sớm đào thông năm châu trong địa đạo, sớm đã phủ đầy thánh linh thạch, to lớn, nhất thời đem chọn cái năm châu một thể. Luyện hóa thành một cái thông thiên đại trận. Bạch, một nói cột sáng màu trắng, từ trước ngự thú tông chỗ, đột ngột đến phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời. Cuồn cuộn nồng đậm đến cực kỳ khủng bố linh khí, cũng theo cái này cột sáng màu trắng bên trong,
ào ào địa điên cuồng tuôn ra, sau đó tất cả đều dung nhập cái này khắp nơi phía dưới trong trận pháp, cùng nhau hướng đế đô trung tâm vào tới. Bá bá bá, lại là mấy đạo quang trụ phóng lên tận trời, Thái Thanh Tông, Bắc Hải, ban đầu Phi Vân Vương phủ các loại, từng đạo ánh sáng trụ dâng lên, dường như nối liền đất trời, cường hãn năng lượng, cũng là một cỗ từ nơi đó tuôn ra hiện ra. Một số ở phụ cận đây xuất hiện người, bỗng nhiên cảm nhận được khủng bố như thế năng lượng uy áp, cũng là hai mắt khẽ đảo trắng, trong nháy mắt thì đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Cho dù là quy nguyên cao thủ, cũng là ngăn không được khí tức trì trệ, khó có thể thở nổi. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, trong lòng hãi nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Như thế như vậy, thất đạo cột sáng, phân biệt theo năm châu các ngõ ngách dâng lên, nhất thời gây nên bốn phía mọi người một mảnh khủng hoảng cháy bỏng. Mà cái kia thánh vực rồi rào linh khí, cũng là theo cái này bảy chỗ thiên địa phong huyệt bên trong, liên tục không ngừng địa cung cấp tới, sau cùng bị dẫn vào đại trận, đi vào đế đô vị trí trung tâm nhất. Giống. Một tiếng giống to, Long Tổ nhìn lấy cái này ánh sáng trụ ngút trời, đầy mặt hưng phấn, cười to lên, ha ha ha. Rốt cục đi vào, tự do thời gian, rốt cục muốn giải phóng, ha ha ha. Rốt cục hoàn thành, tiểu tử kia muốn trở về a, ha ha ha. Đi đường bình an, lão bằng hữu. Vạn thú sơn mạch, Kình Thiên Côn Bằng cảm thụ lấy bốn phía linh khí biến hóa, còn có cái kia lóa mắt thất đạo cột sáng, cũng là ngăn không được lộ ra vui vẻ nụ cười. Cứ như vậy, hết thảy đều theo kế hoạch làm việc, chỉ là kế hoạch này, lại là chờ đến quá lâu a, ha ha ha. Bá bá bá. Tất cả năng lượng hội tụ một chút, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, ấn quyết lại biến, chỉ về phía trước, quát to, vạn đạo quy tông, thông thiên lộ mở, mau. Oanh. Rốt cục, tại sao cùng một đạo chấn nhiếp thiên địa thanh thế phía dưới, lôi ngâm các chỗ cũng là phát ra chói mắt bạch quang, sau đó một cỗ ngút trời quang trụ, thẳng tắp hướng về bầu trời bay đi, dường như đánh vỡ thứ gì một tiếng ầm vang, trên chín tầng trời, nhất thời tản mát ra càng thêm lóa mắt bạch quang. Cùng lúc trước Bách Lý Ngự Thiên hiện ra linh vương thực lực lúc xuất hiện không khác nhau chút nào. Tiến về thánh vực thông thiên đại đạo, rốt cục mở ra. Ngượng ngùng, khắp nơi một mảnh lắc lư, tối tăm trong địa lao, một chút nước càng không ngừng rơi xuống. Một cái tóc tai bù xù trung niên nam tử, vô thần ngồi tại dơ bẩn trên chiếu cỏ, không nhúc nhích. Răng rắc, bỗng nhiên, một tiếng vang vọng phát ra. Địa lao bên ngoài nhất thời vang lên một mảnh khom người quỳ xuống đất thanh âm, vi thần tham kiến bệ hạ. Mở ra cửa nhà lao. Vâng. Một tiếng quát nhẹ, cửa nhà lao bị từ từ mở ra, một cái thân mặc hoàng phục nam tử, chậm rãi đi tới, nhìn hướng phía dưới cái kia quần áo tả tơi tù phạm, thì thào lên tiếng, hoàng huynh, nghe đến à, đây là lão bằng hữu muốn đi thanh âm, đáng tiếc chấm với tư cách là nhất quốc tri quân, không có cách nào cho bọn hắn tiễn đưa. Đi. Ai muốn đi? Mi mắt lắc một cái kia tù phạm chậm rãi ngẩng đầu lên, lại là trèo lên thì lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, chính là không trung nhị hoàng tử, Vũ Văn Dũng không thể nghi ngờ. Mà vị hoàng đế này, thì là không trung đế vương, Vũ Văn Thông. Bật cười một tiếng, Vũ Văn Thông vô tận than thở ai, đương nhiên là chấm kết bái huynh đệ, Trác Phàm cùng Lạc gia muốn đi. Bọn họ muốn đi một cái to lớn hơn thế giới, đi đến càng cao đỉnh phong. Không phải chúng ta có thể so. Chấm hiện tại chỉ có thể ở nơi này, chúc bọn họ may mắn. Ha ha ha, bệ hạ đặc biệt đến địa lao nhìn ta cái này tội thần, không phải chỉ là muốn ở trước mặt ta đắc chí một phen đi. Xùy cười một tiếng, Vũ Văn Dũng trên mặt tràn đầy khinh thường, ta lưng tựa kiếm tinh lớn như thế chỗ dựa, cuối cùng vẫn là bị Trác Phàm bọn họ đánh bại. Hôm nay ta lại rơi xuống trên tay ngươi, ngươi nên tương đương đắc ý đi. Lần này. Ta thế nhưng là không còn có lật bàn cơ hội, muốn giết muốn đánh, ngươi tùy ý đi. Thật sâu liếc hắn một cái, Vũ Văn Thông trong mắt bất giác có chút đau thương, nhị ca a, thực không dám giấu giếm, nếu là trăm năm trước ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định sẽ mau chóng đem ngươi giải quyết, lấy tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc trăm năm về sau, hết thảy đều biến, ta cũng từng thử qua hư danh thời gian, bị Lạc Minh cưỡi tại trên đầu thời điểm. Khi đó ta xác thực phiền muộn. Cũng đầy tâm thất lạc. Nhưng sau cùng, Lạc Vân Hải đem không trung quyền lực trả lại cho chấm lúc, chấm vốn cho là hội tương đương mừng rỡ, nhưng không nghĩ tới, sâu trong đáy lòng lại là vô tận trống rỗng. Trống rỗng? Đúng vậy a, trống rỗng. Cười khổ lắc lắc đầu, Vũ Văn Thông thở dài một tiếng, cái gì quyền lực hoàng uy,
kết quả là không đều là công dã chàng sao? Ta vì quyền lực này, giết đại ca, hại chết phụ hoàng, sau cùng lại bị tùy tiện mất quyền lực, sau đó lại bị người giống ném rác rưởi đồng dạng ném vào tới. Cho nên làm ta lại cầm hồi quyền lực thời điểm, ta đã là lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng là cái thứ gì a? Để ta quân thần cha con tương tàn, sau cùng chỉ có một người xưng vua xưng chúa, lạnh lùng trống rỗng. Ai? Nói, Vũ Văn Thông khóe mắt đã là chảy ra nước mắt đến, Vũ Văn Dũng nghe được cũng là một trận giật mình lo lắng. Đúng vậy a, quyền lực là cái thứ gì a? Làm cho lão tam ngươi một cái đần độn bàn tử biến đến đáng sợ như thế, giết phụ hoàng, lại giết huynh trưởng, sau đó còn truy sát tại ta. Nhị ca, ta tuy nhiên sám hối, nhưng ngươi đừng đem tất cả chịu tội tất cả thuộc về trên người của ta a. Năm đó phụ hoàng trên thực tế là quá giết chết, ta nhiều lắm là bình chân như vậy, không cứu được mà thôi. Sau cùng ta giết thái tử, vẫn là lấy hắn mưu nghịch phụ hoàng tội danh đâu. Cái gì, quá giết chết phụ hoàng? Ngươi chớ có nói hưu nói vượt, ta làm sao nghe nói là ngươi giết bọn hắn, liên hợp Lạc gia một người soán vị. Ta làm sao nói bậy? Hiện tại ngươi là ta tù nhân, ta cần phải theo ngươi nói bậy sao? Không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vũ Văn Thông thở dài một tiếng, lúc trước phụ hoàng đối ngoại dẫn binh công Lạc gia, đối nội ra tay gây nên thái tử vào chỗ chết, là muốn đem Giang Sơn giao cho ta. Kết quả thái tử động thủ trước, Lạc gia lại ngoài ý liệu đại thắng, sau cùng mới biến thành Lạc gia tại hậu trường, ta tại trước đài làm hoàng đế bù nhìn cục diện. Thực nếu là không có Lạc gia lời nói, lúc trước thuận vị kế thừa đế vị, cũng nên là ta. Bởi vì vì phụ hoàng, căn bản là không có muốn đem hoàng vị giao cho thái tử. Mí mắt bất giác hung hăng run run, Vũ Văn Dũng một mặt kỳ dị, cái gì, tại sao có thể như vậy, ta cho là ngươi đem bọn hắn đều giết, vẫn muốn vì bọn họ báo thù. Ai, hoàng thất tranh phong, ai vì người nào báo thù a? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Vũ Văn Thông sâu xa nói, lúc đó tất cả mọi người điên, đều muốn đem trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người chảm thảo trừ căn. Mặc kệ là phụ hoàng cũng tốt, thái tử cũng được, người thắng lợi sau cùng, cũng sẽ không vững trái tự kỷ ca ngươi thả. Bao quát ta cũng vậy, đối hoàng vị có uy hiếp, đều muốn bị thanh trừ. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Vũ Văn Dũng trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, sau cùng thân thể mềm nhũn, dường như lực khí toàn thân đều trôi đi hết, vậy ta đây trăm năm qua, đến tột cùng đang làm gì? Giúp một tay vẫn muốn giết ta người, báo thù sao? Ha ha ha! Người tới, thả Vũ Văn Dũng. Lúc này, Vũ Văn Thông hướng ra phía ngoài hét lớn một tiếng, lập tức liền có thị vệ khom người lĩnh mệnh tiến đến thay nhị hoàng tử mở ra phong ấn. Vũ Văn Dũng không hiểu, thật sâu nhìn về phía hắn, lại chỉ thấy hắn bật cười lớn, thì thào lên tiếng, thực không dám giấu giếm, trước mấy ngày ta cùng Trác Phàm uống rượu ôn chuyện, mới đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tiểu tử này không có tranh quyền đoạt lợi, lại là thắng được toàn thế giới, chúng ta rằng co, chỉ thắng được một cái cuộc sống cô độc mà thôi. Nhị ca a, tuy nhiên bốn châu hắn thế lực đều đem chính mình phản đồ xử quyết, thượng quan phi vân, bộ hành vân bọn họ đều không có kết quả gì tốt. Nhưng là ngươi dù sao cũng là ta nhị ca a, chấm trên đời này duy nhất huynh đệ. May mà Trác Phàm bạn chí cốt, đem ngươi giao cho ta xử trí, người khác cũng không có ý kiến gì, ta coi như cho chúng ta Vũ Văn gia lưu lại một cái khác huyết mạch đi. Thân thể buông lỏng, rốt cục có thể động, Vũ Văn Dũng chăm chú nhìn hắn không thả, trong mắt đều là nghi ngờ, người hôm nay thả ta, chẳng lẽ không sợ ngày sau ta lại phản ngươi? Phản cái gì, ta chính là một cái tam lưu đế quốc quân chủ, người đều là do qua kiếm tinh đại quan nhân, còn tới phản ta làm gì? Bất giác suy cười một tiếng, Vũ Văn Thông từ chối cho ý kiến địa khoát khoát tay, quay người đi ra ngoài, ai thán từng tiếng, ai? Trác Phàm đi, Lạc gia đi, tất cả lão bằng hữu đều đi, ta lại không có huynh đệ, coi như thật xưng vua xưng chúa. Lại nói, người có án cũ tại thân, coi như ta thoái vị cho ngươi, Song Long Viện có thể đáp ứng không? Ngươi nếu có thể đánh hạ Song Long Viện, còn muốn ta cái này đế vị làm gì? Cười chê đúng không? Ha ha ha! Mí mắt không khỏi hơi hơi nhẹ rung hai lần, Vũ Văn Dũng yên tĩnh nhìn lấy hoàng đế rời đi, cũng là bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Ai, thị phi thành bại chuyển đầu không a, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, còn có cái gì có thể tranh giành. Ha ha, nghĩ như vậy, Vũ Văn Dũng cũng là còng lưng lưng, đi ra ngoài, chỉ là bóng lưng bỗng dưng phí thời gian rất nhiều, dường như lúc này hàng trăm tuổi giống như. Một phương diện khác, Trác Phàm ấn quyết hoàn thành,
nhìn lấy đạo này thông thiên quang trụ, quay đầu nhìn về phía hắn người nói, đây chính là đi hướng thế giới kia thông đạo, mọi người đi theo ta. Chỉ bất quá tới đó, các ngươi đều được nghe ta, tránh cho chọc không tất yếu thế lực, các ngươi vùng đều thoát không nổi. Vâng, Bình Tĩnh gật đầu một cái, mọi người cùng kêu lên hét lớn. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn mở ra một bước, Diệp Lân đã là một cái bước xa, đi vào Trác Phàm trước mặt, chặn lại nói, đại ca, không phải xông lên đại trận, đem cái này phàm giai đánh tan sao? Tại sao lại biến thành thông thiên chi lộ? Muốn là như vậy, sư phụ bọn họ làm như thế nào? Trước để bọn hắn chờ chút. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm thản nhiên nói, Diệp Lân, chẳng lẽ ngươi thật hoàn toàn tin tưởng đám kia lão gia hỏa lời nói sao? Cái này thượng cổ bí văn, đều là bọn họ nói, ai có thể chứng minh là thật. Trong mắt chỗ sâu, lóe ra đạm mạc hào mang, Trác Phàm gần từng chữ một, năm châu đại chiến, bọn họ tất cả mọi người sắc mặt, người đoán chừng cũng đều nhìn đến. Trung châu đánh bại bốn châu, chưa hẳn đối bốn châu cũng là chỗ hại, bốn châu đánh bại kiếm tinh, cũng chưa chắc cũng là Trung châu may mắn. Mỗi một cái thế lực, đều là vì chính mình mà chiến, không có phân đúng sai, thiện ác có khác. Chúng ta bây giờ nếu là thoáng cái thả cái này mấy cái lão quái vật, chẳng lẽ ngươi dám cam đoan, đây không phải cái vô cùng lớn cái sọt sao? Ách! Bất giác trì trệ, Diệp Lân nhíu mày, do dự không chừng. 3. Vỗ bả vai hắn, Trác Phàm một mặt nghiêm túc nói, chúng ta đi trước thánh vực nhìn xem tình huống, đánh tra rõ ràng, nếu là thật sự như cái kia mấy lão giả chỗ nói, nơi này ta cùng Ngô Nhiên Đông chào hỏi, tùy thời cho hắn phát cái tín hiệu. Xông lên trận pháp lập tức khởi động, thả bọn họ đi ra. Nhưng nếu là có cái gì sai lầm, hừ hừ, vì chính mình cũng tốt, vì thiên hạ an bình cũng được, cái này mấy cái lão quái vật liền tiếp tục quan hắn cả một đời đi. Ách cái này, khác cái này cái kia, người vẫn là cho ta mau chóng tới đi. Không giải thích nhiều, Trác Phàm bỗng nhiên đẩy tay, liền trong nháy mắt đem Diệp Lân ném tới cái kia giữa bạch quang, phạch một cái, liền hô một tiếng kêu gọi cũng không có la ra. Thì không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, Trác Phàm vừa nhìn về phía người khác, cười nói, tiếp theo, người nào đến? Ta đến. Thế mà, đúng lúc này, một đạo tràn đầy nộ khí giống to vang lên, cả người tư thế thướt tha bóng người, nhất thời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trác Phàm thấy một lần, không khỏi ngột mà choáng váng, đại. Đại tiểu thư, ngươi làm sao? Ngươi cái người chết, lại muốn một người chuồn đi. Vứt xuống chúng ta, đúng hay không? Không, không là cái chỗ kia không thích hợp các ngươi. Trác đại ca, mặc kệ có thích hợp hay không, chúng ta không phải đều nói tốt, không rời không bỏ, ngươi không có lý do vụng trộm chuồn mất a. Lúc này, Lạc Vân Hải cũng là mỉm cười, hơi vung tay nói, nhìn, ta đem toàn cả gia tộc đều mang đến, đi chung với ngươi giành chính quyền. Vừa dứt lời, bá bóng người lấp lóe, Lạc ra mấy cái cung phục. Lệ Kinh Thiên cùng Thủy Hỏa Phu phụ bọn họ, còn có đã là mấy ngàn quy nguyên cảnh kim cương bộ đội, cũng tất cả đều đến đủ, cho dù là Lạc Tư Phàm mấy cái tên tiểu quỷ, cũng cùng theo một lúc đến. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi làm sao toàn đến, vất vả đánh xuống Lạc Minh không muốn. Không muốn, cũ không đi mới không đến. Mười phần thoải mái địa phất phất tay, Lạc Vân Hải thản nhiên nói, chúng ta có thể tại Nam Châu tổ kiến một cái Lạc Minh. Liền có thể ở chỗ đó xây lại một cái Lạc Minh. Trác đại ca, tiểu đệ còn không có lão đây, trong lòng còn có đấu trí, cái gì cũng không sợ mất đi, ngươi thì để cho chúng ta theo ngươi làm một trận đi. Đúng vậy a, Trác quản gia, để cho chúng ta cùng một chỗ theo ngươi đi. Vừa mới nói xong, bọn người cũng là ngập trời hò hét. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm liên tục cười khổ, nhưng trong lòng là có cô ấm áp, vừa muốn nói chuyện, lại là chợt một chút. Bị người đẩy, trong nháy mắt đẩy đến cái kia trong cột ánh sáng. Còn có cái gì có thể nói, cùng đi đi. Một bóng người xinh đẹp, ôm thật chặt Trác Phàm thân thể, mười phần bá đạo cùng hắn cùng một chỗ ngã vào quang trụ, nhưng khóe miệng lại là vạch lên ngọt ngào ý cười. Ong ong ong. Tất cả mọi người là từng cái tiến vào, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, trở nên đi người đều rời đi về sau, Ngô Nhiên Đông trong tay nhẹ nhàng xẹt qua một đạo thủ quyết. Cái kia đạo chói mắt quang trụ liền hưu một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, Nam Châu còn lại bảy đạo lóa mắt quang trụ, cũng bỗng dưng một chút tiêu tán vô tung. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong, Ngô Nhiên Đông thật sâu nhìn một chút bầu trời phía trên,
Bạch quang biến mất chỗ, thì thào lên tiếng, bảo trọng, điện chủ. Gặp lại, Trác huynh. Cùng lúc đó, ngoài ngàn mét, Vũ Thanh Thu mấy cái Trác phàm chi giao hảo hữu cũng là cười nhạt một tiếng, xa xa hướng chỗ đó ôm một cái quyền, thở dài lên tiếng, thật nghĩ cùng hắn cùng đi a, đi gặp một phen rộng lớn hơn thiên địa, đáng tiếc. Đáng tiếc các người có mỗi người tông môn muốn quản lý, ta cũng có gia tộc mình muốn chăm sóc, thoát thân không ra. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thượng quan Khinh Yên nở nụ cười xinh đẹp, càng quan trọng hơn là, chúng ta đến thay hắn nhìn lấy cái này hoa trăm năm thời gian mới bố trí xong đại trận, tùy thời chờ đón nên hắn. Hắn trước khi đi thế nhưng là dặn đi dặn lại, cái này rất có thể quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh. Khẽ gật đầu, Vũ Thanh Thu lần nữa cười nhạt một tiếng, không tệ, hắn có thể đem cùng Thiên Ma Điện phối hợp, trông giữ đại trận, trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho chúng ta, cũng coi như đối với chúng ta tín nhiệm có thêm, tánh mạng nhờ vả, chúng ta lại sao có thể làm hắn thất vọng. Ha ha ha, nghe được lời này, bọn người người cũng là khẽ cười một tiếng, khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong. Giống. Thế nhưng là, bọn họ ở chỗ này đưa mắt nhìn Trác phàm rời đi, cùng chung chí hướng, một bộ trọng tình trọng nghĩa bộ dáng, Thái Thanh Tông Long Tổ trong kết giới, đầu kia lão Long thấy một lần tám đạo cột sáng đột nhiên biến mất, cái kia cường hãn đại trận ba động cũng một đến dừng lại, lại là không khỏi lúc này thì mộng bỉ. Này sao lại thế này, phàm giai còn không có mở ra đây, làm sao lại dừng lại đâu. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời mắng to, thằng nhãi con, ngươi có gan, tự mình một người chạy, dám đem đám người lão phu vứt xuống. Ngươi chờ xem, ngươi sẽ hối hận, người kia sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, rất nhanh ngươi liền muốn dập đầu cầu xin tha thứ, lại cầu hồi lão phu trước cửa, giống. Đáng giận a, ai, lần này là thật đi a. Bắc Hải, Phong Thiên Hải ngao theo mãnh liệt trên mặt biển dò ra một cái to lớn đầu to. Cảm thụ lấy bốn phía dần dần dừng lại ba động, không khỏi mất hết cả hứng địa lắc lắc đầu, tiểu tử, chẳng biết lúc nào gặp lại, bảo trọng. Lời nói xong, cái kia to lớn thân hình liền vừa chìm vào biển cơ sở, chỉ là bóng người lộ ra có chút xuống dốc cùng cô độc. Cái này trăm năm cùng Trác phàm ở chung, tựa hồ lại để cho hắn nhớ tới thượng cổ thời kỳ cùng nhân loại ở chung cảm giác, ấm áp mà có nhớ lại, nhưng bây giờ, lại chỉ còn phía dưới hắn một người. Bá bá bá. Lời nói phân hai đầu, các bề ngoài một chi, phàm giai mọi người đối Trác phàm bọn người rời đi, đều có các tâm tư. Thế nhưng là một phương diện khác, thánh vực, một mảnh tràn đầy đen nhánh đất khô cằn trong khe núi, nhưng gặp từng đạo bạch quang lấp lóe, giống như sao băng hạ xuống, thoáng qua tức thì, từng đạo bóng người đã là nhất thời xuất hiện tại cái này địa phương. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn linh khí nồng nặc hướng mọi người đánh tới, dường như trầm tĩnh tại giống biển cả một dạng. Không ngừng hướng thân thể bọn họ bên trong dũng mãnh lao tới, thậm chí bọn họ đều không cần vận chuyển công pháp, nguyên lực trong cơ thể liền đã là điên cuồng lưu chuyển. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, mọi người cùng nhau trong lòng kinh hãi. Đây chính là lão tổ tông hắn vẫn muốn đến thế giới kia. Quả nhiên lợi hại, linh khí này mức độ đậm đặc, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Quả thực thì đi theo thánh linh khoáng bên trong tu luyện một dạng, không. Hẳn là so chỗ đó linh khí còn muốn nồng đậm gấp 10 lần. Dù sao, thánh linh khoáng đại bộ phận khoáng thạch, đều là bị kết giới phong ấn, có thể sản xuất khoáng thạch rất ít, không có khả năng để đại lượng người tu luyện, bởi vì tốn hao không thể hơn. Nhưng nơi này không giống nhau, chỗ nào đều là tu luyện thánh địa a. Vừa nghĩ đến đây, trước mắt mọi người trừ kinh dị thì tràn đầy vui mừng, Bách Lý Ngự Vũ càng là một mặt vui sướng nhìn về phía Trác phàm, Trác phàm. Đây chính là ngươi Thiên Ma Sơn. Ách, thế nhưng là, nàng lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bỗng dưng khàn giọng, một bộ mới lộ ra hưng phấn khuôn mặt, trong nháy mắt lại chìm xuống. Đại tiểu thư, chúng ta đến, ngươi có phải hay không trước thả ta ra? Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, Trác phàm ngã chỏng vó lên trời nằm tại cái kia màu đen trên mặt đất, thăm thẳm lên tiếng. Hắn trên thân, thì là thiếp thân nằm sấp một bóng người xinh đẹp, ôm thật chặt hắn không thả. Lại chính là Lạc Vân Thường không thể nghi ngờ. Khóe miệng nhếch lên rảo hoạt đường cong, Lạc Vân Thường đầy mặt hạnh phúc dung nhan, cầm chặt không thả, nhắm mắt, dao động cái đầu, không, ta sợ ngươi lại chạy làm sao bây giờ. Nơi này ta chưa quen cuộc sống nơi đây, tại Nam Châu ta cũng không tìm tới ngươi, chớ nói chi là nơi này. Cho nên, ngươi thì cho ta thành thành thật thật ở lại a, ta chết cũng không buông tay.
ngươi mẹ hắn cho ta buông ra. Thế nhưng là, nàng lời còn chưa dứt, một cái xanh thẳm tay ngọc đã là hung hăng nắm lấy nàng cổ áo, cho xách lên, rời đi Trác Phàm trước người, tập trung nhìn vào, lại chính là Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này, trên mặt nàng lại là tràn đầy ghen ghét chi sắc, người nữ nhân này làm sao không biết xấu hổ như vậy, dưới ban ngày ban mặt, người ghé vào một đại nam nhân trên thân, còn thể thống gì? Hắn là chúng ta Lạc gia quản gia, ta muốn làm sao nằm sấp thì làm sao nằm sấp, ngươi quản được sao? Nếu là ngươi không quen nhìn lời nói, bản tiểu thư buổi tối dạ hắc phong cao lại đi, có thể chứ? Ngươi! Tốt, đừng ầm ĩ! Bách Lý Ngự Vũ tức giận đến cái mũi nghiêng một cái, hai mắt đỏ bừng, Trác Phàm lại là hét lớn một tiếng, khoát khoát tay, ngăn lại các nàng. Sau đó vỗ vỗ bụi đất, ngồi dậy, sắc mặt nghiêm một chút, nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người, bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta đã đến mục đích, có mấy lời nhất định phải sớm nói rõ ràng, nếu không bốn phía mù đụng, gây không nên dây vào người, chúng ta ăn không được đi, hiểu chưa? Trong lòng run lên, mọi người cũng là lập tức nghiêm túc lên, tỉ mỉ lắng nghe. Ho nhẹ một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói, đầu tiên, nơi này được xưng là thánh vực, tướng so với chúng ta trước đó ngốc phàm giai, tất cả mọi thứ, không biết đều cao hơn mấy cái tầng thứ, khắp nơi là bảo bối, cho nên cũng cao thủ như mây. Vừa mới nghĩ tất mọi người cũng cảm nhận được, nơi này nồng độ linh khí, quả thực làm cho người khó tin, tu luyện tự nhiên cũng biến thành cực kỳ dễ dàng. Tỉ như tại chúng ta chỗ đó, cho dù thiên phú lại cao hơn tuyệt thế thiên tài, 11-12 tuổi tuổi tác, đạt đến gãy xương cảnh thế là tốt rồi, đạt đến thiên huyền quả thực thì lại yêu nghiệt. Nhưng ở chỗ này, thần chiếu cảnh thằng nhóc con đầy đất chạy, hóa hư dung hồn thiên tài phần lớn là, yêu nghiệt cấp độ nhân vật, thiếu niên liền có thể đến quy nguyên cảnh. Riêng là ba cái kia tiểu quỷ, các ngươi nghe kỹ, có lẽ các ngươi phụ mẫu để cho các ngươi đi theo ta, là muốn khai thác một mảnh tân thiên địa, có cái càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Bất quá đáng tiếc a, nơi này không phải thiên đường, mà là địa ngục. Hiện tại các ngươi đi ra ngoài, đoán chừng liền 15-16 tuổi thằng nhóc con đều đánh không lại. Đó còn là kém nhất. Cho nên cẩn thận một chút, trước kia hoành hành bá đạo thời gian, một đi không trở lại. T. Bất giác cùng nhau hít sâu một hơi, mọi người liếc nhìn nhau, đều là đầy mặt chấn kinh. Không sai, ta ý nghĩ chính là cái này, tại phàm giai chúng ta đều là đỉnh phong tồn tại, nhưng ở chỗ này, chúng ta lại là tầng dưới chót nhất một nhóm, cơ bản thì so với bình thường bần dân mạnh không bao nhiêu đi. Ngay sau đó, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói, cho nên, ở cái này thánh vực, Phàm là muốn có điểm thế lực lời nói, tối thiểu nhất cũng phải siêu Phàm nhập thánh linh vương cảnh, Phàm giai phía dưới đều là con kiến hôi. Bởi vậy các vị bây giờ còn chưa có phá phách cướp bóc thiêu tư cách, hết thảy điệu thấp hành sự. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tiếp theo, lẫn nhau nhìn xem về sau, trong lòng đều là có chút nặng nề. Phải biết, bọn họ tại Phàm giai đều là nhất đẳng tồn tại. Hiện tại thoáng cái rơi vào tầng dưới chót nhất, đến cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, trong lúc nhất thời còn thật có chút tiếp nhận không? Tựa hồ nhìn ra bọn họ tâm tư, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lại đột nhiên nói, bất quá các vị đều không cần quá nản chí, các ngươi hiện tại chỗ lấy rơi xuống hạ tầng, là bởi vì trước kia tại phàm giai điều kiện quá kém duyên cớ, luận thiên phú lời nói, các ngươi một chút không so thánh vực những yêu nghiệt kia kém. Riêng là mấy vị kiếm vương cấp cao thủ. Các người muốn đạt tới thánh giả tầng thứ, không có chút nào khó khăn, chỉ là cần thời gian mà thôi. Cho nên chỉ cần chúng ta nhẫn sau một thời gian ngắn, thì có thể bắt đầu tại thánh vực đánh xuống chúng ta một mảnh giang sơn. Thật, trước mắt không khỏi sáng lên, mọi người lần nữa liếc nhau, không khỏi lại có lòng tin. Bọn họ đều là đã từng thân cư nhân vật cao tầng, cho dù nhất thời rơi vào đáy cốc, cũng có lật bàn niềm tin. Tên thiên ma này núi đây. Cùng thánh vực không là một chuyện sao? Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ lại vội vàng hỏi nói bọn người người nghe xong, đều là cùng nhau nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt mang theo nghi hoặc. Đúng a, hắn một mực nói mình là trời ma sơn truyền nhân, làm sao nơi này lại biến thành thánh vực đâu? Trong mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh mang, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua quỷ dị đường cong, dĩ nhiên không phải một chuyện, thiên ma sơn chẳng qua là thánh vực bên trong một phương chư hầu mà thôi. Mà lại, các ngươi tuyệt đối đừng đem Thiên Ma Sơn nghĩ đến quá thân cận. Bởi vì từ giờ trở đi, Thiên Ma Sơn chỉ sợ là chúng ta lớn nhất đại đối đầu, hừ hừ. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc,
trong lòng không hiểu. Đây không phải hắn sư môn à, làm sao? Ầm ầm. Bỗng nhiên, mọi người còn nghĩ không ra bên trong kỳ quặc, từng tiếng sấm sét đã là đột nhiên từ bầu trời xuất hiện, nói đạo lôi quang như điện xà qua lại đằng đẵng mây đen bên trong. Thân thể run lên, tại chỗ tất cả mọi người cùng nhau tâm hoảng lên, chẳng biết tại sao. Nhưng là bọn họ khí huyết lại là một trận lao nhanh, giống như, muốn đột phá, sợ hãi cả kinh, mọi người cùng nhau hô to một tiếng. Trong mắt co rụt lại, Trác Phàm cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đúng, phàm giai linh khí mỏng manh, hơn nữa còn có áp chế. Chúng ta đột nhiên tới thánh vực, tựa như lò xo mất đi áp lực, nhất định sẽ gây nên tu vi điên cuồng tăng trưởng. Riêng là mấy cái kia kiếm vương, tại đỉnh phong ép tới quá lâu, càng là phải gấp tại đột phá, một lát không đợi, cái này có thể hỏng bét. Cái này có cái gì bị, đột phá là chuyện tốt ha. Các ngươi biết cái gì? Mi mắt chăm chú nhíu lại, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn xem cái kia lôi vân càng để lâu càng dày, sắc mặt cũng càng phát ra nặng nề, hắn cảnh giới đột phá còn tốt, nhưng các ngươi là muốn đột phá linh vương cảnh, tương đương với siêu phàm nhập thánh, thoát thai hoán cốt. Nhất định sẽ dẫn tới lôi kiếp. Đem bọn người gân mạch tái tạo, tinh túy nguyên lực. Một người tới chống đỡ kiếp này cũng liền thôi, quan trọng các ngươi quy nguyên đỉnh phong quá nhiều người như vậy đều muốn lôi linh tắm thân, cái này cần có bao lớn uy lực a? Các ngươi có thể hay không đứng vững vẫn là hai chuyện, mấu chốt là biển mây bọn họ những tiểu tử này theo gặp nạn, có thể đứng vững sao? Nghe được lời này, bọn người người cũng là cùng nhau kinh hãi, Mộ Dung Liệt trầm ngâm một chút. Chặn lại nói, quy nguyên cảnh tu giả tất cả đi theo ta, chúng ta đem lôi kiếp dẫn dắt rời đi. Vô dụng, không kịp. Ngẩng đầu nhìn xem cái kia ầm ầm tiếng vang vẫn như cũ không ngừng lôi vân, soạt một tiếng, một đạo sấm sét đã là bỗng nhiên đánh xuống, đem cách đó không xa một khối đất bằng, chém thành một cái đen nhánh hầm động, đường kính có tới dài trăm dặm ngắn. Trác Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, nhất thời nhất định, thân thể lắc một cái. Cuồn cuộn hắc khí liền trong nháy mắt tiêu tán đi ra, chớp mắt liền đem Lạc Vân Hải chờ mấy ngàn quy nguyên phía dưới tu giả bao bọc nhập trong bóng tối, ta đem bọn hắn bảo hộ tại ta lĩnh vực bên trong, các ngươi có bao xa chạy bao xa, chuẩn bị ứng kiếp đi. Mãnh Liệt gật đầu một cái, Mộ Dung Liệt bọn họ cũng không nói hai lời, lập tức một bước cước bộ, liền cùng nhau hướng nơi xa bay đi. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn bay ra xa mấy mét, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo kinh thiên lôi minh đã là hung hăng hướng bọn họ đầu đập tới, lúc này thì đem bọn hắn thân thể nện đến một ngã, kém chút rớt xuống. Nhưng là, vừa nghĩ tới phía dưới còn có nhiều như vậy vô tội tồn tại, bọn họ liền cũng hung hăng cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước bay đi, nháy mắt không thấy bóng người. Rầm rầm rầm, từng đạo to cỡ miệng chén sấm sét không ngừng đánh xuống, Trác Phàm ngồi ngay ngắn khắp nơi, giữ im lặng, tùy ý thân thể tại lôi quang điện xà dưới. Tê dại một hồi, lại là từ chối cho ý kiến, vẫn như cũ vận chuyển công pháp, đem mọi người vững vàng thủ trong bóng đêm, không nhận một phần sấm sét quấy rối. Đồng thời, hắn toàn thân cao thấp cũng là hắc khí loạn bốc lên, tương đạo nói sấm sét chi lực, hút nhập thể nội, tự thân tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng, gân mạch cùng nguyên lực cũng đang liều mạng rèn luyện. Tuy nhiên hắn vừa mới đột phá quy nguyên thất trọng cảnh, nhưng là đi vào thánh vực, bị cái kia linh khí nồng nặc đập vào về sau. Hắn tu vi cũng có dấu hiệu buông lỏng. Kết quả là, cứ như vậy, một bên bảo hộ lấy Lạc Vân Hải bọn họ an toàn không lo, một bên hấp thu cái này 9 ngày lôi kiếp chi lực, Trác Phàm toàn thân cao thấp khí thế, cũng là tại cấp số nhân tăng trưởng. Phốc, một tiếng vang trầm, quy nguyên bát trọng đột phá. Trác Phàm khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười. Oanh, lại là một đạo sấm sét giữa trời đánh xuống, chính bên trong trán. Trác Phàm thân thể hung hăng run run, thiên ma đại hóa quyết càng là điên cuồng phun trào, đem những cái kia lôi lực tiêu mất. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ, thẳng vào tâm mạch, làm cho hắn thân thể hung hăng run lên, một miệng đỏ tươi liền từ khóe miệng chảy ra. Bất quá đối với này, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, bất động mảy may. Thực, hắn còn có thể vận dụng càng nhiều công lực đến tiêu trừ như vậy mãnh liệt lôi lực, thế nhưng là những tiểu tử kia còn cần hắn bảo hộ. Hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể cường hãn chọi cứng. Rầm rầm rầm, khủng bố lôi điện từng đạo đánh xuống, mãnh liệt không ngừng, theo cỡ khoảng cái chén ăn cơm, đến thùng nước rộng hẹp, sau cùng càng là giống như sơn mạch lớn nhỏ, một lần so một lần hung mãnh, khoảng chừng 9981 đạo, mới miễn cưỡng yếu tiếp theo.
Trác Phàm thì là đối cứng lấy chịu đựng được, tuy nhiên trên người có chút khét lẹt, nhưng may mà không có cái gì trở ngại, ngược lại trải qua lôi điện tôi thể, gân mạch càng thêm mạnh mềm dai rộng lớn, tu vi cũng một hơi nâng lên quy nguyên 9 tầng cảnh. Ha ha ha, xem ra ta cũng nên đột phá linh vương. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn xem bầu trời khung phía trên dần dần tán đi lôi vân, bất giác thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, quên đi, vừa đi qua 81 đạo sét đánh, thân thể đều nhanh chịu không được. Lại đột phá linh vương, lại phải bị suy cho cùng lôi kiếp, đoán chừng ta cũng không chịu nổi, lần sau đi. Cường ngạnh chống đỡ lấy thân thể đến, Trác Phàm cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng là tinh khí thần lại là dị dạng thật tốt, giãn ra một hạ thân, không có gì quan trọng. Đây cũng chính là Trác Phàm, có thể cùng linh vương cao thủ nhất chiến quái vật, cái này muốn là đổi hắn quy nguyên tu giả lời nói, chỉ sợ trên đỉnh 30 đạo lôi, liền muốn một mệnh ô hô. Bất quá, ngay tại Trác Phàm muốn đem những kia tuổi trẻ bọn tiểu bối thả ra lúc, ầm ầm tiếng vang, đúng là lần nữa tại đỉnh đầu vần quanh. Từng trận so vừa mới còn kinh khủng hơn sấm sét, nhất thời vang vọng tại hắn bên tai chỗ sâu. Nghi mắt nhìn không được hung hăng nhảy nhót, Trác Phàm dương mắt hướng lên bầu trời nhìn một chút, da mặt co lại, thì thào lên tiếng, không thể nào, không phải đã qua à, còn tới. Oanh! Tựa hồ là hồi đáp hắn câu này khiêu khích giống như, ngay tại hắn câu nói này rơi trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, một đạo so vừa mới thô nhất sấm sét còn lớn hơn gấp 3 sấm sét, hung hăng nện ở trên người hắn. Cái kia cỗ uy lực kinh khủng, thoáng chốc liền để hắn thân thể lắc một cái, phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu sương mù đến, sắc mặt trong nháy mắt thì trắng bệch đi xuống. Chuyện gì xảy ra, đây không phải lôi kiếp không có dạng này uy lực. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên hướng cái kia thiên không nhìn qua, lại là chợt thấy đỉnh đầu lôi vân, cũng không phải là đen nhánh, mà chính là hắc bên trong hiện ra đỏ thẫm, như máu tươi đẹp. Khát máu lôi ngâm, đoạt hồn nhiếp phách. Nơi này là Xích Lôi Cốc. Nhìn lấy dưới chân một mảnh mênh mông cháy đen đất đai, Trác Phàm cái này mới phản ứng được, nơi này là thánh vực ít có hung địa. Lâu dài sấm nổ liên miên, mà lại nơi này lôi cùng bên ngoài không thể so sánh nổi. Mỗi một đạo lôi đều là kinh thiên động địa, từ yếu đến mạnh, nhan sắc dần dần biến thành đỏ thẫm. Chờ hồng lôi hạ xuống, cho dù là thánh giả, đều muốn tránh lui ba phần. Mà đồng dạng bạch lôi, cũng không phải tầm thường linh vương cao thủ có thể chọi cứng. Cho nên nơi này, đồng dạng hiếm có người đến, ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi này muốn chết. Thế nhưng là, bọn họ làm sao lại vận khí đen đủi như vậy, vừa tới thánh vực liền chạy tới nơi này đến đâu. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân, tuy nhiên nơi này so ra kém thiên đế lạc lôi hạp, nhưng cũng đầy đủ bọn họ uống một bình. Đúng, là lôi ngâm các. Bỗng nhiên, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì giống như, bừng tỉnh đại ngộ. Phàm giai 8 chỗ thiên địa phong huyệt, đều cùng thánh vực 8 cái kỳ địa tương liên, cái này lôi ngâm các cũng là liên tiếp cái này xích lôi cốc. Cho nên bọn họ theo lôi ngâm các mở ra thông đạo, liền trực tiếp thông đến cái này suy địa phương tới. Mà lôi ngâm các đầy trời sấm sét, cũng là theo nơi này dẫn đi qua. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm bất đắc dĩ an ủi bài. Cái này mẹ hắn cũng là mệnh a, xông lên đại trận cần hút tứ phương linh khí, tràn đầy trận pháp, trọng yếu nhất cũng là thăng bằng. Thiết trí trận môn thông đạo, tốt nhất tự nhiên cũng chính là Nam Châu trung tâm, mà chỗ đó cũng là lôi ngâm các chỗ. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ từ phàm giai đến thánh vực, đều muốn ở chỗ này đặt chân. Cái này xích lôi cốc một kiếp xem như tránh không rơi, chỉ là đối mặt cái này lôi vân thiên hàng. Vô luận như thế nào đều muốn tại hắn biến thành xích lôi trước đó, tiêu trừ sạch. Nếu không mà nói. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, trong tay vung lên, ma kiếm lập tức hiện ở tay trước, nói đạo hồng mang không ngừng lấp lóe. Trùng thiên kiếm kính, nhất phi trùng thiên. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm hung hăng hướng giữa trời vung lên, một đạo màu đỏ kiếm mang, liền không thể bể nghĩa hướng cái kia lôi vân bay đi. Ầm ầm. Đúng lúc này. Một đạo bạch luyện cũng là lúc này đánh xuống, phát ra tia sáng chói mắt, lúc này thì cùng Trác Phàm một kiếm kia hung hăng đụng vào nhau. Nhưng nghe một tiếng oanh minh một đến vang lên, một đỏ một trắng hai đạo năng lượng, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán ở không trung, lại là liều cái lực lượng ngang nhau. Bất quá, Trác Phàm kiếm mang mặc dù tán, kiếm kình còn tại,
một đạo kình khí nhất thời xuyên qua lôi vân, phốc một tiếng, liền đem cái kia lôi vân xuyên ra cái hang lớn tới. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trên mặt vui vẻ, âm thầm gật đầu. Phương pháp này có thể thực hiện, chỉ cần đem cái này lôi vân đánh nát, xích lôi liền không biết ngưng tụ. Thế nhưng là, để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, trên bầu trời cái kia một đám mây màu đen, tại từng đạo sấm sét tàu con thoi phía dưới, đúng là lại đem cái kia vết nứt tu bổ lại, hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào một chút đã từng bị đánh xuyên dấu hiệu. Mí mắt bất giác lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt trầm hơn, kiếm trong tay mang cũng là bá 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 địa liên tục huy động, đánh về phía mây đen. Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ, thừa dịp nó chữa trị trước, đem toàn bộ lôi vân đánh tan. Kết quả là, rầm 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 âm thanh động đất âm thanh vang vọng, liên tiếp. Kiếm mang cùng cái kia sấm sét giao kích cùng một chỗ, cũng là từng đạo phá nát, nhưng kiếm kình vẫn như cũ có thể đem lôi vân xuyên qua mấy cái lỗ trống. Nhưng là rất nhanh, cái kia đánh xuống lôi xả uy lực càng lúc càng lớn, Trác Phàm trùng thiên kiếm kính cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, thậm chí căn bản ngăn không được. Còn lại lôi điện bổ vào Trác Phàm trên thân, lệnh hắn tê dại một hồi. Mà lại lúc trước phá vỡ lôi vân cửa động, giờ này khắc này cũng đang không ngừng chữa trị, thậm chí, lôi điện phía trên đã là mang từng tia hồng mang. Nhìn thấy cái này, Trác Phàm bất giác trong lòng hoảng hốt, nếu là những thứ này sấm sét bắt đầu chuyển đỏ lời nói, vậy hắn nhưng là lại không lực phản kích. Nghĩ tới đây, Trác Phàm song trưởng đã đủ tay là mồ hôi. Đinh! Bỗng nhiên! Ngay tại lúc này, một tiếng ngâm khẽ lại là một địa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trác Phàm sững sờ, suy nghĩ một chút, tâm niệm nhất động, lôi linh giới bên trong một đạo tử mang lóe qua, bá thiên kiếm liền nhất thời xuất hiện tại hắn trên tay kia. Ách, bá thiên, người muốn làm gì? Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm thăm thẳm hỏi. Hưu, không có trả lời, cái kia đạo trường kiếm màu tím, nhất thời tản mát ra cường đại lôi mang. Sau đó liền mang theo Trác Phàm thân thể, thẳng tắp hướng lên bầu trời lôi vân bay đi. Trác Phàm sững sờ, không biết vì sao, nhưng nhìn lấy cái này linh động thân kiếm, nghĩ một lát, vẫn là tùy ý nó mang theo chính mình vượt khó tiến lên. Oanh! Đúng lúc này, lại một đường kinh thiên lôi minh nổ vang, một đạo như ngọn núi cự lôi, hung hăng hướng Trác Phàm chán bổ tới. Thậm chí, cái kia lóa mắt giữa bạch quang, đã mang lên từng tia màu đỏ. Hỏng bét, cái này lôi phải biến dị. Trong lòng cả kinh, Trác Phàm sắc mặt hoảng hốt, liền muốn giơ lên ma kiếm ngăn cản. Thế nhưng là đúng lúc này, đụng một tiếng, bá thiên kiếm lại là mình động, một cái ngang bầy, đem ma kiếm bắn ra, sau đó tản mát ra cường đại tử mang, mang theo Trác Phàm một cái tay, liền hung hăng hướng về phía trước vung đi. Oanh! Âm thanh chấn thương khung, đinh tai nhức óc, tại cái kia tử sắc lôi mang một bổ phía dưới. Cái kia đạo sấm sét nhất thời hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán vô tung. Mà lại, cái kia tử sắc kiếm kình thẳng bắn thẳng về phía cái kia lôi vân chỗ sâu, trong nháy mắt liền đem cái kia lôi vân nổ tung một cái hắc động, bên trong sấm sét thoáng chốc liền suy yếu rất nhiều, thậm chí ngay cả những cái kia vốn là muốn bắt đầu biến đỏ lôi xà, cũng một đến tán đi hồng mang, lại biến thành yếu kém màu tái nhợt. Đây là, hủy diệt chi lực, bá thiên kiếm nói. Song đồng bất giác lắc một cái. Trác Phàm nhất thời không sai, thì ra là thế, trùng thiên kiếm nói tuy nhiên cương mãnh, có thể kích phá thương khung. Nhưng là vân chính là vô hình chi vật, cho dù đánh tan, lại cũng không tiêu tán, rất nhanh liền có thể đoàn tụ, năng lượng không giảm. Nhưng bá thiên kiếm đạo bất đồng, nó là thật đem chỗ đi qua năng lượng, đều hủy diệt thành cặn bã, cho nên một kiếm này hạ xuống, lôi vân ngược lại suy yếu không ít. Đinh! Nhỏ khẽ run run thân kiếm. Bá thiên kiếm tựa hồ tại hồi đáp giống như, tán đồng hắn thuyết pháp. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm tà cười một tiếng, đã như vậy, bá thiên kiếm, ngươi liền theo ta một đường mà lên, chém ra sấm sét, giết đến tận 9 tầng trời, tại cái kia trong lôi vân cho lão tử mở động, sau đó ta liền có thể dùng diệt thế lôi viêm, cho hắn thiêu cái biến thành cho bụi, ha ha ha. Đụng, thế nhưng là, Trác Phàm cười to vừa lên, bá thiên kiếm đã là thay đổi sống kiếm. Hung hăng tại hắn trên ót gõ một chút, thuận tiện liền cái mũi đều gõ sưng. Ngươi làm gì? Che mũi, Trác Phàm không khỏi giận dữ, uống kêu ra tiếng, ngươi bây giờ tại ta trên tay, là ta kiếm, ta chính là ngươi chủ nhân, có ngươi như thế đối đãi chủ nhân sao? Coi chừng ta đem ngươi kiếm linh này hủy. Không có phản ứng, bá thiên kiếm trầm ngâm một chút, mới lại động. Chỉ bất quá lần này,
không phải gõ Trác Phàm, mà chính là nhẹ nhàng gõ gõ cái kia thanh đen nhánh ma kiếm. Đinh đinh! Làm gì, muốn đánh nhau phải không sao? Lão tử cũng không phải dễ trêu. Rất hiển nhiên, ma kiếm cũng không phải tốt tính, nhất thời có phản ứng, bay lên lăng không, đối với cái kia bá thiên kiếm chính là một trận vẫy đuôi chơi lưu manh, rõ ràng khiêu khích. Bất quá bá thiên kiếm, lại là lại bất động. Thật sâu nhìn nó liếc một chút, Trác Phàm trầm ngâm một chút, sâu xa nói, ngươi là muốn cho ta đem sở hữu thần thông đều thu, lần này chỉ dùng ngươi tới đối phó cái kia lôi vân. Đinh! Lần nữa tiếng vang, bá thiên kiếm rung động thân kiếm. Thật can đảm, lão tử còn ở đây này, tứ kiếm hợp nhất, ngươi nhà cái mới tới thì dám tranh sủng. Dựa vào cái gì muốn để chủ nhân chỉ dùng ngươi một thanh kiếm, ngươi cho rằng ngươi thay thế cho ta sao? Hừ hừ, đừng nói thay thế, dùng không bao nhiêu thời gian, lão tử đem ngươi cũng cho tiêu tan, khặc 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 ạc ạc. Biết được cái này bá thiên kiếm lại có này ý nghĩ xấu, mà kiếm nhất thời chịu không được, lần nữa khua tay kiếm phong, thì có loại muốn ước hẹn cảm giác. Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu tốt, ta thì thử một chút ngươi thanh kiếm này đi. Ma kiếm, trở về. Kít, một mực đong đưa thân kiếm bỗng dưng trì trệ, ma kiếm hơi có chút không tình nguyện bộ dáng, thậm chí còn có chút tiểu ủy khuất giống như. Chủ nhân, người có tân hoan cũng không cần người yêu cũ, huống hồ ta mạnh hơn nó nhiều, tứ kiếm hợp nhất. Bất quá, nhìn đến Trác Phàm cái kia ánh mắt kiên định, ma kiếm cũng không có cách nào, nhất thời hóa thành một đạo hắc quang. Liền lại dung nhập trong cơ thể hắn. Đến tận đây, Trác Phàm trong tay chỉ có một thanh bá thiên kiếm. Mà bá thiên kiếm cũng không có quá nhiều trì trệ, lập tức mang theo Trác Phàm thân thể, thì hướng chín ngày đánh tới. Một đường lên, từng đạo sấm nổ liên miên, Trác Phàm đều không cần chính mình động thủ, bá thiên kiếm liền mang theo cánh tay hắn, bốn phía vung vẩy, cuồn cuộn tử mang phía dưới, những cái kia sấm sét thì tất cả đều bị bổ đến tứ phân ngũ liệt. Tiêu tán vô tung, thậm chí ngay cả một chút lôi linh khí đều không có. Điều này không khỏi làm cái kia lôi vân, càng là tổn thất nặng nề, trên mây lôi điện cũng gấp nhanh giảm bớt. Phải biết, vừa mới Trác Phàm trùng thiên kiếm nói tuy nhiên có thể đem lôi điện đánh tan, nhưng lôi điện tản ra linh khí còn tại, bị lôi vân sau khi hấp thu, năng lượng không thay đổi, lần nữa biến thành lôi điện đánh xuống. Nhưng bây giờ, lại là tại bá thiên hủy diệt chi lực dưới, không còn có bổ túc có thể dùng. Oanh! Rốt cục, một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm mang theo bá thiên kiếm xông vào trong lôi vân trung tâm, từng đạo lôi xà đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong. Nếu như bây giờ dùng lôi viêm hư không chấn lời nói, cái này lôi vân thì... Đụng! Trác Phàm nhìn lấy bốn phía hết thảy, thì thào lên tiếng, nhưng là rất nhanh liền lại là một tiếng vang thật lớn, đập vào đầu hắn phía trên. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm nhìn về phía trong tay thần kiếm, lắc lắc đầu, tốt tốt tốt. Ta không dùng hắn thần thông, thì dùng ngươi được thôi. Chỉ là cái này ngàn dặm chi địa lôi vân, ngươi một kiếm bổ, muốn thế nào tiêu trừ. Thời gian có thể không chờ người a, muốn là bọn họ chuyển đỏ lời nói. Giữ im lặng, bá thiên kiếm không có có phản ứng gì. Chỉ bất quá tại ngừng nghỉ một hồi về sau, cái kia thần kiếm lại là mang theo Trác Phàm cánh tay lần nữa động, mà lại trên thân kiếm, còn tản mát ra cuồn cuộn pha trộn tử mang. Thân thể bỗng dưng chấn động, không biết tại sao, tay cầm bá thiên kiếm, Trác Phàm trong đầu lại chợt xuất hiện một đạo quen thuộc bóng người. Bá thiên, một ngày nào đó, lão phu hội mang ngươi đi đến đỉnh phong, để vạn chúng chú mục, ha ha ha. Bách Lý Ngự Thiên kiệt ngao bóng người, tại đầy trời trên lôi hải, càng không ngừng đánh tan bốn phía sấm sét, trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo, giống như ngươi thần kiếm, chỉ có lão phu mới xứng nắm giữ, hắn phàm phu tục tử, sao phối nắm giữ. Chỉ bất quá. Kít. Chợt, Bách Lý Ngự Thiên dừng thân, trên mặt nổi lên một đạo giật mình lo lắng, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu là cũng có ngày, có người có thể theo lão phu trong tay đem ngươi đoạt đi, vậy liền chứng minh lão phu không xứng nắm giữ ngươi dạng này thần vật, ngươi nên có càng mạnh chủ nhân mới là. Người kia, cũng nhất định sẽ giống như lão phu, mang theo ngươi đi đến đỉnh phong, tuyệt không bôi nhỏ ngươi bá thiên tên. Đến lúc đó lão phu chỉ sợ đã chết. Nhưng ngươi nhưng muốn đem lão phu trên kiếm đạo lĩnh ngộ, truyền cho người kia. Lão phu như là không thể đi đến đỉnh phong, cũng nhất định muốn đem ta kiếm đạo mang lên đi a. Ong ong ong. Bá thiên kiếm một trận run rẩy, tựa hồ tại an ủi. Ha ha ha, lão phu bất quá làm giả thiết thôi, trong thiên hạ, ai có thể đánh bại lão phu a,
yên tâm tốt, ha ha ha. Thản nhiên cười, Bách Lý Ngự Thiên tiếp tục vung vẩy thần kiếm, uy phong lẫm liệt, trong mắt đều là hừng hực chiến hỏa. Nhìn lấy tình cảnh này, Trác Phàm nhất thời minh bạch Bá Thiên kiếm ý tứ, hắn đây là muốn thay Bách Lý Ngự Thiên truyền đạo a. Luận đến đối Bá Thiên kiếm nói lĩnh ngộ, thế gian chỉ sợ không có so Bách Lý Ngự Thiên lĩnh hội càng sâu người, cho dù kiếm đế cũng giống vậy. Dù sao, cái này năm thanh kiếm thần, là hắn tự thân kiếm đạo hòa vào ngũ đại thần thú trong sức mạnh, bên trong biến hóa số lượng, chỉ sợ hắn chính mình cũng không có thể hoàn toàn giải. Nhưng Bách Lý Ngự Thiên, lại là chìm đắm Bá Thiên kiếm đạo cực gây nên nam nhân, hắn lĩnh hội, hoặc là mới là Bá Thiên chân lý. Nếu không mà nói, Bá Thiên kiếm truyền đạo, vì sao chỉ có Bách Lý Ngự Thiên bóng người, mà không có người khác đâu? Muốn đến nhiều như vậy năm, tay cầm Bá Thiên người số lượng cũng không ít, bao quát kiếm đế ở bên trong. Nhưng tránh thức giải Bá Thiên, cũng chỉ có một người. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt nhất định, dựa theo trong đầu Bách Lý Ngự Thiên bóng người, cũng là một kiếm hướng bốn phía huy động. Chỉ một thoáng, phong lôi hiển hách, từng đạo tử sắc sấm nổ liên miên, một kiếm Bá Thiên, ngày càng ngạo nghễ. Bốn phía những cái kia lôi vân, chỉ là một cái vụt sáng, liền tất cả đều tiêu tán vô tung. Kiếm khí chưa đến, kiếm ý đã đến, khắp nơi sấm vang, thiên địa sụp đổ bại. Cứ như vậy, Trác Phàm tiến vào vong ngã chi cảnh, dường như cùng trong đầu Bách Lý Ngự Thiên hợp hai làm một, mỗi một kiếm đều cực điểm bá đạo chi thế. Chờ nghiêm chỉnh đường Bá Thiên kiếm thức phung xong, toàn bộ bầu trời đã lại không một mảnh lôi vân tích lũy, một vòng mặt trời gay gắt chậm rãi lộ đầu ra, long lanh ánh nắng, chỉ sợ từ trước tới nay lần thứ nhất, vẩy vào mảnh này cháy hắc thổ địa phía trên. Đón cái kia rực rỡ ánh sáng, Trác Phàm đôi mắt, bất chi bất giác lưu lại một nước mắt. Bất quá, cái này nước mắt không phải hắn chảy, mà chính là cùng Bá Thiên kiếm linh, tâm linh tương thông về sau, thay kiếm linh kia chảy. Kiếm linh sẽ không nói chuyện, nhưng là hắn cảm tình lại là hoàn toàn truyền vào Trác Phàm ở sâu trong nội tâm. TTT, từng đạo mờ mịt tử khí, theo cái kia Bá Thiên kiếm phía trên dần dần tản ra, chảy vào giữa thiên địa linh khí bên trong. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng minh bạch, cái này Bá Thiên kiếm nói truyền xuống về sau, kiếm linh này đã chính mình tán linh khí, trở về thiên địa. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Bất bại kiếm tôn vong một khắc này, hắn liền có lòng đi theo. Thật sự là bởi vì kiếm tôn truyền đạo tâm nguyện chưa, mới một mực lưu lại. Hiện tại kiếm đạo đã truyền, hắn không lo lắng, thẳng đi. Cái này Bá Thiên kiếm, lần nữa trở thành vô linh chi vật. Trác Phàm, bước lên đỉnh phong đi. Sau cùng, tại cái kia tử khí hoàn toàn tiêu tán trong tích tắc, Trác Phàm trong đầu, vang lên lần nữa bất bại kiếm tôn trước khi chết hét lớn. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là kiếm linh sau cùng mượn bất bại miệng, đối với hắn chúc phúc. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm vui mừng nhẹ gật gật đầu, thật là dạng gì chủ nhân, thì có cái gì dạng kiếm a. Người như kiếm, kiếm như người, Bá Thiên kiếm linh phần này thoải mái cùng hào khí, coi là thật cùng bất bại không khác nhau chút nào. Nhẹ nhàng địa an ủi sờ một chút cái kia thần kiếm màu tím, Trác Phàm mỉm cười, khoát tay liền thu nhập giới chỉ là trong mắt lại càng hiện kiên định. Đỉnh phong, ta sẽ đạt tới, mang theo ngươi kiếm đạo cùng một chỗ. Bá bá bá. Đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang, Mộ Dung Liệt chờ người thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Trác Phàm bên người, nhìn về phía hắn vội vàng nói Trác tiên sinh, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, bọn họ đều tốt đây. Nói, Trác Phàm hơi vung tay, liền đem lĩnh vực bên trong tất cả mọi người thả ra. Bỗng dưng, từng đạo khí thế cường hãn nhất thời phát ra, Lạc Vân Hải bọn họ cũng cùng nhau đột phá chính mình ràng buộc, tất cả đều đến quy nguyên cảnh. Liền cái kia ba tên tiểu gia hỏa, đều đến hóa hư cảnh. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm hài lòng gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía những cái kia kiếm vương cao thủ, không khỏi nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mộ Dung Liệt bọn họ, thật là tại phàm giai bị ép tới quá lâu, vừa mới đột phá, thì lập tức lẻn đến Linh Vương đỉnh phong. Cho dù là Lệ Kinh Thiên bọn họ, cũng là đạt đến Linh Vương trung kỳ thực lực. Cảm thụ lấy trong thân thể cuồn cuộn nguyên lực chấn động, tất cả mọi người là một trận hưng phấn. À, Trác quản gia, người tu vi lại lui, đến đoán cốt ngũ trọng cảnh. Lúc này, Lệ Kinh Thiên không khỏi sững sờ, kêu lên sợ hãi. Sắc mặt trì trệ. Trác Phàm cái này mới tới kịp xem chính mình tu vi, thế nhưng là cái này không quan sát còn tốt, một xem xét phía dưới,
liền chính hắn đều kinh ngạc đến ngây người, Linh Vương trung kỳ. Không tệ, vừa mới nay đã bị lôi kiếp, đạt đến quy nguyên đỉnh phong chắc phàm. Tại kế thừa Bá Thiên Kiếm nói về sau, chẳng những tâm cảnh thẳng tắp tăng lên, bản chân quyết đem mặt ngoài tu vi thối lui đến đoán cốt cảnh phía trên, liền tu vi chân chính đều đột phá đến Linh Vương trung kỳ tầng thứ. Chỉ bất quá, đột phá Linh Vương nên có lôi kiếp vừa tới, liền bị chắc phàm một trận Bá Thiên Kiếm đạo cuồng vung, trong nháy mắt cho đánh tan, ngay cả chính hắn cũng không biết. Cái này không thể không nói là cái tiếc nuối, dù sao cái kia lôi kiếp là giúp ngươi tôi thể. Bất quá, đã mượn người khác lôi kiếp, tôi thể qua chắc phàm, tựa hồ lại không thế nào quan tâm cái này. Dù sao, hắn đã nắm giữ Linh Vương thể phách, cần phải ngâm hai lần sao. Ha ha! Các vị! Tất cả mọi người bình yên vô sự, chắc phàm tại Bá Thiên Kiếm tự mình truyền thụ dưới, liền Bá Thiên Kiếm nói cũng đã trong nháy mắt lĩnh ngộ, xem như đến đại tiện nghi, liền đột nhiên ánh sao lóe lên, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người nói, hiện tại chúng ta Linh Vương số lượng, đã có thể tổ kiến một cái tiểu quân đội, ban đầu kiếm vương cao thủ, thân thể đến thần kiếm truyền thừa, lại không như bình thường Linh Vương. Như thế tới nói, ta vừa mới sở thuyết thời gian có thể nhắc lại trước, bây giờ lập tức tại thánh vực trong góc, đánh ra một phiến thiên địa. Cực phẩm linh khoáng, huyền tinh mỏ, thượng đẳng hàng tốt, mau tới mua a. 12 phẩm linh đan, tiên vân tán, nhất phẩm thánh đan, long dâu cao, nhanh tay có chậm tay không a. Một tòa phồn hoa tiểu trấn phía trên, từng cái người bán hàng rong cao giọng kêu gào, trước người sạp hàng phía trên trưng bày chính mình hàng hóa, rực rỡ muôn màu. Hối hả đám người, tại cái này chen chúc trên chợ xuyên tới xuyên lui, bốn phía ngó nhìn những cái kia làm cho người hoa mắt hàng hóa, vô cùng náo nhiệt. Thôn trấn phía trước, đứng sừng sững lấy một tòa thật cao viên môn, phía trên treo một phương bảng hiệu, trên viết ba cái mộc mạc chữ lớn, hoan hỷ trấn. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, từng đạo tất dẫn cước bộ chậm rãi vang lên, một tên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, tại 12 tên khí thế mãnh liệt hộ vệ bảo vệ dưới, đi vào trấn trước, bên cạnh còn có một vị gầy gò thanh niên, một tấc cũng không rời. Tập trung nhìn vào, lại chính là Lạc Vân Thường cùng Trác Phàm hai người tới. Mà những hộ vệ kia, thì là Lạc gia vừa mới đột phá quy nguyên cảnh thiết huyết các thanh niên. Kít! Vừa mới còn náo nhiệt ồn ào tiểu trấn, nhất thời không có âm thanh. Tất cả mọi người, đều là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bọn này khuôn mặt xa lạ, liếc nhìn nhau, trong mắt đều là lóe qua không hiểu ánh sáng. Bất quá, 3 giây đồng hồ về sau, bọn họ liền như cái gì sự tình đều không phát sinh giống như, tiếp tục ồn ào, có kẻ mặc cả, tiến hành trước kia bước đi, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đến giống như. Có chút kỳ quái, Lạc Vân Thường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem Trác Phàm liếc một chút, nhưng Trác Phàm lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Không hề nói gì, phất phất tay, liền bắt chuyện mọi người chậm chậm tiến trấn. Thị trấn vẫn là giống nguyên lai náo nhiệt như vậy, chỉ bất quá cái này náo nhiệt bên trong, lại là pha tạp rất nhiều quỷ dị không khí. Tựa hồ nơi này tất cả mọi người ánh mắt, đều đang thỉnh thoảng hướng bọn họ nơi này liếc đến, trong mắt tản ra từng đạo khiếp người tinh mang. Điều này không khỏi làm Lạc Vân Thường một trái tim trong nháy mắt lo sợ lên, sắc mặt hơi trầm xuống, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt Trác Phàm bàn tay. Trác Phàm, cái này thôn trấn có chút cổ quái a. Nếu là không cổ quái, chúng ta thì đi một chuyến uổng công, ha ha ha. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là hai con ngươi nhìn về phía mọi người chung quanh ánh mắt, cũng là cùng bọn hắn một dạng, tản mát ra nhắm người mà phệ tinh mang, thậm chí còn hơn. Ngay sau đó, Trác Phàm liền mang theo Lạc Vân Thường đám người đi tới một gian khách sạn bên cạnh, nhìn một chút về sau, khom người cúi đầu. Hướng Lạc Vân Thường dò hỏi, đại tiểu thư, sắc trời đã tối, chúng ta ở chỗ này đặt chân được chứ? Khẽ gật đầu, Lạc Vân Thường cái nào có ý kiến gì, sau đó liền theo hắn ý tứ, cùng đi đi vào. U, khách quan đánh từ đâu đến, đi đến nơi nào, nghỉ trọ vẫn là ở trọ a. Thế nhưng là, vừa một bước vào cửa, một cái trang điểm dày đặc trung niên lão phụ, đã là nhếch miệng cười một tiếng, chào đón. Một bên hỏi thăm. Còn một bên tỉ mỉ dò xét mấy người thân hình, phảng phất tại xem xét nhìn cái gì. Hơi gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chuẩn bị 5 gian thượng đẳng phòng nhỏ, đại tiểu thư 1 gian, còn lại chúng ta còn lại 13 người ở. U, 5 gian A, khuôn mặt trì trệ, bà chủ kia tựa hồ có chút khó xử, xin lỗi, cửa hàng nhỏ không có nhiều như vậy phòng trống.
cái kia có mấy cái? Một gian sao được, mi mắt lắc một cái, Trác Phàm vội vã lắc lắc đầu, coi như để đại tiểu thư ở một gian, chúng ta không ở chung quanh chăm sóc sao được. Đại tiểu thư, ta xem chúng ta vẫn là lại tìm khác khách sạn đặt chân đi. Thật sâu liếc hắn một cái, Lạc Vân Thường ngầm hiểu, vẫn như cũ gật đầu, vậy liền ấn Trác quản gia lời nói hành sự đi. Cái này Hoan Hỷ Trấn thì một nhà khách sạn này, các ngươi nếu là lại tìm, chỉ sợ cũng thật muốn ngủ ngoài trời dã ngoại. Đột nhiên, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Mọi người giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một vị mặt như quỳnh ngọc, phong thần tuấn lãng trung niên nam tử, cười nhạt đi vào trước mặt bọn hắn. Bà chủ kia thấy một lần, cũng là bất giác hai mắt tỏa sáng, lập tức vui mừng nhướng mày, cung kính thi lễ, Phương quản gia. Bà chủ, nơi này không có việc của ngươi, ta tới đón đợi mấy cái vị bằng hữu đi. Mỉm cười, cái kia Phương quản gia liền đem bà chủ đuổi đi, sau đó nhìn về phía Trác Phàm bọn người, cung kính liền ôm quyền nói, ở phía dưới đỉnh, bản chấn Liêu gia đại quản gia, không biết các vị xưng hô như thế nào. Gật đầu thi lễ, Trác Phàm cũng là mỉm cười, ôm ôm quyền nói, tại hạ Trác Phàm, Lạc gia đại quản gia, đây là nhà ta đại tiểu thư, Lạc Vân Thường, hắn mấy cái là nhà ta hộ vệ. Buôn bán đi ngang qua nơi đây, nhìn sắc trời đã tối, cho nên muốn nghỉ chân một chút. A, ngươi là đại quản gia. Thật sâu liếc hắn một cái, Phương này đỉnh trong mắt lóe lên từng đạo nghi hoặc, Trác huynh, tha thứ tại hạ mạo muội, ngài cái này tu vi thật sự là. Nghe xong lời ấy, minh bạch hắn ý tứ, Trác Phàm trong mắt bất giác có chút thất lạc, liền bất đắc dĩ ai thán một tiếng, cúi thấp đầu, tựa hồ không muốn nhắc đến giống như. Lạc Vân Thường gặp, vội vàng nói tiếp, thực không dám giấu giếm, Trác quản gia trời sinh tuyệt mạch, tại con đường tu luyện thực sự không thể cùng thường nhân đánh đồng. Nhưng vì người cơ linh, làm việc nghiêm cẩn, cha ta mới đặc biệt sách hắn tổng lĩnh toàn trong phủ phía dưới sự vụ. Quản gia A, cũng không phải là xông pha chiến đấu, muốn mạnh như vậy tu vi làm gì, ngài nói đúng không, ha ha ha. Nói, Lạc Vân Thường còn cố ý xoa bóp Trác Phàm bàn tay, đầy mắt xót thương địa vỗ vỗ hắn tay lưng, lấy đó an ủi. Mẹ nó, thì ra là thế, mặt trắng nhỏ ăn bám A. Đem hết thảy thu vào đáy mắt, Phương này đỉnh lúc này trong lòng biết rõ, cái gì đều hiểu. Ta liền nói A, 20-30 tuổi người, mới đoán cốt cảnh, liền cái thằng nhóc con cũng không bằng, cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào. Coi như lại thông minh, cũng không thể thăng làm một nhà quản gia A, cho dù quản gia không tác chiến, cũng là bề ngoài đúng không? Xem ra là đi quan hệ bám váy. Hừ, tiểu tử này, cũng không phải không còn gì khác A. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mới miệng đỉnh bên trong lại không thể nói như vậy. Trác huynh, 360 được, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Người hôm nay có thể làm một nhà quản gia, cũng vẫn có thể xem là trở nên nổi bật. Nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai hắn, mới đỉnh bất giác cười lớn một tiếng, hiển thị rõ phóng khoáng chi khí, như vậy đi, gặp lại chính là có duyên, hôm nay chư vị không chỗ đặt chân, không bằng vào ở ta Liêu phủ được chứ. Không khỏi giật mình, Lạc Vân Thường lúc này vui vẻ, nhưng vẫn còn có chút ngại ngùng địa phủ cúi người nói, cái này làm sao có ý tứ đây, không biết sẽ không quấy rầy quý phủ chủ gia. Lạc tiểu thư khách khí, chủ nhân nhà ta là tốt nhất khách, là cái này trong vòng phương viên trăm dặm, người chỗ đều biết người lương thiện. Nếu là có người gặp phải khó khăn, cầu đến ta phủ, mặc kệ là trong trấn vẫn là bên ngoài trấn người xa lạ, chủ nhân nhà ta đều sẽ đại mở cửa sau, ban hiệp trợ. Chậm rãi khoát khoát tay, mới đỉnh khẽ mỉm cười nói, bằng không, tòa này trấn làm sao xưng là Hoan Hỷ trấn đâu. Tin tưởng ngươi cũng nhìn đi ra bên ngoài dân trấn an vui chi tướng, đây đều là chủ nhân nhà ta chữa trị có phương pháp A. Nếu như các ngươi có thể vào chú ta phủ, chắc hẳn chủ nhân nhà ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao bất mãn. Vừa mới nói xong, vừa mới vị lão bản kia nương cũng là một tiếng cười khẽ, đi vào trước mặt mọi người, có chút ai oán nói, đúng vậy A. Liêu lão gia thật đúng là lòng hiệp nghĩa, thiện tâm cực kỳ A. Ta khách sạn này sinh ý, đều sắp bị hắn cướp sạch A, ha ha ha. Nghe được lời này, mới đỉnh bất giác mỉm cười, lắc đầu bật cười. Lạc Vân Thường cùng Trác Phàm hai người liếc nhau về sau, cũng là khẽ gật đầu, sau đó liền vừa nhìn về phía mới đỉnh, cúi người cúi đầu, như vậy. Liền đa tạ Phương quản gia, như có quấy rầy, còn mời rộng lòng tha thứ. Lạc tiểu thư khách khí. Đồng dạng cung cung kính kính đáp lễ, mới đỉnh liền phía trước dẫn đường,
Trác Phàm bọn họ thì sau đó theo. Chỉ là liền tại bọn hắn rời đi khách sạn này trong tích tắc, vị kia vừa mới còn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười, sức sống bắn ra bốn phía bà chủ, lại là nhất thời sắc mặt trầm xuống, lộ ra một đạo tà dị cười lạnh. Còn lại trong khách sạn khách nhân cùng tiểu nhị, nhìn lấy Trác Phàm bọn họ biến mất phương hướng, cũng toàn đều không hẹn mà cùng địa nhếch lên từng đạo lạnh lẽo đường cong, khát máu mà tàn nhẫn. Một phút sau, mới đỉnh rốt cục mang theo Trác Phàm bọn họ đi vào một chỗ rộng thùng thình trước cửa phủ, cùng bên ngoài hộ vệ lên tiếng chào hỏi, liền nối đuôi nhau mà xuống đất đi vào. Tựa hồ tập mãi thành thói quen giống như, những hộ vệ kia cũng từng cái đầy mặt nụ cười, khom người lễ độ, không có chút nào tầm thường địa đầu xà ngang ngược cảm giác. Chỉ là nhìn lấy bọn hắn cái kia xấp xỉ khiêm tốn nụ cười, Lạc Vân thường lại là có loại lông tơ chi dựng thẳng làm người ta sợ hãi cảm giác, nắm lấy Trác Phàm tay, cũng càng phát ra gấp lên. Lạc tiểu thư, các ngươi xin về sau, ta đi thông báo chủ nhân nhà ta, đi một chút sẽ trở lại. Rốt cục, xuyên qua từng đạo đại sảnh, Trác Phàm bọn họ cuối cùng đến trong đại sảnh, mới đỉnh lại khom người cúi đầu, trực tiếp thẳng hướng về sau đường đi đến. Trác Phàm thì hơi hơi hoàn lễ về sau, nhìn lấy hắn thân ảnh biến mất, mới lại ngó nhìn xung quanh nơi này bố cục. Thật sâu hít một hơi, Lạc Vân thường chăm chú nhìn hắn, gặp bốn bề vắng lặng, lặng yên lên tiếng, Trác Phàm, ta cảm thấy nơi này không thích hợp a. Khẳng định không thích hợp a, khoảng cách Xích Lôi Cốc như thế hùng địa gần như thế, người nào không có việc gì ở chỗ này xây cái thôn trấn a. Mà lại theo ta được biết, nơi này trước kia phát sinh qua một lần đại chiến, liền thành vùng đất hoang vu, lại không tư nguyên, lại không người, ai sẽ nguyện ý vào xem nơi này a? Trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, Trác Phàm chậm rãi dạo bước, ngó nhìn tòa nhà này bố cục, khóe miệng xẹt qua dị dạng đường cong, nguyện ý tới nơi này, chỉ sợ là chút trời không chứa phía dưới hung đồ, mà lại bọn họ kiếm sống, cũng tuyệt đối không phải người lương thiện, thả không đến trên mặt nổi đồ vật, thậm chí ma đạo tu giả, đều không dám tùy tiện nhúng tay sự tình. Bên ngoài những hạnh phúc kia nhàn hạ vẻ mặt vui cười dưới, chỉ sợ là đẫm máu dữ tợn, cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe được lời này, Lạc Vân thường không khỏi bỗng nhiên lắc một cái, vội la lên, vậy chúng ta còn ở lại chỗ này nhi làm gì, chạy mau a, vạn nhất bị bắt. Hừ, chạy cái gì chạy, chúng ta tới chỗ này dò xét, không phải liền là nhìn hắn cái gì nội tình, có tiện hay không động thủ sao. Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo, tại như vậy cái xó xỉnh địa phương, bảy cái mê hồn cục, coi như lại ác, có thể ác đi đến nơi nào. Hắn muốn làm thợ săn, đến bắt con mồi, nhưng sau cùng ai là con mồi còn không nhất định đây, hừ hừ. Chăm chú nhìn hắn, Lạc Vân thường khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại sâu xa nói, Trác Phàm, chúng ta nhất định muốn đoạt người khác địa bàn như sao? Đương nhiên, mãnh liệt gật đầu một cái, Trác Phàm bình tĩnh nói, thánh vực thế lực sớm đã hoa phân rõ ràng, không phải dễ dàng như vậy biến. Chúng ta những người ngoại lai này muốn không bị phát hiện đến đặt chân, nhất định phải mượn xác hoàn hồn. Cái này Hoan Hỉ trấn mặc dù cũng không phải cái rõ ràng chỗ, nhưng chắc hẳn có người biết, đây chính là cái bên ngoài thân phận, chúng ta nhất định phải lấy được. Tối tăm trong gian phòng, một cái khô mộc xích đu, kẹt 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 bầy không động đậy ngừng, một cái sắc mặt gầy gò, tóc trắng phơ, trên mặt tràn đầy ảm đạm lão giả, đang ngồi ở cái kia trên ghế xích đu càng không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Mới đỉnh khom người nằm ở trước mặt hắn, cung kính bẩm báo nói, gia chủ, một đường lên ta đã dò xét nghe rõ ràng bọn họ nội tình, thì là một đám thương nhân mà thôi. Trừ gia chủ là linh vương cảnh, tại một cái tiểu thành có một phương thế lực bên ngoài, không có gì quan trọng, có thể động thủ. Hàng chất lượng như thế nào? Xích đu vẫn tại diêu động, lão giả kia mặt không biểu tình, chỉ là bờ môi hơi hơi động động, phát ra ồn ào thanh âm. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Mới đỉnh khom người cúi đầu, gia chủ yên tâm, lần này chất lượng không tệ, cái kia đại tiểu thư cùng 12 tên hộ vệ, đều là quy nguyên cảnh tu vi. Chỉ có cái kia mặt trắng nhỏ quản gia, thật mẹ hắn suối quẩy, bất quá đoán cốt cảnh ngũ trọng mà thôi, có thể bỏ qua không tính. Tốt, lão phu đi ra xem một chút. Khẽ gật đầu, lão giả kia không khỏi ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi đứng lên, liền hướng ra phía ngoài nện bước phí thời gian tốc độ đi đến, mới đỉnh thấy một lần. Vội vàng ở bên nâng. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy từng trận ho nhẹ, lão giả kia theo mới đỉnh đi vào tiếp khách đại sảnh. Lạc Vân thường chờ thấy một lần, đuổi vội vàng đứng dậy, tiến lên cúi chào. Thế nhưng là,
làm nàng nhìn thấy lão giả kia mặt mũi tràn đầy hắc thanh, giống như quỷ quái khuôn mặt lúc, lại là nhìn không được hoảng sợ vẩy một cái, hét to lớn tiếng, thân thể cũng là càng không ngừng hướng về sau co lại a. À. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn dò xét rất lâu, trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì, khẽ gật đầu. Thế nào, lão phu hình dạng hù đến tiểu thư sao? Lại che miệng ho nhẹ hai tiếng, lão giả kia thản nhiên cười, ngồi tại chủ vị, mới đỉnh thì cung kính đứng ở một bên. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, Lạc Vân Thường có chút xấu hổ, hướng về lão giả yêu kiều cúi đầu, liễu gia chủ thứ tội, vừa mới tiểu nữ tử đường đột, có nhiều mạo phạm, còn mời rộng lòng tha thứ. Không có gì quan trọng, lão phu cái này chết bộ dáng, lão phu trong lòng mình minh bạch, người nào gặp đều muốn giật mình, ha ha ha. Chậm rãi khoát khoát tay, lão giả kia từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó liền thật sâu nhìn về phía mọi người, trong mắt tản ra dị dạng ánh sáng, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu, có chút hài lòng giống như. Thấy tình cảnh này, Lạc Vân Thường cảm giác toàn thân không được tự nhiên, dường như chính mình là một kiện trên chợ hàng hóa, đang bị người bình luận chọn lựa. Qua rất lâu, lão giả kia mới thu hồi cái kia tham lam ánh mắt, lại lộ ra thâm thúy nụ cười nói, nghe phương quản gia nói, Lạc tiểu thư tôn cha là nhất thành thành chủ, không biết là cái gì cái thành a. Tường Vân Thành, hơi hơi nâng tay, Lạc Vân Thường khẽ cười nói. Đạm mạc gật đầu, lão giả kia trong lòng suy nghĩ, Tường Vân Thành. Xác thực không phải cái đại thành, chiếm diện tích bất quá 200 dặm, còn không có ta cái này thôn trấn lớn. Cơ hồ là cái linh vương đều có thể ở nơi đó lập đỉnh núi, xem ra Lạc gia thật không phải cái gì cọng rơm cứng a, bất quá. Nghĩ như vậy, lão giả kia tiếp tục nói, Tường Vân Thành. Có thể về vị nào tôn thượng quản hạt sao? Liễu gia chủ nói giỡn, thánh vực tám hoàng, danh động thiên hạ. Toàn bộ thánh vực, một nửa về tám hoàng thống lĩnh, một nửa về thất thánh sơn quản lý, còn lại việc vụn vặt khu vực, mới đến phiên một số thế lực không tệ linh vương cao thủ kiếm lấy. Đây cũng là người ta chướng mắt khu vực, rất không may, chúng ta cũng là người ta không muốn nhìn nhiều tồn tại. Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, Lạc Vân Thường thở dài một tiếng, vốn là đầu năm phụ thân muốn sai người cho mưa gió thành thẩm thành chủ, giúp đỡ tiến cử một phen, đầu nhập vào kiếm hoàng môn hạ. Đáng tiếc, cho dù là kiếm này hoàng 72 thành thành chủ bên trong kém nhất một cái, đều chướng mắt chúng ta, lễ vật đều bị ném ra ngoài cửa. Rơi vào đường cùng. Đành phải thất bại tan tác mà quay trở về. Những đại nhân vật này bắp đùi, cũng không tốt ôm a. Khẽ gật đầu, lão giả kia cũng là thở dài, đúng vậy a, hôm nay thế đạo, không có cái chỗ dựa cường giả làm chỗ dựa, quả nhiên là nguy hiểm trùng điệp a, hôm nay ngươi có thể đặt xuống một mảnh thành trì, làm thành chủ. Ngày mai liền có thể bị người khác đánh bại, thay vào đó. Người nào muốn động ngươi, đều không cần lo lắng nhiều, thì như hôm nay một dạng. Đúng vậy a, thế đạo này a. Hả? Vốn là cũng là 10 phần tán đồng địa gật đầu, nhưng là rất nhanh, Lạc Vân Thường liền bỗng dưng sững sờ, một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn, Liêu thành chủ, ngươi. Ngươi nói cái gì? Như hôm nay một dạng, có ý tứ gì? Khóe miệng xẹt qua quỷ dị đường cong, lão giả kia nhếch miệng cười một tiếng, sâu xa nói, ý tứ chính là lệnh tôn không có chỗ dựa lớn nào, ta cứ yên tâm. Không phải vậy các ngươi cục thịt béo này, lão hủ ăn còn không an lòng đây, ha ha ha. Sắc mặt bỗng dưng một biến, Lạc Vân Thường sợ hãi kinh hãi, đuổi vội vàng đứng dậy, thì muốn lui về phía sau. Cái kia 12 tên hộ vệ cùng Trác Phàm, cũng là trong nháy mắt ngăn tại trước người nàng. Vô dụng, một đám nhỏ đi đi. Khinh thường bĩu môi, lão giả kia vung mạnh tay lên, bá một tiếng, mọi người liền cảm thấy một cỗ cương phong tập kích đến. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài, chính trên không trung bay lên, lại là ông một tiếng, không gian ba động, tất cả mọi người trong hư không một đến biến mất, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là chợt được đến một mảnh loạn trên đất đá, ngàn vạn khô xương cốt, xếp thành từng tòa tiểu sơn, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Trong mắt ngăn không được co lại, Lạc Vân Thường thấy một lần, bất giác hét to lớn tiếng, sau đó liền vội gấp tìm tới Trác Phàm bóng người. Nhào tới a, Trác Phàm, cứu mạng. Kết giới. Ánh mắt hơi hơi suỵt suỵt, Trác Phàm đưa mắt tứ phương, nhìn lấy cái này hoàn toàn hai loại quang cảnh, không khỏi nhất thời lên tiếng, nguyên lai cái trấn này bên trong thiết lập dạng này kết giới, mặt ngoài phồn hoa giàu có, trên thực tế chỉ là dùng đến che giấu cái này thi sơn cốt hải mà thôi. Ôm thật chặt hắn không thả,
Lạc Vân Thường cũng là bốn phía xem một phen, vội vàng nói, vậy chúng ta muốn thế nào rời đi à? Đi không, bằng thực lực các ngươi, có thể mơ tưởng bước ra lão phu cái này một cấp thánh trận một bước. Chợt, một tiếng cười khẽ vang lên, bốn phía hoang vu trong không gian, một trận quỷ dị gợn sóng lắc lư, lão giả kia xuất hiện lần nữa tại Trác Phàm xuất hiện trước mặt, cười lạnh không thôi. Đồng thời, mới đỉnh còn có trên trấn rất nhiều dân trấn, cũng tất cả đều đi vào nơi này, nhìn lấy cái này Lạc gia mọi người một mặt thất kinh biểu lộ, tất cả đều tùy ý địa cười to lên, tràn đầy vẻ châm chọc. Phanh phanh phanh, hung hăng gõ gõ cái này hư không, giống như đập vào tường cao phía trên, phát ra đạo đạo tiếng leng keng, phảng phất có cái trong suốt không gian, đem bọn hắn cách ly giống như, Lạc Vân Thường bất giác giận dữ, nhìn về phía lão giả kia hét lớn, lão đầu tử, người nhanh chút thả chúng ta ra ngoài. Không phải vậy lời nói, chúng ta Lạc gia sẽ không bỏ qua ngươi. Buông tha ta, bằng ngươi cái kia Tam Lưu Thành chỉ thành chủ phụ thân. Ha ha ha. Nhịn không được cười lớn một tiếng, lão giả kia đầy mặt giọng mỉa mai, đừng nói giỡn, đừng nói lão phu căn bản không sợ hắn, coi như hắn thật tìm đến, hắn cũng hoài nghi không đến giả phu trên đầu, ngươi tin hay không, nha đầu. Sắc mặt nghiêm một chút, Lạc Vân Thường chăm chú nhìn hắn, trong mắt mang theo hồ nghi. Trác Phàm lại là khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, xác thực, nơi này tới gần Xích Lôi Cốc, mặc dù có người nào tại vùng này biến mất lời nói, mọi người trước hết nghĩ đến. Cũng nhất định là táng thân tại cái kia thánh vực hung địa, Xích Lôi trong cốc. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái vui sướng an lành tiểu trấn, hội ẩn giấu như thế khát máu một đám người đâu. U, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, người đứa nhỏ này nhìn đến vẫn rất thấu triệt. Mi mắt hơi nhíu, lão giả kia thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là chớp động lên vẻ kỳ dị, xem ra người có thể lên làm nhất tộc quản gia, cũng không phải là chỉ dựa vào quan hệ bám váy. Thật có chút bản sự. Không tệ, lão phu sở dĩ tuyển nơi này với tư cách trong căn cứ một nguyên nhân, cũng là bởi vì có Xích Lôi Cốc làm yểm hộ, mặc kệ lão phu làm chết bao nhiêu người, bọn họ đều truy tra không được lão phu trên thân, hừ hừ. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, xác thực, ngươi làm việc tương đương cẩn thận, phàm là đến thôn trấn người, động thủ trước đó, đều nhiều lần tìm hiểu, bối cảnh quá sâu liền trực tiếp buông tha, chỉ có bối cảnh cạn, mới sẽ động thủ. Cứ như vậy, những cái kia không quyền không thế, không nói trước có hay không cái năng lực kia tìm đến, coi như tìm đến, cũng có Xích Lôi Cốc đánh yểm trợ, cho dù bị nhìn thấu, lấy ngươi Linh Vương đỉnh phong thực lực, cũng có thể tùy tiện giữ bọn họ lại, không sợ chút nào. Có thể nói, ở chỗ này làm ăn, ngươi là kiếm bổn không lỗ, tương đương an toàn a. Tiểu gia hỏa hiểu ta, tuy nói ngươi thực lực không đủ, nhưng lão phu bắt đầu thích ngươi. Cười nhạt gật gật đầu. Lão giả kia không khỏi lúc này mời nói, không bằng ngươi cùng lão phu a, lão phu lập tức tha cho ngươi nhất mệnh, như thế nào? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm không có lên tiếng, từ chối cho ý kiến. Lạc Vân Thường lại là đầy mắt lửa giận, hung ác vỗ kết giới kia phanh phanh loạn hưởng, hét lớn, đã ngươi đã là Linh Vương đỉnh phong cảnh, có thể trở thành một phương chư hầu, vì sao còn muốn làm như thế bị ổi sự tình đâu? Ngươi coi như vào đến tám hoàng một trong dưới trướng. Chỉ sợ cũng rất dễ dàng a, dù sao cũng so ngươi làm cái này âm thầm hoạt động tốt a. Mí mắt hung hăng nhảy một cái, lão giả kia chết khẽ cắn môi, song quyền nắm chặt, lại là lại buông ra đến, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đã không có đường quay về, cho dù là thánh vực tám hoàng lại quý tài, cũng không có khả năng đem một cái luyện phệ hồn trận người thu nhập dưới trướng, chẳng lẽ bọn họ muốn dẫm vào năm đó vết xe đổ, bị chỉnh cái thánh vực truy sát sao? Thế mà, ngay tại lúc này, Trác Phàm lại là trong mắt tinh mang lóe lên, hét lớn lên tiếng. Thân thể nhìn không được hung hăng run run, lão giả kia cũng là không khỏi giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, ngươi. Ngươi là ai, làm sao lại biết? Còn lại những cái kia dân chấn, cũng là từng cái mặt hiện hãi nhiên, liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Phệ hồn trận, đó là cái gì? Lạc Vân Thường chau mày, lại là có chút mê mang. Khóe miệng xẹt qua tàn nhẫn đường cong, Trác Phàm chăm chú nhìn bọn họ, lần nữa để lộ cái này yên lặng nhiều năm vết sẹo, cái này phệ hồn trận là một loại ma đạo luyện công pháp môn, thông qua hấp thu tu giả tinh khí thần, đến cấp tốc đề cao công lực. Chỉ bất quá, cái này tinh khí thần bên trong có chết vì tai nạn người oán khí, hội cọ sát luyện công người tâm thần, đồng thời tính mịch chi khí cũng sẽ dùng ở thể nội, gia tốc thể phách suy diệt. Cho nên, dùng trận này luyện công,
nhất định phải có tiết chế, tiêu tan oán khí, tăng cường căn cơ, mới có thể lại đi vận công, nếu không thì cùng lão quỷ này một dạng. Nói, Trác Phàm nhất chỉ lão giả kia âm u mặt cho, cười to lên. Lão giả kia thì là da mặt co lại, tức giận đến toàn thân thẳng phát run, lại là không ra một lời. Hắn, đây là luyện công gây nên, thật sâu nhìn lấy hắn, Lạc Vân Thường kinh ngạc nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đúng vậy a, đây chính là không biết tiết chế, hút nhân tinh khí hậu quả. Đại tiểu thư, ngươi thấy những cái kia từng trồng bạch cốt sao? Đại khái đều là bị hắn hút, thế nhưng là, hắn hút quá nhiều, trong thân thể ứ động oán khí cùng tĩnh mịch chi khí, chính đang nhanh chóng làm hao mòn lấy hắn thể phách. Mặc dù là linh vương cảnh, nhưng khuôn mặt tiều tụy, không có nửa phần sinh khí, như muốn bước về phía tử vong. Chỉ có tiếp tục hút, đại lượng bổ sung tinh khí, mới có thể duy trì. Bất quá cứ như vậy, trong cơ thể hắn oán khí hội lần nữa tăng thêm. Vì sống sót, nhất định phải hút nhiều người hơn, nhưng là hút về sau, hắn càng thêm nguy hiểm, nhất định phải lại hút càng nhiều. Như thế tuần hoàn ác tính, uống chậm chỉ khát, quả thực cũng là cùng khắp thiên hạ tu giả là địch. Dạng này một nhân vật nguy hiểm, cái kia tám hoàng ngốc, dám giữ hắn lại. Đây không phải nhận người hận sao. Cho nên lúc này, hắn đã không cho bên trong thiên địa, thì cùng hắn năm đó người lão tổ kia, Liêu Thiên Đinh nhất dạng. Cái gì, người làm sao lại biết xa xưa như vậy sự tình? Thân thể hung hăng chấn động, lão giả kia quá sợ hãi, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, quả thực thì cùng nhìn yêu nghiệt đồng dạng. Lạc Vân Thường cũng là mi mắt lắc một cái, kỳ quái nói, Liêu Thiên con trai. Đúng vậy a, năm đó một cái càng không biết sống chết ra hỏa. Cười lạnh, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, năm đó cái kia Liêu Thiên con trai, cũng không giống như hắn cái này không có tiền đồ con cháu một dạng, trốn đi làm hại nhân gian. Người ta thế nhưng là quang minh chính đại giết người phóng hỏa, danh xưng ma bên trong ma, thiên cổ đệ nhất ma vương. Đó là hút một thành trì lại một thành trì, thi hài khắp nơi, sửng sốt đem chính mình tu vi, theo linh vương cảnh, hút tới thánh giả tình trạng, cũng nhanh đột phá đến chuẩn đế cấp. Ta đoán chừng hắn lúc đó ý nghĩ, liền là mau chóng đến đế cấp, nắm giữ đế cảnh đại đạo, liền có thể trường sinh bất diệt. Đáng tiếc a, hắn phạm thiên nộ, đem toàn bộ thánh vực hắc bạch lưỡng đạo đều đắc tội. Một lần kia, nhưng là bất kể chính đạo ma đạo, lần thứ nhất liên thủ, vây quét tại hắn. Sau cùng, cũng là đem hắn chém giết tại xích lôi cốc phụ cận, hẳn là nơi này đi. Bất quá về sau, hắn tộc nhân lại là biến mất, mọi người tìm không thấy, cũng coi như, dù sao cái này táng tận lương tâm trận thức, chỉ có hắn một người biết. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như hắn trước khi chết đem trận thức này lưu lại, vậy đại khái cũng là vì cái gì các người bí mật ở chỗ này xây trấn nguyên bởi vì đi. Da mặt hung hăng run rẩy, lão giả kia trên mặt càng thêm kinh hãi. Chỉ Trác Phàm tay không ngừng run run, ấp a ấp úng nói, ngươi. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao một vạn năm trước bí sự, ngươi sẽ như thế rõ ràng? Một vạn năm. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, từ lần đó đại chiến sau 5.000 năm, ta bị xúc sinh kia bán bỏ mình. Thì ra là thế, ta dựa vào cửu u bí lục chuyển thế, dùng 5.000 năm a. Chăm chú nhìn Trác Phàm không thả. Lão giả kia gặp hắn vẫn là không trả lời, không khỏi lúc này lần nữa hét lớn, ngươi. Đến tột cùng người nào? Tại sao lại biết? Bởi vì bên kia lần vây quét, ta cũng có tham dự. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm lộ ra tà dị đường cong. Thân thể ngăn không được run lên, lão giả kia thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, tràn đầy vẻ không thể tin, không có khả năng, ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Lại là một cái đoán cốt cảnh. Làm sao có thể tham dự lần kia đại chiến? Lão gia hỏa, không thể không nói, ngươi cái kia lão tổ là cuồng vọng tự đại mà chết, ngươi như vậy chú ý cẩn thận, hẳn là hấp thụ hắn kinh nghiệm giáo huấn. Bất quá đáng tiếc, ngươi thật rất suy a, gặp phải bổn tọa, thánh vực tám hoàng đứng đầu. Ngươi là kiếm hoàng ngạo trường thiên, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, lão giả kia càng phát ra hoảng hốt. Sắc mặt trầm xuống, Trác Phàm lạnh lùng nói, tám hoàng đứng đầu. Lúc nào đến phiên lão đầu kia, ta chính là Ma Hoàng. Ma Hoàng Triệu Thành, thế mà, còn không đợi hắn xuất khẩu, lão giả kia đã là lần nữa hô to lên tiếng. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm không khỏi khí cười ra tiếng, ngươi cái lão bất tử, vừa mới căn bản không có đem ta lời nói nghe vào a. Vây quét Liêu Thiên con trai lão gia hỏa kia thời điểm,
Triệu Thành cái kia thằng nhãi con còn không có xuất thế đây, lão tử là tám hoàng đứng đầu ma hoàng. Ây, ma hoàng lúc nào trở thành tám hoàng đứng đầu? Không khỏi sững sờ, lão giả kia cùng còn lại người lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt mê mang. Da mặt ngăn không được rút rút, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, tâm thật lạnh, lão gia hỏa, bao lớn. Hơn 3000 đi. Tốt, tiểu quỷ, xem ra lão tử giết ngươi không oan a. Bất giác giận quá mà cười, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chỉ bất quá muộn xuất sinh 2000 năm, liền đem lão tử uy danh cấp quên, ngươi thật đáng chết a. Bất quá không có sự kiện này, ngươi cũng nên chết, một đám lưu vong thế lực, không có bằng hữu thân thích, cùng ngoại giới không có liên hệ, biến mất cũng không quan trọng, thực sự quá đáng chết. Chỉ là có sự kiện này, ngươi nhà càng đáng chết hơn. Trong mắt tràn đầy mê mang, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghe hắn chỗ nói, như lọt vào trong sương mù. Trác Phàm gặp, bất giác lộ ra tà ác nụ cười, ta nói là, thực ta theo ngươi làm một dạng, cũng là đem một đám không có bối cảnh người xóa sạch, thay thế bọn họ. Từ hôm nay trở đi, cái này Hoan Hỉ trấn là Lạc gia. Các ngươi, không còn tồn tại. Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ngây ngốc liếc hắn một cái về sau, nhịn không được cười to lên. Ha ha ha, cướp chúng ta Hoan Hỉ trấn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một cái đoán cốt cảnh, nói chuyện viển vông đâu. Đi. Đúng vậy a, biết mấy món chuyện cũ năm xưa, thì dám đựng tiền bối hù dọa chúng ta. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tu vi gì. Đoán cốt cảnh, nhiều lắm là 100-200 tuổi số ngày mà thôi, còn tham gia 5000 năm trước vây quét, ngươi hù ai đây? Hắc hắc hắc, thằng nhãi con, vừa mới lão phu đều kém chút bị ngươi hù sợ. Khoác lác không làm bản nháp, hiện tại các ngươi tại lão phu trong kết giới nhốt, một hồi lão phu thì đem các ngươi tất cả đều luyện hóa. Còn khẩu suất cuồng ngôn, cướp ta Hoan Hỉ trấn. Cười chê. Tất cả mọi người, đều là một mặt cười như điên, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy xem thường cùng khinh miệt. Coi như người nhà lại miệng lưỡi lưu loát, cũng không thể nói như thế không chắc chắn sự tình đi. Mặc dù muốn sinh lộ, người coi như nói mình là tám hoàng cháu ngoại, cũng không ngại là một cái rượu chiêu a. Có lẽ chúng ta một cái kiêng kỵ, thì thả ngươi đâu. Thế nhưng là ngươi cái này cuồng ngôn, lại cũng quá bất hợp lý. Đụng. Thế mà, mọi người cười như điên còn không đình chỉ, một tiếng vang thật lớn đã là bỗng dưng nổ tung tại tất cả mọi người bên tai, trong nháy mắt thì đem bọn hắn cái kia ồn ào tiếng cười đè xuống. Toàn bộ phệ hồn kết giới, lúc trước còn 10 phần hoàn chỉnh, chỉ là trong nháy mắt, đã là vỡ vụn thành hư vô, cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, tại kết giới kia bên bờ một trận thiêu đốt. Ách! Thân thể trì trệ. Dường như vịt bị bắt lại cổ, mọi người tiếng cười im bặt mà dừng. Tuy nhiên trên mặt nụ cười vẫn như cũ cứng ở trên mặt, nhưng từng đôi trong đôi mắt, lại đã tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trác Phàm mắt trái bên trong, chớp động lên cuồn cuộn màu đen lôi viêm, khóe miệng nhấc lên chế giễu đường cong, thăm thẳm lên tiếng, xin lỗi, ta người này không biết giảng cười chê, nói đến liền sẽ làm đến. Các ngươi, chết chắc. Vừa mới nói xong, Trác Phàm đột ngột đến hướng trời cao vung tay lên. Một đạo hắc mang liền thẳng bay thẳng lên trời hư không, sau đó một tiếng ầm vang nổ tung lên, hóa thành một đóa quỷ dị màu đen diễm hỏa. Hô hô hô! Chỉ một thoáng, từng đạo khí thế cường hãn đột nhiên phát lên, từ xa mà đến gần, theo bốn phương tám hướng bao khỏa tới, hình thành vây kín chi thế, khủng bố uy áp cũng là bỗng nhiên đánh úp về phía cái này mặt ngoài an tường, bên trong tối tăm tiểu trấn. Linh, Linh Vương cường giả! Trong mắt ngăn không được hung hăng co rụt lại. Lão giả kia lúc này hoảng hốt, bờ môi run rẩy nói, một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 20 cái, mẹ nó, tại sao có thể có nhiều như vậy Linh Vương đánh tới? Chúng ta đến tột cùng chọc tới người nào? Cảm thụ lấy cái kia mảy may không kém chính mình khí thế cường đại, từng đạo tới gần. Lão giả kia đã là hoàn toàn sụp đổ, sắp khóc đi ra, bọn người nghe đến, cũng sắp hoảng sợ nước tiểu. Mười mấy cái Linh Vương vây quét bọn họ một cái chấn nhỏ, bọn họ đắc tội hoàng giai cao thủ sao? Em gái ngươi a, những thứ này đến tột cùng người nào a? Đến câu cá chấp pháp sao? Trong lòng ngăn không được loạn chiến, lão giả kia đã là cũng đã không thể bình tĩnh, hét to lên tiếng, mọi người mau trốn, có một cái trốn một cái, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ không gian đã là bị một mảnh hắc viêm lan tràn,
những cái kia dân chấn còn có mới đỉnh cái này đại quản gia, hãy còn không có hô hô một tiếng, liền đã là trong nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể ngăn không được run lên, lão giả kia cứng ngắc đầu, chợt quay đầu, nhìn về phía một mặt tà cười Trác Phàm, không thể tin nói, đem tự thân lực lượng hòa vào không trung, khống chế cả vùng không gian. Ngươi, cũng là linh vương cao thủ. Không tệ, ngươi đoán đúng. Mỉm cười, Trác Phàm chậm rãi nâng lên một tay, phát ra trầm thấp quát lên, đi chết đi.